Đại Hào Môn, Tiêu Phàm, Bản Dịch Chuẩn chương 646, Phá Trận Điêu trùng tiểu kỹ, đây chính là Tiêu Phàm đối Emina hồi phục, ánh mắt một một tại sáu tên huyết tộc trên thân người đảo qua, lạnh lùng đáp. Ngược lại cũng không phải Tiêu Phàm diệt người khác chí khí chướng uy phong mình, thực tế cái này cái gọi là đen bức đại trận tại Tiêu Phàm trong mắt, quả thực chính là buồn cười. Ở đây, Tiêu chân Nhân chưa từng cảm nhận được bất kỳ cấm chế gì đại trận khí thức, nói trắng ra, cái này bất quá chỉ là 6 cây cột tập hợp lại cùng nhau thôi, để 6 tên huyết tộc sứ giả có thể đồng thời thao túng một loại nào đó khí giới đối với địch nhân tiến hành công kích, là 6 người cùng 6 loại khí giới sức chiến đấu đơn giản thêm vào. Chân chính cấm chế đại trận, tuyệt không là đơn giản như thế. Trận pháp bản thân, có thể đưa đến tương đối lớn tác dụng, nếu không được cũng có thể cho công kích hoặc là phòng ngự tăng thêm. Tiêu phàm đánh giá là điêu trùng tiểu kỹ, đã là khách khí. Thật phải cẩn thận, cái này căn bản liền không tính là gì trận pháp. Hừ, tiêu tiên sinh, ta nhìn ngươi chính là con vịt đã đun sôi mạnh miệng. Hiện tại, ta liền hảo hảo để ngươi lãnh giáo một chút cái này điêu trùng tiểu kỹ lợi hại. Động thủ, Emina dùng sức phố trước mặt màu đen con rơi đầu, một cỗ hùng hậu pháp lực lập tức tràn vào trong đó, con rơi miệng há ra, một cỗ cuồn cuộn huyết vụ, liền hướng tiêu phàm phun ra ngoài. Cùng lúc đó, cái khác năm tên tuần tra sứ người cũng cùng một chỗ động thủ, năm tấm con rơi miệng bên trong, đồng loạt phun ra xương máu dày đặc. Trong chốc lát, trong đại sảnh mùi máu tanh sông vào mũi. Cùng loại loại này máu nói thủ đoạn, Emina đã không phải là lần đầu tại tiêu phàm trước mặt thi triển, nhiều lần gặp khó, nhưng như cũng làm không biết mệt. Cũng tịnh không hoàn toàn là bởi vì hết biện pháp, mấu chốt còn tại ở máu đạo công pháp, vốn là bọn hắn chủ tu công pháp. Uy lực mạnh nhất. Audio điện tử võ tấn bền. Mà lại, tiêu phàm dĩ vãng có thể nhẹ nhõm ứng đối. Cũng không có nghĩa là máu đạo công pháp tuyệt đối không thể đối với hắn tạo thành tổn thương. Còn phải xem chất lượng và số lượng, khi số lượng tích lũy tới trình độ nhất định thời điểm, liền sẽ phát sinh chất biến. Tiêu phàm sau nghi có chút nhấc lên, vững vàng đứng ở nơi đó, tay phải ngón giữa và ngón trỏ cũng chỉ một dương, bên người sáu cái phi đao run lên, kích bắn đi, lập tức sáu tên giày đặc huyền băng thuẫn hiển hiện ra, ngăn lại sáu cỗ phun đến huyết vụ sáu cái phi đao cấp tốc xoay nhanh, sáu mặt huyền băng thuẫn càng dài càng lớn, lập tức cấu thành một cái tuyết lóng lánh to lớn huyền băng che đậy, đem huyết vụ hoàn toàn đón đỡ bên ngoài. Lại là một chiêu này, Emina cười lạnh một tiếng, người cái này phi đao cố nhiên lợi hại, nhưng ẩn chứa trong đó huyền băng chi lực, khẳng định cũng có cái cực hạn, không có khả năng vĩnh viễn như thế tiêu rông dài. Lửa đến, Emina lại là vỗ trước mặt màu đen con rơi đứng đầu, quát to. Màu đen còn rơi miệng bên trong huyết phụ vừa thu lại, bỗng nhiên phun ra một cỗ ngọn lửa nóng bỏng, hướng về tiêu phàm huyền băng thuẫn khí thế hung hăng nhào tới. Cái khác năm tên tuần tra sứ người Duy Emina như thiên lôi sai đâu đánh đó, gặp một lần phía dưới, lập tức cũng thu hồi huyết phụ, vỗ bức thủ. Năm đạo hỏa diễm phun ra, từ bức thủ bên trong phun ra cái này sáu đạo liệt diễm, rõ ràng cùng phổ thông hỏa diễm khác biệt, ẩn chứa trong đó cực kỳ dư thừa linh lực, rất có điểm cùng loại đông phương người tu chân giỏi về thúc đẩy tam vị chân hỏa. Huyền băng thuẫn vừa tiếp xúc với những ngày liệt diễm, lập tức liền phát ra suy suy tiếng vang, lấy mắt thường nhìn thấy tốc độ cực nhanh tan rã xuống dưới. trong chốc lát cũng chỉ còn lại có thật mỏng một tầng. Tiêu phàm không chậm không nhanh, năm ngón tay như vòng hướng sáu cái bay trong đao cắt rót vào một đạo pháp lực. lập tức nguyên vốn có chút ảm đạm phi đao hào quang tỏa sáng, một cỗ thấu xương kỳ hàn phun ra ngoài bốn đã tan giã phải còn thừa không nhiều huyền băng thuẫn lập tức lại trở nên nặng nề vô so đem hỏa diễm ngăn cách bên ngoài không cần quản hắn tiếp tục đốt emina trên mặt hiện lên một vòng vẻ dữ tợn cao giọng ra lệnh hắn bảo vật này ẩn chứa huyền băng chi lực có hạn đem những này huyền băng chi lực tiêu hao hết liền vô dụng emina nói lại bỗng nhiên vỗ bức thủ trên mặt hiện lên một vòng đỏ rực huyết sắc chợt lóe lên bức thủ phun ra liệt diễm lập tức liền trở nên càng thêm mãnh liệt ầm ầm chi tiếng nổ lớn, vừa mới trở nên ngưng kết một chút huyền băng thuẫn, lập tức lại bắt đầu phi tốc hòa tan. Tiêu phàm sau mi chăm chú nhau một chút, Emina hiển nhiên hiểu rất rõ cùng loại bảo vật đặc điểm, bảo vật không có khả năng vô duyên vô cớ liền có thể sinh ra kỳ hàn chi khí, khẳng định là bởi vì ẩn chứa trong đó chi âm chi lực. Liên tục mấy lần thôi động băng phách phi đao đối địch, tiêu phàm đã rõ ràng cảm giác được, bay trong đao băng tủy chi lực chính đang nhanh chóng yếu bớt luyện chế băng phách phi đao vật liệu đều là khó gặp đồ tốt nhưng tiêu phàm thuật luyện khí tiêu chuẩn không đạt được tương ứng cao độ chỉ đem rất ít một bộ phân băng tủy dung luyện đến ngàn năm tuyết yêu lợi chảo bên trong mà ngàn năm tuyết yêu lợi chảo cơ hồ liền không thế nào luyện chế qua duy trì nguyên trạng lấy phi đao bên trong ẩn băng tủy chi lực tiêu hao tốc độ cái này sáu ngọn phi đao tại sáu đạo liệt diếm công kích phía dưới kiên trì không được bao dài thời gian nếu thật là cưỡng ép thúc làm phi đao băng tủy chi lực tiêu hao quá mức, bộ này bảo vật cơ hồ chẳng khác nào hủy. Mắt thấy huyền băng hộ thuẫn độ dày lại một lần nữa trở nên càng ngày càng mỏng, Emina đại hỉ, kêu lên, tăng cường công kích, hắn liền muốn ngăn cản không nổi. Mấy tên tuần tra sứ người lập tức lĩnh mệnh, đưa tay đặt tại bức thủ phía trên, đem pháp lực liều mạng rót đi vào, lập tức sáu cái bức thủ phun ra liệt diễm, so vừa rồi càng to lớn hơn mấy phân, trong đại sảnh, hồng quang lóa mắt trong nháy mắt huyền băng vòng bảo hộ liền trở nên chỉ còn lại có cực mỏng một tầng, rõ ràng chống đỡ không nổi. Tiêu phàm một tiếng lạnh hư, mãnh vẫy tay một cái, chống đỡ huyền băng vòng bảo hộ sáu ngọn phi đao, tại không bên trong một cái xinh đẹp xoay chuyển, bỗng nhiên liền bay trở về. Không có băng phách phi đao trèo chống, răng rắc một tiếng vang giòn, thật mỏng huyền băng vòng bảo hộ lập tức vỡ vụn thành từng mảnh mà ra. Sáu đạo liệt diễm lửa long nhất, bổ nhào tiêu phàm mà đi. Bỗng nhiên bên trong, chỉ thấy một đoàn lóa mắt sinh huy hỏa cầu bỗng nhiên tại tiêu phàm đứng thẳng vị trí bay lên, sau cô bắn tới hắn trước mặt liệt diễm, đụng một cái đến hỏa cầu này, lập tức liền như là vạn lưu về như biển, cuồn cuộn không tuyệt hướng trong đó quán chú đi vào. Không được, Emina lập tức liền nhớ tới tiêu phàm chuôi này có được thời kỳ thượng cổ hỏa linh lực trường đao, không khỏi kêu to một tiếng. Mau dừng lại, đáng tiếc cái này nhắc nhở, hay là tới thoảng qua chế chút. Mấy tên tuần tra sứ người không rõ nội tình, Vừa mới bắt đầu chuẩn bị thu hồi pháp lực, chỉ thấy chính giữa đại sảnh cái kia hỏa cầu, bỗng nhiên nổ bể ra tới. Một cỗ nóng bỏng vô so sóng lửa, nháy mắt hướng bốn phương tám hướng phồng lên mà ra, trong đó còn ẩn chứa thâm hậu vô so to lớn tự lực. Emina hai cánh hồ một cái, cuốn lên một luồng kình phong, đón sóng lửa phiến ra, thân thể phi tốc lui về sau đi, cuốn tới sóng lửa, khó khăn lắm cuốn tới trước mặt của nàng, liền kình lực hao hết, lui trở về. Thân là tuần tra đại sứ. Emina thân thủ ở xa năm tên tuần tra sứ người phía trên, tăng thêm nàng đã sớm biết tiêu phàm có viêm linh chi nhận dạng này thượng cổ thần binh, thời khắc mấu chốt phản ứng cực kỳ nhanh nhẹn, cuối cùng khó khăn lắm tránh thoát một kiếp. Kia năm tên tuần tra sứ người, nhưng liền không có vận khí tốt như vậy. Bên trong sóng lửa, kinh hô tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai, đen xì cánh thịt không ngừng cuồng phiến, thật vất vả, mấy cái nhân tài trước sau từ sóng lửa bên trong thoát khốn mà ra, từng cái diện mục cháy đen, lông mày mao dâu rìa xoắn trên thân áo đen thiêu đến thất linh bát lạc phát ra khó người mùi khét lẹt vậy mà đều bị thương mấy người vội vội vàng vàng vỗ cánh xa xa né tránh hai mặt nhìn nhau đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy kinh hãi muốn tuyệt thần sắc đại sứ cái này đây là cái gì binh khí a trong đó một tên nữ tính tuần tra sứ người nhịn không được mở miệng hỏi nàng này lúc đầu tướng mạo kiều diếm ngũ quan tú mỹ một mồi lửa đốt qua lông mày mau đầu phát bị cháy đi không ít, trên mặt đen một khối đỏ một khối, chật vật không chịu nổi, thần sắc ở giữa, đều là tức giận chi ý. Emina hít vào một ngụm khí lạnh, đau răng như nói, đây là thời kỳ thượng cổ hỏa linh chi binh, ẩn chứa cực kỳ hùng hậu hỏa linh lực. Chúng ta lấy liệt diếm công kích nó, chẳng khác gì là cho nó gia tăng uy lực. Thời kỳ thượng cổ hỏa linh chi binh, khó trách lợi hại như vậy. Nữ tính tuần tra sứ người lắc đầu liên tục, lúc này, kia cỗ nóng bỏng sóng lửa, rốt cục chậm rãi tiêu tán, lại nhìn trong đại sảnh ương, nơi nào còn có tiêu phàm cái bóng. Mà chính giữa đại sảnh cái kia hình lục giác đồ án, cũng biến mất không thấy gì nữa, biến thành một cái đen xì hang động. Cái này hình lục giác đồ án, vậy mà là một khung thang máy, thẳng tới thế giới dưới lòng đất nơi nào đó. Tiêu phàm một đao đem Emina bọn người bước lui, không chút do dự, liền là tiến vào thang máy bên trong, chờ bọn hắn chưa lấy lại tinh thần thời điểm, tiêu phàm sớm đã thoát ly chiến đấu, Đại sứ, ra hỏa này chuồn mất. Một tên tuần tra sứ người nhịn không được kêu lên: "A, xe vồ đâu? Xe vồ ở đâu?" Ngay sau đó, một tên khác tuần tra sứ người rốt cục phát hiện tình huống có chút không đúng, trước mắt chỉ thấy bốn tên tuần tra sứ người, cách xa nhất xe vồ không thấy bóng dáng. Bốn người khác vội vàng quay đầu tìm kiếm khắp nơi, lại nơi nào tìm được. Mấy người trong lòng lập tức dâng lên một cỗ dự cảm bất tường. Vừa rồi kia ngắn ngủi khoảnh khắc xe vô hẳn là không đến mức chạy ra đại sảnh đi coi như hắn muốn chạy trốn động tác cũng không thể nhanh như vậy coi như động tác có nhanh như vậy mấy người khác cũng không có khả năng không có chút nào phát giác tại emina tự mình xuất lĩnh phía dưới ai dám lâm trận bỏ chạy quả thực chính là tự hành muốn chết như thế đẩy lý đoàn người trong lòng bất tường cảm giác tiến thêm một bước chẳng lẽ xe vô gặp độc thủ ngay tại vừa rồi ngắn ngủi một nháy mắt tiêu phàm chẳng những một chiêu bước lui bọn hắn sáu người còn dò xét chỗ trống giết cách hắn gần nhất xe vô. Cứ việc điều phỏng đoán này tương đối hợp lý, đoàn người lại khó khăn nhất tiếp nhận. Thật nếu là như vậy, cái này người đông phương cũng không tránh khỏi cường hãn đến quá mức rồi. Tại đen bước đại trận vây công phía dưới, tiến thối tự nhiên đến trình độ như vậy. Sáu người hợp lực, chẳng những chưa thể đối với hắn tạo thành bao lớn tổn thương, không cẩn thận, ngược lại lại vẫn lạc rơi một tên tuần tra xứ người. Nhìn, cái này tựa như là, xe vô chiếc nhẫn nữ tính tuần tra sứ người mắt sắc, rất nhanh liền tại xe vô vừa rồi trưởng khống cây cột phụ cận tìm tới một viên lập lè tỏa sáng chiếc nhẫn, vội vàng chạy tới nhặt lên, giao đến Emina trong tay. Emina tiếp nhận chiếc nhẫn, trên mặt cơ bắp lập tức liền bắt đầu vặn vẹo, trong mắt lóng lánh một cỗ khó mà ức chế lửa giận. Nhìn thấy chiếc nhẫn này, nàng nơi nào còn có thể không biết xe vô hạ tràng. Vậy mà thật bị cái kia đáng ghét người đông phương diệt sát, một đao hạ xuống, thì cốt tất cả đều hóa thành cho tàn, chỉ còn lại có một viên trong thời gian ngắn khó mà luyện hóa chiếc nhẫn. Truy, Emina triệt để bị chọc giận, Phung tay lên, nghiêm nghị quát. chương 647, cha đẻ. Bên ngoài đánh cho long trời lở đất, sâu trong lòng đất, lại bình tĩnh như trước. Simeon thân vương lơ lửng tại minh mông vô bờ huyết hải trên không, bày ra một cái cổ quái tạo hình, hai mắt khép hờ, trong biển máu không ngừng toát ra từng tia từng sợi huyết vụ, bị Simeon thân vương hút thu vào, làm cho khí tức của hắn càng thêm thâm bất khả chắc. Cũng không biết quá khứ bao nhiêu thời điểm, Simeon thân vương bỗng nhiên mở hai mắt ra, thân thể khẽ động, chậm rãi hướng về huyết hải một bên lướt tới, thân thể lóe lên lóe lên, sáng tối chập chờn. Nhìn qua, Simeon thân vương phi hành tốc độ cũng không nhanh, nhưng mà trong nháy mắt, hắn liền đến huyết hải biên giới, vậy mà là cực kỳ cao minh di hình hoán ảnh chi thuật, nó tạo nghệ ở xa Emina phía trên. Nghiêm chỉnh mà nói, Simeon thân vương giờ phút này thi triển mới thật sự là thuấn di. Cùng Simeon thân vương khách quan, Emina trình độ liền kém một đoạn. Toàn bộ huyết hải là ở vào một cái cửa đại dưới mặt đất trong động đá vôi. Dựa theo quy mô mà nói, cái này động đá vôi hẳn là thế giới hiện tại bên trên lớn nhất. Huyết hải rộng, không thể nhìn thấy phần cuối. Trừ cái này minh mông bắt ngắt huyết hải, cái khác động đá vôi nên có cảnh quan, nơi này cũng giống vậy không thiếu. Tại huyết hải một bên trên vách đá thế mà còn xây lấy một cái thành bảo, mặc dù quy mô không lớn, nhưng từ ngoại hình đến xem, lại cùng duy đàn bảo rất tương tự, giống như là một cái mini bản duy đàn bảo. Vi hình duy đàn bảo bên trong, lóe lên ánh đèn nhàn nhạt, nhạt, rất hiển nhiên, thành bảo bên trong còn có người ở lại. Nhưng lại không biết là ai, mới có tư cách tại cái này huyết hải chi bên cạnh định cư. Đối với người bình thường mà nói, ở ở loại địa phương này, quả thực chính là cố ý tìm tai vạ, không bao lâu, coi như không bị hù chết cũng sẽ bị buồn nôn chết cứ việc cái này huyết hải không có nửa điểm mùi máu tươi nhưng máu chính là máu điểm này tuyệt không bởi vì không có mùi máu tươi mà thay đổi bất quá đối với huyết tộc người mà nói nơi này lại là ngàn năm khó tìm đại bổ thánh địa làm một tên huyết tộc người có thể ở đây trường kỳ ở lại quả nhiên là có thể ngộ nhưng không thể cầu kinh thiên gặp gỡ simeon thân vương vô thanh vô tức đáp xuống thành bảo tầng cao nhất nơi nào đó trên ban công chỗ này ban công rất lớn Địa thế phi thường tốt, tầm mắt cực kỳ khoáng đạt, đứng tại chỗ này trên ban công, có thể quan sát hơn phân nửa huyết hải phong cảnh. Động đá vôi đỉnh, khảm nạm lấy một loại nào đó không biết tên tinh thạch, phát ra mông lung bạch quang, đem toàn bộ động đá vôi cùng huyết hải đều chiếu lên giống như ban ngày. Tại cổ lão Đông phương trong truyền thuyết, loại này không biết tên tinh thạch điêu khắc thành viên châu, được xưng là Dạ Minh châu, chính là hiếm thấy khó cầu vô giới chi bảo. Nhưng ở đây, dạng này Dạ Minh châu lại chỗ nào cũng có quả thực liền thành hàng thông thường. Simeon thân vương xa xỉ, có thể thấy được chút ít. Lại không biết hắn vì cái gì không tại động đá vôi đỉnh lắp đặt đèn điện loại hình chiếu sáng công cụ, chiếu sáng hiệu quả, hẳn là so những này có thể tinh thạch sáng lên mạnh hơn nhiều. Nghĩ đến tuyệt không chỉ là bởi vì, dùng những này màu ngà sữa tinh thạch đến chiếu sáng là vì phô bầy giàu sang. Nhất định còn có cái khác càng thêm nguyên nhân trọng yếu. Bất quá dưới mắt, tự nhiên không có người nào hướng Simeon thân vương chất vấn việc này. Chỗ này tầm mắt cực kỳ khoáng đạt ban công, thông hướng gian phòng cửa thủy tinh bị một bức thật dày lông nhung thiên nga cửa sổ sát đất màn che đậy phải cực kỳ chặt chẽ. Simion thân vương chậm rãi đi thẳng về phía trước, cũng không thấy hắn có cái gì đặc biệt động tác. Nặng nề lông nhung thiên nga màn cửa liền tự động hướng hai bên tách ra, lộ ra gian phòng bên trong tình hình. Một tên mặc hoa hồng áo tím váy cô gái tóc vàng, ngồi tại một cái bàn tròn trước đó, đưa lưng về phía ban công, đang xem sách. Simeon thân vương động tác mặc dù 10 điểm nhu hòa, cơ hồ tính được là lặng yên không một tiếng động, tên này cô gái tóc vàng hay là lập tức liền phát giác được. Chậm rãi đem quyển sách trong tay đặt ở trên cái bàn tròn, cũng không quay đầu lại, lạnh nhạt nói, ngươi ra ngoài, ta không muốn nhìn thấy ngươi. Simeon thân vương sau nghi có chút nhân lại, hiển nhiên đối này có chút không vui. Không thể phủ nhận, Simeon thân vương nghi đồng hồ đường đường, tướng mạo cực kỳ anh Tuấn, mặc dù nhìn gương mặt hắn, đã người đã trung niên, nhưng kia cỗ thành thục xoái khí, lại càng thêm mê người, mị lực bắn ra bốn phía. Chỉ bất quá giờ phút này, thân vương điện hạ trên chán, ẩn ẩn giấu đi một tia tà khí, cùng hắn yêu nhã phong độ cùng cao quý khí thế không phải như vậy ăn khớp. Miranda, người vẫn là như vậy cố chấp. Simeon thân vương cũng không có ứng cô gái tóc vàng yêu cầu ra ngoài, nhưng cũng không có tiếp tục hướng phía trước, mà là tại ly dương đài cách đó không xa dừng bước, nhíu mày nói. Người biết không, cũng là bởi vì như người loại này cố chấp tính cách, mới đưa đến chúng ta năm đó không có cách nào cùng một chỗ sinh hoạt, không thể không chia tay. Nếu như tính cách của người hơi nhu hòa một chút, ta nghĩ Simeon gia tộc cũng sớm đã một lần nữa trở về nhất thống. Ha ha ha, nguyên bản 10 điểm bình tĩnh cô gái tóc vàng, bỗng nhiên ngửa mặt lên trời cười ha ha, phảng phất nghe tới cực kỳ buồn cười cho cười, chỉ bất quá trong tiếng cười, tràn đầy phẫn uất cùng mỉa mai chi ý. Clement, người thật vô sỉ, sau một khắc, mỉa mai tiếng cười im bặt mà dừng cô gái tóc vàng bỗng nhiên nghiêng đầu lại gắt gao tiếp cận simian thân vương từ yết hầu chỗ sâu từng chữ từng chữ lóe ra một câu nói như vậy trong mắt lóng lánh phẫn nộ ngọn lửa dù là như thế tên này cô gái tóc vàng xinh đẹp vẫn như cũ là như thế kinh tâm động phách khiến người gặp một lần phía dưới liền kinh thán không thôi không thể nghi ngờ vị này mỹ lệ nữ tử chính là duy đàn bảo gia tộc đương đại gia chủ azelena mẫu thân bị ngoại giới tôn xưng là Simeon Vương Phi Miranda Phu Nhân. Trước đó không lâu, lọt vào Emina phục kích, Emina xuất lĩnh lấy mặc tư bảo nhiều vị tuần tra sứ người một cùng ra tay, lấy thế xét đánh không kịp bưng tay, đem Miranda Vương Phi bên người hai vị tuần tra sứ người đánh chết, Miranda Vương Phi quả bất địch chúng, thất thủ bị bắt. Mấy ngày nay, Miranda Vương Phi vẫn luôn ở tại huyết hải bên cạnh thu nhỏ lại hình duy đàn bảo bên trong. Đương nhiên, Vương Phi trên thân bị dưới cấm chế, nếu không toàn này mini thành bảo, làm sao có thể vây được nàng. Bỗng nhiên bị mặc tư bảo phương diện đánh lén, Miranda mặc dù phẫn nộ, lại một mực duy trì vốn có thận trọng cùng phong độ. Mặc tư bảo phương diện đột nhiên xé bỏ hiệp nghị, một lần nữa nhóm lửa Simeon gia tộc hai đại phân chi ở giữa chiến hỏa, cũng không hề hoàn toàn vượt quá Miranda vương phi dự kiến. Những năm gần đây, thông qua duy đàn bảo phương diện bố trí tại mặc tư bảo gia tộc nội tuyến đưa ra đến tình báo phân tích, mở lại chiến sự nguy hiểm, kỳ thật vẫn luôn tồn tại. Mặc tư bảo vị kia kế nhiệm Simeon thân vương, cứ việc 10 điểm điệu thấp, cơ hồ rất ít có ngoại nhân thấy qua diện mục thật của hắn, nhưng thực sự tiếp xúc qua hắn người, đều nhất trí cho rằng đây là một vị dã tâm bừng bừng thân vương, so tiền nhiệm thân vương hiếu chiến được nhiều. Trước đó, hắn vẫn luôn vô cùng thần bí, mà ở vừa mới tiếp nhận thân vương trước vị thời điểm, đối mặt với đông đảo chất vấn thanh âm, hơi triển thủ đoạn, liền đem tất cả mọi người chấn trụ từ xưa tới nay kiệt ngạo bất quần, tự cho là tại lão thân vương đại nạn về sau có hy vọng nhất tiếp nhận thân vương chi vị tuần tra đại sứ Emina, cái thứ nhất dẫn đầu hướng tên này gọi là Clemen Nam Tử Tuyên Thệ Hiệu Trung. Người sáng suốt vừa nhìn liền biết, Emina nếu không phải được Clemen chỗ tốt cực lớn, nếu không phải là bị Clemen âm thầm ra tay thu thập phải ngoan ngoãn, chỉ là vì chiếu cố tuần tra đại sứ mặt mũi, mới không có đem hai người so tài chân tướng công bố ở trước mặt mọi người. Cái này hai loại khả năng, so ra mà nói, lấy loại thứ hai khả năng cao hơn, đồng thời muốn cao hơn nhiều. Dù sao tại mặc tư bảo gia tộc, lại cũng không có cái gì so thân vương chi vị càng lớn chỗ tốt, Clement rất khó xuất ra đầy đủ thẻ đánh bạc để đả động Emina chủ động từ bỏ vương vị cạnh tranh. Mặc dù mặc tư bảo phương diện cũng cùng duy đàn bảo phương diện đồng dạng, không thừa nhận nữ tính đảm nhiệm thân vương chi vị, nhưng Emina hoàn toàn có thể hướng Miranda làm chuẩn, lấy Simeon Vương Phi hoặc là phu nhân danh hiệu, thành vì gia tộc thực tế người cầm quyền. Emina chủ động từ bỏ vương vị cạnh tranh, cái thứ nhất hướng Clermain tuyên thệ thần phục, lớn nhất khả năng chính là bị Clermain đánh phục. Mặc kệ thế sự thay đổi thế nào, tại tranh đoạt quyền lực chiến bên trong, thực lực vĩnh viễn là vị thứ nhất. Tại cổ lão Đông Phương, quyền lực chi tranh có cái gọi là pháp thuật thế chi phân, nói cho cùng, thế mới là căn bản, pháp thuật đều đều là tiểu đạo, tinh thông pháp thuật người nhưng thắng địch trong buổi tiệc, đạt được tại nhất thời, không có thế, cuối cùng khó mà thành đại khí. Mà cái này thế, kỳ thật chính là thực lực cụ thể thể hiện. Thực lực mạnh, xưng là thế lớn nan địch. Hơn 10 năm trước, Clement vừa tiếp xúc với thay Simeon thân vương chi vị, liền là thay đổi lão thân vương cố định sách lược, bắt đầu hùng hổ dọa người hướng bên ngoài khuếch trương, nhanh chóng mở rộng mặc tư bảo gia tộc thực lực, đồng thời bắn tiếng, muốn trong thời gian ngắn nhất, thống nhất phân liệt hàng trăm hàng ngàn năm Simeon gia tộc vì đạt thành cái mục tiêu này, mặc tư bảo phương diện đem không tiếc sử dụng bao quát vũ lực ở bên trong hết thảy thủ đoạn. Trên thực tế, thứ này cũng ngang với minh bạch không sai lầm phóng xuất ra chiến tranh tín hiệu. Miranda đạt được dạng này tin tức về sau, không có khả năng không dự làm chuẩn bị. Hai chi phân liệt nhiều năm như vậy, đứt quãng chiến tranh bộc phát phải không ít, suy đàn bảo phương diện, cũng không e ngại vũ lực uy hiếp. Dù coi như tổng thể thực lực so sánh mặc tư bảo phương diện hơi thua một phân, Tuần túy khai thác phòng thủ tư thái, mặc tư bảo muốn nhất cử cầm xuống duy đàn bảo, đơn tuần người si nói mộng. Thẳng đến mấy năm trước, duy đàn bảo sức chiến đấu mạnh nhất tuần tra đại sứ vẫn lạc, thắng lợi thiên bình cấp tốc hướng mặc tư bảo phương diện nghiêng, Miranda Vương Phi mới thật sự có chút lo âu. Loại này đỉnh chiến lược tổn thất, cũng không phải trong thời gian ngắn có thể bù đắp được lại. Mà trong truyền thuyết Simeon thân vương, nó sức chiến đấu thậm chí ở Saemina phía trên, liền càng làm cho Miranda giật mình cái này liền mang ý nghĩa, nàng cùng Simeon thân vương chỉ ở giữa tranh lệch đồng dạng không tiểu. Miranda mặc dù 10 điểm tự tin, lại cũng không có nắm chắc một đôi một trận chiến thắng Emina. Một cái sức chiến đấu vượt xa tuần cha đại sứ Simeon thân vương, trên thực tế đã phá hư song phương lực lượng đại khái cân bằng. Tại Mikhail dưới đề nghị, Miranda vương phi không thể không buông xuống Simeon gia tộc cao cao tại thượng kiêu ngạo, quyết định vì duy đàn bảo gia tộc tìm tìm một cái mạnh mẽ vô so hậu viện. Cái này hậu viện chính là tiêu phàm, chỉ tiếc, chiều này chuẩn bị ở sau còn không tới kịp phát huy tác dụng, Miranda vương phi mình ngược lại trước xảy ra ngoài ý muốn. Nhưng tất cả những này thất bại đều cộng lại, cũng không đủ phá hủy Miranda vương phi thận trọng. Chân chính để Miranda vương phi cơ hồ trực tiếp sụp đổ chính là, vị kia thần bí khó lường Simeon thân vương, lại chính là năm đó Clement, nàng đã từng yêu qua nam nhân Azelena cha ruột. chương 648, Huyết Linh Đại Lục Miranda Vương Phi cực kỳ thông minh, tại nhìn thấy Clement một khắc này, cơ hồ lập tức liền ý thức được, mình rơi vào cái nào đó thiết kế tỉ mỉ trong bẫy. Nhận biết Clement thời điểm, Miranda vừa mới tiếp quản duy đàn bảo không lâu, đối với sinh mệnh cực kỳ kéo dài huyết tộc người mà nói, Miranda tính được vô cùng trẻ tuổi, hay là hoài xuân thiếu nữ. Sau đó, anh Tuấn xoáy khí Clement 10 điểm ngoài ý muốn xông tiến vào cuộc sống của nàng bên trong, Miranda rất nhanh liền cùng Clement rơi vào bể tình thời điểm đó Clement, tại Miranda trong mắt, chính là một vị trần tục ở giữa soái khí người trẻ tuổi. Nguyên bản huyết tộc người là sẽ không cùng trần tục người phát sinh tình cảm gút mắc. Thực tế song phương tuổi thọ cách biệt quá xa, trần tục người tuổi thanh xuân, bất quá chỉ là một hai mười năm thôi. Số trong mười năm, liền sẽ không thể vãn hồi giải yếu chết đi. Vì để tránh cho sau này năm tháng dài đằng đẵng bên trong không ngừng nghỉ tưởng niệm, biện pháp tốt nhất chính là không muốn cùng người phàm tục yêu đương, càng không được kết hôn sinh con. Cần biết nhất là nỗi khổ tương tư, thế nhưng là, tình yêu muốn tới thời điểm, dù coi như là lại cổ lão thiết luật, cũng khó có thể ngăn cản. Không lâu sau đó, Miranda liền cùng Clement tại Đông Âu nước nào đó thủ đô sinh hoạt, lại qua mấy năm, sinh hạ Azelena. Cứ việc Miranda lúc ấy đã là duy đàn bảo gia tộc tối cao thủ lĩnh, không có người nào có thể cường lực ngăn cản nàng cùng một cái trần tục phàm nhân yêu nhau nhưng trở ngại gia tộc tồn tại đã ngoài ngàn năm cấm luật, cũng vì chiếu cố gia tộc cái khác người thế hệ trước tâm tình, bất quá phân kích thích bọn hắn thần kinh nhạy cảm, Miranda cùng Clement sinh hoạt cực kỳ điệu thấp, biết tình huống này người vô cùng ít ỏi. Huyết tộc cùng người bình thường yêu nhau, đản sinh hậu đại, có hơn phân nửa trở lên tỷ lệ là người bình thường. Kế thừa máu tộc huyết thống cơ hội, chỉ có cực tiểu nhân một bộ phân. Mà lại, bình thường đến nói, dạng này con lai like liền xem như kế thừa huyết tộc huyết mạch cũng sẽ không quá thuần khiết, tuổi thọ tương đối thuần chính huyết tộc người mà nói, muốn ngắn đến nhiều. Liền cùng những cái kia bị huyết tộc người cắn về sau, rất trùng hợp biến thành huyết tộc người dưới cùng hấp huyết quỷ đồng dạng. Nhưng mà khiến người không tưởng tượng được chính là, Miranda phát giác Azelena huyết thống cực kỳ thuần khiết, không có có nhận đến Clement phàm tục huyết thống ảnh hưởng chút nào, thậm chí có được so Miranda còn cường đại hơn tiềm lực. Đối Miranda mà nói, cái này tự nhiên là niềm vui ngoài ý muốn không nói những cái khác tại tương lai vô tận trong năm tháng nàng chỉ cần tiếp nhận mất đi người yêu thống khổ mà không cần trơ mắt nhìn xem mình con gái ruột dần dần già đi cuối cùng chậm rãi tàn lụi nữ nhi của nàng đem có thể làm bạn nàng rất dài thời gian rất dài đây cũng là Miranda cuối cùng đồng ý để Azelena cùng tiêu phàm kết hợp nguyên nhân chủ yếu chỉ ít là một trong đã nàng cùng trần tục người Clement kết hợp có thể sinh hạ thuần khiết huyết mạch Azelena thậm chí có càng lớn tiềm lực như vậy, Azelena cùng nhân loại bên trong kiệt xuất nhất yếu tố tiêu phẩm kết hợp, liền có rất lớn cơ sẽ sinh ra tiềm lực càng thêm to lớn đời sau. Tối thiểu nhất có khả năng này, ai biết không bao lâu, dị biến nảy sinh, ấu niên Azelena bị người bắt đi. Lúc ấy Azelena niên kỷ quá nhỏ, Simeon vương tộc huyết mạch chưa chân chính kích phát, Miranda không có cách nào nương tựa theo huyết mạch ở giữa thiên nhiên liên hệ tìm tới đã bị phần tử phạm tội trần trọc đưa đến ngoài 10.000 dặm nữ nhi. Theo không lâu sau, bọn hắn chỗ ở lại phát sinh nghiêm trọng hỏa hoạn. Clemen bất hạnh táng thân biển lửa, trong thời gian ngắn liên tiếp mất đi nữ nhi cùng người yêu Miranda Vương Phi thương tâm gần chết, hòa tốt thời gian mấy năm mới chậm rãi từ trong bóng tối đi tới. Vừa vặn lúc này, mặc Tư Bảo Phương Diện cũng hoàn thành tối cao thủ lĩnh mới cố thay đổi, tân nhiệm Simeon thân vương giã tâm bừng bừng. Không ngừng phát động nhằm vào duy đàn bảo gia tộc khiêu khích. Miranda Vương Phi phẫn mà trở về, lãnh đạo duy đàn bảo gia tộc chống lại mặc tư bảo phương diện xâm phạm. Tân nhiệm Simeon thân vương cực kỳ cường hãn, cũng thần bí đến cực điểm. Rất nhiều năm về sau, Miranda mới biết được tên của hắn thế mà cũng gọi Clemen. Tự nhiên, Miranda chỉ là đem cái này xem như một loại nào đó trùng hợp. Cho dù ai cũng sẽ không đem vị này tân nhiệm Simeon thân vương cùng Miranda năm đó yêu Clemen liên hệ với nhau. Clemen cái tên này, quá phổ lần, trùng tên người nhiều vô số kể. Thẳng đến vài ngày trước, Miranda Vương Phi lần thứ nhất tận mắt nhìn đến trong truyền thuyết Simeon thân vương, mới ngạc nhiên phát giác, này Clement chính là kia Clement. Bọn hắn, vậy mà thật là cùng một người. Khó trách Azelena có được thuần chính nhất huyết thống, thể nội ẩn chứa kinh người chi cực tiềm lực. Phổ thân của nàng, căn bản cũng không phải là cái gì trần tục bên trong người, mà là cùng Miranda Vương Phi đồng giảng, là thuần chính nhất Simeon gia tộc truyền nhân lẫn nhau có thể bị riêng phần mình gia tộc đề cử là cao nhất thủ lĩnh, tiềm lực của bọn hắn mạnh, không thể nghi ngờ. Coi như tại thuần chính nhất Simeon huyết mạch truyền nhân bên trong, Clement cùng Miranda đều có thể xem như ưu tú nhất, thiên phú kiệt xuất nhất. Sau khi kinh ngạc, Miranda vương phi liền bạo giận lên. Càng là ưu tú kiệt xuất người, càng là khó mà khoan dung người khác đối với mình lừa gạt. Miranda những năm này đối Clement tưởng niệm sâu bao nhiêu, biết mình bị lừa gạt về sau, đối Clemen thống hận liền nặng bao nhiêu. Nếu như không phải là bởi vì toàn thân pháp lực bị giam cầm, Miranda tuyệt đối sẽ không chút do so dự cùng Clemen liều mạng. Đương nhiên, kiến thức đến cái này vô biên vô hạn huyết hải, lại cảm nhận được Clemen trên thân cực kỳ cường đại khí tức bá đạo, Miranda vô cùng rõ ràng, dù coi như mình không có bị dưới cấm chế, ở thời kỳ mạnh mẽ nhất cũng hoàn toàn không phải Clemen đối thủ. Clemen đã đang tu luyện tà ác huyết linh trên đường đi rất xa. Là một tên thuần chính huyết tộc truyền nhân, Miranda tự nhiên rất rõ ràng huyết linh uy lực đến cùng lớn đến bao nhiêu. Simeon thân vương không để ý tới Miranda phẫn nộ, mắt nhìn nàng yểu điệu bóng lưng, chậm rãi nói Miranda, ta muốn nói cho ngươi, Azelena đã đến nơi này, ta tìm được nàng chỗ ẩn thân. Nghe xong Clomen nâng lên Azelena, Miranda hoác xoay người lại, gắt gao nhìn chằm chằm Clomen một chút, lập tức cười lạnh nói, không có khả năng, Azelena cùng tiêu phàm cùng một chỗ, Clement cười nhạt một tiếng, khóe miệng hiện lên một tia trào phúng chi ý, nói Miranda, ta không biết ngươi vì sao lại như vậy tín nhiệm một cái người đông phương. Ta thừa nhận cái này tiêu phàm tương đối lợi hại, có thể là tu chân giả. Nhưng hắn lợi hại hơn nữa, cũng vẻn vẹn chỉ là một người bình thường thôi, hắn không phải thần. Không có khả năng mang theo Azelena xông tiến vào nơi này tới cứu ngươi. Cho nên, hắn thanh Azelena giấu đi, nhưng là hắn căn bản cũng không biết, Azelena là nữ nhi của ta, coi như hắn Thanh Azelena giấu cho dù tốt lại ẩn nấp, ta cũng có thể cảm ứng được Azelena khí tức." Miranda vương phi liền cười, trong tươi cười mang theo rõ ràng khinh thường, lạnh lùng nói, "Cho nên nói, ngươi rất vô sỉ. Ngươi còn biết Azelena là con gái của ngươi, vậy liền mời chính ngươi nhìn xem, ngươi đối mình nữ nhi đã làm những gì? Tiêu phàm như thế nào đối đãi Azelena? Nam nhân như vậy, mới thật sự là nam nhân, ngươi tính là gì?" người nhiều nhất chính là một cái hèn hạ vô sỉ kẻ dã tâm thôi. Coi như người có thể tạm thời thống nhất Simeon gia tộc, vậy thì thế nào? Cái này mảy may cũng không thể thay đổi người hèn hạ chuyện vô sỉ thực. Người cảm thấy, tại một cái hèn hạ vô sỉ người xuất lĩnh phía dưới, simian gia tộc tương lai sẽ tràn ngập vinh quang cùng huy hoàng sao. Đối mặt với Miranda cái này đến cái khác chất vấn, Clement sắc mặt trở nên càng thêm âm trầm, khóe mắt không ngừng nhảy lên, Hiển nhiên đang cật lực kiềm chế lửa giận của mình, lạnh lùng nói cho nên nói, người chú định sẽ thất bại. Trong lòng của ngươi, thống nhất Simian gia tộc cũng đã là trung cực mộng tưởng. Như thế người không có hùng tâm tráng trí, sao có thể lý giải ngược ta bên trong suy nghĩ hết thảy. Ngươi nói ta là kẻ dã tâm, không sai, ta chính là một cái kẻ dã tâm, nhưng là, Miranda, người vĩnh viễn cũng không nghĩ đến, dã tâm của ta đến cùng lớn đến bao nhiêu. Simian gia tộc tính là gì? thống cả một cái huyết tộc tính là gì? Ta chân chính muốn làm chính là quân lâm thiên hạ. Ta muốn để cái tinh cầu này chỗ có sinh vật, đều phủ phục tại ta dưới chân, trở thành người hầu của ta cùng nô lệ. Ta mới là thế giới này duy nhất chủ nhân, duy nhất thần. Miranda không nói lời nào, cứ như vậy nhìn xem hắn, thật giống như nhìn xem một kẻ ngu ngốc, ánh mắt bên trong, thậm chí đã không có phẫn nộ cùng khinh thường, chỉ có thương hại chi ý. Cái này cần muốn bao nhiêu cuồng vọng, mới sẽ nói lời như vậy mới có thể làm dạng này mộng đẹp. Thế nào, Miranda, người không tin phải không? Thấy Miranda loại này hoàn toàn khinh thường tại lại đối thoại với hắn thần sắc, Clement càng thêm tức giật, nổi giận đùng đùng hỏi. Hừ, Mira đạt dùng một tiếng càng thêm khinh thường hừ lạnh trả lời hắn. Huyết linh cố nhiên rất lợi hại, Miranda cũng không cho rằng tu luyện huyết linh về sau liền sẽ vô địch thiên hạ. Không nói những cái khác, cái kia thần bí người Đông Phương tiêu phàm liền không dễ đối phó như vậy. Tại Đông Phương, còn có thật nhiều so tiêu phàm càng thêm thần bí truyền thừa, có để người hoàn toàn không tưởng được siêu cấp sức chiến đấu. Hừ hừ, Miranda, ta biết người đối cái kia tiêu phàm còn ôm một loại nào đó ảo tưởng. Nhưng nếu như người biết, ta tại cái này huyết hải chỗ sâu, đến cùng trao đổi cái gì, người liền lòng tin liền lại không còn như thế sung túc. Clement giữ tợn vừa cười vừa nói, trên mặt lóe lên vẻ điên cuồng, làm hắn tấm kia nguyên bản anh Tuấn gương mặt đẹp trai, trở nên cực kỳ giữ tợn đáng sợ thậm chí ngay cả Miranda lòng hiếu kỳ cũng bị câu lên. Bất kể nói thế nào, nàng cùng Clement đã từng là thân mật nhất người yêu, lẫn nhau cùng giường chung gối rất nhiều năm, còn cùng một chỗ sinh dục nữ nhi Azelena. Đối tính cách của người đàn ông này, nàng không có khả năng không hiểu một chút nào. Kiêu ngạo là Clement điển hình nhất nhãn hiệu, thân là Simeon thân vương, trên thế giới này đã rất ít có đồ vật gì có thể thả trong mắt hắn. Hiện tại, ngay cả Clement đều như vậy quan trọng, thật không biết hắn tại huyết hải chỗ sâu đến cùng đụng phải loại nào kỳ ngộ. Miranda, người biết không, ta trao đổi huyết linh đại lục, trao đổi máu linh thánh điện. Clemen tiếp cận Miranda xanh lam hai con người cùng tuyệt khuôn mặt đẹp, nói từng chữ từng câu, trong giọng nói, tràn đầy cuồng nhiệt cảm giác hưng phấn. Không có khả năng, Miranda nguyên bản có chút hiếp lại, mang theo khinh thường chi ý xanh lam hai con ngươi, bỗng nhiên trừng tròn xoe, khắp khuôn mặt là khó có thể tin thần sắc, bật thốt lên kinh hô, tuyệt không có khả năng này. chương 649, bị nhốt. Huyết hải lòng đất mật thất chính giữa hình lục giác đồ án quang mang lấp lẽ, một đầu yểu điệu đầy đặn bóng người tại trong truyền tống trận hiển lộ ra, chính là Emina. Vừa vừa ra truyền tống trận, Emina liền đứng không vững, một cái lảo đảo, hướng bên cạnh quảng đi. Thật vất vả mới đứng người lên hình, miệng hơi mở, một ngụm máu tươi phun ra ngoài, sắc mặt trở nên tái nhợt vô so. Giờ này khắc này, Vị này mặc tư bảo gia tộc tuần tra đại sứ, chật vật không chịu nổi, màu đen quần áo bó tổn hại mấy chỗ, vết máu ân nhưng khí tức hỗn loạn, cho thấy phải thụ thương không nhẹ. Cùng nàng gề vai chiến đấu mấy tên tuần tra sứ người, sớm đã bóng dáng không gặp, cũng không biết có phải hay không là tất cả đều vẫn lạc rơi. Từ Emina chật vật tình trạng đến xem, khả năng này rất lớn. Emina vừa đứng vững, sau lưng truyền tống trận cũng đã sáng lên bạch sắc quang mang đây là truyền tống trận lại một lần nữa bị người khởi động dấu hiệu. Emina giật nảy cả mình, thân thể nhoáng một cái, liền hướng mật thất dưới đất lối ra vào tới. Mật thất một bên, có một cái màu đen viên cầu, viên cầu bên trên là một cái thủ trưởng ấn. Emina không chút do so dự, duỗi tay đè chặt cái kia màu đen viên cầu. Lập tức từ viên cầu thủ trưởng ấn bên trên lộ ra một trận trói mắt hào quang màu nhũ bạch, Emina mặt tái nhợt bên trên, bỗng nhiên hiện lên một vòng đỏ ửng lộ ra cực không bình thường, vốn là hỗn loạn khí tức, lập tức trở nên càng thêm suy yếu. Cùng lúc đó, ầm ầm âm thanh âm vang lên, mật thất chung quanh sáu cây cột bên trên điêu khắc rơi hút máu chậm rãi mở ra miệng rộng, một cỗ đỏ tươi huyết vụ phun sắp xuất hiện đến, đang nháy tránh tỏa sáng quang trận trên không hình thành một mảnh huyết hồng đám mây, không ngừng lan lộn phun trào, đem trọn ở giữa mật thất đều bao phủ nó hạ. Huyết phân bên trong ẩn chứa một cỗ khiến người hít thở không thông khủng bố linh áp. Emina nhìn qua càng ngày càng là dày đặc huyết vân, cổ tay khẽ đảo. Móc ra một cái bình ngọc màu trắng, mở ra cái nắp. Đổ ra một viên huyết hồng đan dược, một cỗ kỳ lạ mùi thuốc lập tức tràn ra. Ẩn ẩn mang theo một tia khó mà che giấu mùi máu tươi. Nhìn xem viên này huyết hồng đan dược, Emina ánh mắt lóe lên một vòng cực kỳ đau lòng thần sắc. Tựa hồ viên đan dược kia 10 điểm quý giá, Emina không nỡ phục dụng. Không xem qua nhìn qua càng ngày càng sáng tỏ truyền tống trận, Emina cắn răng một cái, lúc này đem đan dược nuốt xuống. Đan dược vừa mới liều thuốc dưới, nguyên bản vô cùng suy yếu Emina, khí tức bỗng nhiên tăng vọt một mảng lớn, sắc mặt tái nhật cũng biến thành hồng nhuận, tựa hồ thương thế của nàng trong nháy mắt liền bị chữa khỏi hơn phân nửa. Bá hàn quang lóe lên, Emina trong tay nhiều một thanh sắc bén bảo kiếm, Emina hai tay nắm ở chuôi này bảo kiếm, chậm rãi dơ lên, hai mắt gấp nhìn chằm chằm trong mật thất màu ngà sữa tia sáng càng ngày càng lóe sáng truyền tống trận. Huyết vân ép dưới đỉnh truyền tống trận, càng thêm lộ ra thần bí khó lường. Một đạo bóng đen nhàn nhạt, nhạt, dần dần tại truyền tống trận bên trong hiển lộ mà ra. Lăn lộn huyết phân, bỗng nhiên lại hạ xuống mấy phân, cơ hồ chăm chú đặt ở truyền tống trận ngay phía trên, huyết phân bên trong linh áp lập tức trở nên cuồng bạo không thôi, ẩn ẩn có tia chớp màu đỏ không ngừng tứ ngược trong đó. Toàn bộ huyết phân cơ hồ hóa thân thành một đầu muốn nhắm người mà phệ mãnh thú. Rất nhanh, trong truyền tống trận bóng người liền trở lên rõ ràng. Chính là một tiếng màu xanh nhạt đường trang tiêu phàm, sử dụng loại này cổ lão không gian truyền tống trận, đối với tiêu phàm đến nói, quả thật lần đầu. Nhưng cùng loại xuyên toa không gian kinh nghiệm, lại không phải lần đầu tiên, trước sau hai lần lấy linh thân hình thái ra vào càn khôn đỉnh tu di không gian, đều có cảm giác tương tự. Cuống hồ cái này truyền tống trận khoảng cách phi thường ngắn, không gian áp lực rất tiểu. Lấy tiêu phàm dưới mắt tu vi, trên cơ bản không có cái gì cảm giác khó chịu bất quá dạo này không gian truyền tống trận bình thường người là mở không ra nhất định phải là người tu chân lấy pháp lực mới có thể mở ra tiêu phàm chưa an toàn hiện thân mà ra liền đã cảm nhận được đỉnh đầu áp lực thật lớn gấp vội ngẩng đầu nhìn lại không khỏi sắc mặt lập tức biến huyết phân bên trong khí tức cuồng bạo cùng ẩn chứa áp lực thật lớn tuyệt không phải Emina cùng mấy tên tuần tra sứ người trên mặt đất đồng hồ trong mật thất bố trí cái kia cái gọi là đen bức đại trận có thể chịu được so sánh. Tiêu phàm cảm thấy cực độ nguy hiểm, đỉnh đầu huyết vân, không ngừng lăn lộn, từng giò to lớn màu đỏ tươi huyết châu ngưng kết mà ra. Tiêu phàm mặc dù không biết cái này trong huyết vũ cụ thể ẩn chứa loại nào uy năng, nhưng loại kia khí tức kinh khủng, lại thật là khiến người dùng mình. Tiêu phàm nhắc lên vùng đan điền pháp lực, muốn thả ra hộ thể lồng ánh sáng, Ai ngờ pháp lực vậy mà giống như là cương kiêu thiết chú, không nhúc nhích tí nào. Trong khoảnh khắc, tiêu phàm liền hiểu được, đây là bởi vì còn thân ở truyền tống trận không gian áp lực bên trong nguyên nhân pháp lực không có thể vận dụng. Cứ việc chỉ là rất cự ly ngắn truyền tống trận loại kia không gian áp lực cũng không phải dưới mắt tiêu phàm chỗ có thể chống cự được. Tại truyền tống quá trình bên trong, mặc người bản sự thông thiên cũng không có cách nào động dùng pháp lực tiến hành tranh đấu. Huyết phân bên trong ngưng kết ra cực đại giọt mưa cũng đã lá trả ướt át. Nơi này đen bước đại trận hiển nhiên cùng truyền tống trận là âm thanh tương thông, khi địch nhân tại trong truyền tống trận hoàn toàn hiện thân một khắc này, chính là đại trận phát động công kích thời điểm. Cái này ngay miệng, là mỗi một địch nhân là lúc yếu ớt nhất. Trên thân tiếp nhận không gian áp lực còn chưa hoàn toàn tiêu trừ, hoặc nhiều hoặc ít còn có chút khó chịu, huyết vân lập tức bắt đầu công kích, liền xem như lại kẻ địch cường hán, cũng làm không suốt cái gì thủ đoạn để chống đỡ thực tế thời cơ này thiết lập quá xảo trá. Tiêu phàm hai mắt bỗng nhiên vung mạnh, liền thấy gián mật thất đại môn mà đứng Emina. Cả gian mật thất, Emina vị trí, là lối ra duy nhất, tại hoàn toàn không có trở ngại tình huống dưới. Lấy tiêu phàm thân pháp nhanh chóng cùng tại ngân dực lôi bằng trên nội đan lĩnh ngộ được phong độn thuật đem kết hợp. Hẳn là còn có cơ hội tại huyết phân công kích còn chưa mở ra hoàn toàn trước đó, đoạt trước một bước thoát ra đại trận phạm vi bao trùm. Emina tay cầm lợi kiếm, đem cái này duy nhất một đầu đường hầm chạy trốn phong đến xít sao. Mắt nhìn tiêu phàm, khóe miệng hiện lên một vòng giữ tợn cười lạnh. Ngắn ngủi mấy ngày bên trong, bị tiêu phàm liên tiếp bại hai lần, tại Emina dài rằng rạc trong khi còn sống, đây là chưa hề trải qua vô cùng nhục nhã. Dù coi như hơn 10 năm trước, bởi vì không phục Clemen leo lên Simeon thân vương bảo tọa, Emina cũng chưa từng bị bại dạng này thảm qua. Đường đường huyết tộc tuần tra đại sứ, tại mấy tên thủ hạ hiệp trợ phía dưới, vẫn như cũng bị cái này đến từ tha hương nơi đất khách người đông phương đánh cho thất bại thảm hại, tất cả tuần tra sứ người cơ hồ tổn thất hầu như không còn. Nếu như không thể ở đây đem tiêu phàm tiêu diệt, Emina hoài nghi, coi như mình may mắn tại tiêu phàm thủ hạ trốn được tính mệnh, Clemen cũng sẽ không bỏ qua nàng. Cái kia mặt ngoài rất có phong độ thân sĩ nam nhân, nó ở sâu trong nội tâm âm hiểm độc ác, không ai so Emina càng rõ ràng hơn. Vì đạt tới mục đích của mình, Clement có thể không chút do dự hy sinh nữ nhi ruột thịt của mình. Thậm chí, chi cho nên sẽ có Azelena xuất hiện, đều là Clement sớm liền tính toán tốt hắn cần một cái có thuần chính nhất huyết tộc huyết mạch tế phẩm. Không hề nghi ngờ, hai vị thuần chính nhất Simeon vương tộc nam nữ kết hợp sinh ra hài tử, nhất định là thuần chính nhất huyết tộc huyết mạch, tuyệt đối sẽ phù hợp hiến tế yêu cầu. Đoán chừng lúc này, huyết tế khả năng đã bắt đầu. Clement tin tưởng vững chắc, chỉ cần lấy thuần chính nhất huyết mạch huyết tộc người hiến tế, liền có thể một lần nữa đả thông cùng huyết linh đại lục ở giữa thông đạo, đem máu linh thánh điện tiên tổ các đại nhân tiếp dẫn tới. Tại thần thông quảng đại các vị tổ tiên chỉ điểm phía dưới, lập xuống đại công Clermain sẽ thu hoạch được chân chính trường sinh bất tử năng lực, cũng lại trở thành huyết tộc tiên tổ bên trong một viên. Về phần xuất lĩnh huyết tộc đại quân quân lâm thiên hạ, thống trị viên này nho nhỏ tinh cầu, bất quá là thuận tay đạt thành tiểu mục tiêu thôi một khi có được huyết tộc tiên tổ khủng bố như vậy năng lực, viên này nho nhỏ tinh cầu bên trên, ai có thể là Simeon thân vương đối thủ. Tiêu phàm, quả thực chính là chuyện tiếu lâm, đi theo điên cuồng như vậy chủ nhân, Emina biết rõ tiếp tục như vậy liều chết xuống dưới, hậu quả cực kỳ nghiêm trọng, cũng không thể không kiên trì tới cùng. Mặc dù Clement chính miệng nói qua, có thể đem nguyên khí trọng thương tiêu phàm dẫn dụ đến huyết hải đi, Clement sẽ đem tiêu phàm cũng làm thành hiến tế tế phẩm. Nhưng mà, loại trình độ gì mới gọi nguyên khí trọng thương, Emina lại không có nắm chắc. Cái này bình phán quyền lực, không tại trong tay của nàng, tại Clement trong tay. Chỉ ít, nếu như bây giờ liền đem tiêu phàm thả ra, Emina cho rằng, đây không phải cho Clement đưa đi tế phẩm, mà là đưa đi một tên sát tinh. Đương nhiên, cùng cái này chân chính đen bước đại trận công kích qua đi, hẳn là liền không sai biệt lắm. Tiêu phàm coi như không chết tại đại trận công kích phía dưới, tuyệt đối cũng sẽ vết thương trồng chất, nguyên khí trọng thương. Một cái động cũng không thể lại cử động tiêu phàm, bị nàng Emina đại sứ mang theo ra ngoài, trùng điệp nhét vào Simeon thân vương dưới chân, Emina tin tưởng, Clement hẳn là sẽ hài lòng. Emina khóe miệng tiếu dung chưa tan biến, tiêu phàm thân thể đã hoàn toàn tại trong truyền tống trận hiển hiện ra. Âm âm một tiếng vang thật lớn, huyết phân bên trong phích lịch đại tác, to lớn huyết sắc hạt mưa rầm rầm đập xuống, vừa nhanh vừa vội. Mấy đạo huyết hồng thiểm điện, càng là thẳng hướng tiêu phàm đỉnh đầu bổ tới. Trong khoảnh khắc, tiêu phàm liền bị đậm đặc vô so huyết phân triệt để che giấu ở bên trong, không nhìn thấy. Emina nhẹ thở phào nhẹ nhóm, cầm kiếm hai tay kìm lòng không đặng buông lỏng chút. Nàng đã từng tận mắt chứng kiến qua cái này chân chính đen bức đại trận uy lực, nếu như là tại địa phương khác, tiêu phàm sớm làm chuẩn bị lời nói, có lẽ còn có thoát khốn cơ hội. Gặp tình hình như vậy, hắn là tuyệt đối không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào đến, chỉ có thể lấy nhục thân đón đỡ đen bức đại trận công kích. Nhân loại bình thường, cũng không lấy nhục thân cường hãn tăng trưởng. Tiêu phàm cũng không ngoại lệ, cùng tiêu phàm liên tiếp giao thủ hai lần, Emina chưa bao giờ thấy qua tiêu phàm lấy nhục thân đón đỡ qua bất luận cái gì công kích. Tiêu phàm đáng sợ ở chỗ hắn pháp lực hùng hậu, độn thuật cao minh, thân pháp mau lẹ vô so. Cái này hoàn toàn bao trùm cả gian mật thất đen bước đại trận, phối hợp truyền tống trận tính đặc thù, chính là tiêu phàm khắc tinh. Huyết phú, thiểm điện, kỳ độc, đây là đen bước đại trận diệt sát địch nhân ba đại thủ đoạn. Toàn bộ đại trận hết thảy cửu trọng công kích, ba đại thủ đoạn không ngừng theo điểm, giao thế tấn công mạnh, một trọng so một trọng khó mà chống cự. Emina tin tưởng, cùng đen bước đại trận liên tục không ngừng cửu trọng công kích qua đi, nàng liền chỉ cần đi qua cầm lên tiêu phàm thủng trăm ngàn lỗ thân thể. Chương 650, huyết đan. Đen bước đại trận cửu trọng công kích xác thực đủ cường đại trên thực tế lại không có cơ hội hoàn toàn thi triển đi ra. Emina chưa nghĩ đến 10 điểm sẵn sàng, một tiếng mãnh liệt cao vút chim hót, bỗng nhiên ở trong mật thất chấn vang lên. Mật thất dưới đất, chim hót, trong lúc nhất thời, Emina cho là mình nghe lầm. Sau một khắc, lăn lộn huyết phân giống như là như bị điên, hướng về trung ương phương hướng đẻ ép mà đi. Chói mắt ngân quang, từ thật dày huyết phân bên trong thấu ra, thấy Emina trợn mắt hốc mồm. Đây là có chuyện gì, ngay sau đó, tiếng sét đánh đại tác, một cái ngân sắc điện cầu, tại dày đặc huyết phân bên trong đột nhiên nổ tung, phích lịch bắn ra bốn phía, ngân xà loạn vũ. Nguyên bản đem chọn ở giữa mật thất đều bao phủ phải kín không kẽ hở huyết phân, lập tức bị nổ tung một cái lỗ hổng lớn. Một đầu toàn thân ngân quang lóng lánh bóng người, từ nổ tung lỗ hổng lớn bên trong bay nhanh mà ra, nhìn kỹ lại, những cái kia lòe lòe ngân quang, vậy mà là từng vòng từng vòng lượn lờ tại tiêu phàm trên thân hồ quang điện tiêu phàm hóa thành một cái điện nhân. Emina trợn mắt hốc mồm, chưa hiểu rõ là chuyện gì xảy ra, tiêu phàm đã nhanh như chớp giật bắn tới trước chân. Cho đến lúc này, Emina mới hồi phục tinh thần lại, ý thức được cực độ nguy hiểm, bỗng nhiên vung lên ở trong tay lợi kiếm. Màu đỏ sậm đau mang lóe lên, Emina chỉ cảm thấy chỗ cổ mát lạnh, đầu lập tức liền bay lên, thậm chí, Emina ở giữa không chung còn chứng kiến mình không đầu thân thể, chỗ cổ máu tươi cuồng phún đây là emina nhìn thấy cuối cùng cảnh tượng lập tức liền lâm vào vô biên đen trong bóng tối lần này tiêu phàm vẫn chưa kích phát viêm linh chi nhận uy lực vẻn vẹn đem nó xem như một thanh phổ thông trường đao đến sử dụng cái này cũng đã đầy đủ dù coi như làm phổ thông trường đao sử dụng viêm linh chi nhận sắc bén cũng xa không phải phổ thông binh khí có thể so sánh cũng không phải là tiêu phàm không nguyện ý kích phát viêm linh chi nhận ly hỏa chi uy thực tế hắn đã không có dạng này hùng hậu pháp lực. Tại đen bước đại trận bên trong, mắt thấy huyết phân công kích không thể cùng kháng, Tiêu Phàm cưỡng ép kích phát ngân dược lôi bằng biến thân, vùng đan điền viên kia tàn khuyết không đầy đủ lôi bằng nội đan, gần như trong nháy mắt đem hắn toàn thân pháp lực rút ra không còn, đem hắn hóa thành một cái điện nhân. Ngân dược lôi bằng là trời sinh phong lôi hai thuộc tính yêu linh. Mặc dù Tiêu Phàm tu vi còn thấp, tại luyện hóa bộ phân nội đan về sau, dưới tình thế cấp bách, cũng có thể miễn cưỡng kích phát lôi bằng hóa thân. Ngân dược lôi bằng trời lôi thuộc tính, chính là máu đạo công pháp khắc tinh. Emina vội vàng không kịp chuẩn bị, còn không tới kịp chống cự, lập tức liền mơ hồ mệnh tang tiêu phàm đau hạ, một viên đậu xanh lớn nhỏ hạt châu màu đỏ như máu. Theo đại lượng máu tươi từ Emina chỗ cổ phun ra, lóng lánh đỏ tươi quang trạch. Tiêu Phàm không cần suy nghĩ, một thanh liền đem cái khỏa hạt châu này bắt tới, thả ở trước mắt hơi hơi đánh giá, liền không chút do so dự há miệng, đem hạt châu nuốt vào bụng đi. Viên này đậu xanh lớn nhỏ hạt trâu màu đỏ như máu, bên trong ẩn chứa tinh thuần vô so sinh mệnh linh khí. Tiêu phàm trước kia chưa bao giờ thấy qua, chỉ có thể bằng phỏng đoán nhận định cái này có thể là Emina nội đan. Tiêu phàm chỉ là có chút kỳ quái, chẳng lẽ Emina cũng đã đến kim đan kỳ tu vi rồi sao? Lần thứ nhất từ càn khôn đỉnh tu di không gian trở lại thế giới hiện thực về sau, tiêu phàm tại chỉ thủy xem trong tàng thư thất lần nữa đọc qua một chút không chọn vẹn điển tịch phát hiện trong đó có một ít liên quan tới tu chân giới ghi chép tự nhiên đơn thuần là giả sử tính chất nghe nói tại thời đại thượng cổ kim đan kỳ tu vi tại tu tiên giả bên trong đã tương đối hiếm thấy xem như rất cao đẳng cấp tu sĩ liền xem như một chút kiểu thiên tài người tu chân cũng thường thường cần mấy chục trên trăm năm tu luyện mới có thể đạt tới dạng này cảnh giới cho nên lần thứ hai từ tu di không gian ra tiêu phàm tại thể nội không trở ngại chút nào ngưng kết ra kim đan đến Chính mình cũng có chút nửa tin nửa ngờ, cảm thấy khả năng này là một loại nào đó giả tưởng, mình vùng đan điền viên kia đan, rất có thể không phải trong cổ thư lời nói tu sĩ kim đan, mà là một loại những vật khác. Bởi vì cái này thật sự là quá nhanh một chút, Tiêu Phàm cảm thấy mình ngay cả tu tiên giới cửa cũng còn chưa từng sờ lấy, làm sao trực tiếp đem luyện khí kỳ cùng trúc cơ kỳ nhảy tới, lập tức liền đến kim đan kỳ. Đương nhiên Tiêu Phàm cũng mơ hồ đoán được, nếu như hắn vùng đan điền cái kia thật sự là kim đan lời nói, như vậy có thể là bởi vì viên kia không chọn vẹn lôi bằng nội đan công lao. Loại này thượng cổ yêu linh nội đan, ẩn chứa thiên địa lực lượng, thực tế khổng lồ phải vượt quá tưởng tượng bên ngoài. Hắn chỉ là thoảng qua luyện hóa một chút, liền được ích lợi không nhỏ. Lại mặc kệ từ Emina thể nội bay ra viên này đậu xanh lớn nhỏ hạt châu màu đỏ ngòm, đến cùng phải hay không Emina tu luyện nhiều năm nội đan, ẩn chứa trong đó tinh thuần sinh mệnh tinh khí, lại chính là tiêu phàm trước mắt cần nhất lấy trước mắt hắn tu vi như vậy cảnh giới, cưỡng ép kích thích lôi bằng biến thân, quả thực chính là nói đùa. Viên kia không chọn vẹn lôi bằng nội đan không có đem hắn nháy mắt hút thành người khô, đã là nhờ trời may mắn. May mắn hắn tu luyện Hạo Nhiên chính khí là vô cực môn trấn giáo thần công, thời khắc mấu chốt, bảo trụ kinh mạch của hắn không khô cạn, lúc này mới bảo trụ một cái mạng. Trong lúc này, Tiêu Phàm chỉ cảm thấy vùng đan điền rỗng tuếch, phần bụng từng đợt quặn đau, kỳ kinh bát mạch cũng là từng đợt run rẩy toàn thân trên dưới, vô một chỗ không đau, vô một chỗ không khó thụ. Cả người cũng choáng váng hoa mắt, lúc nào cũng có thể hôn mê bất tỉnh. Thật giống như một cái đói tới cực điểm người, nhìn đến bất kỳ có thể nhét đầy cái bao tử đồ vật, đều sẽ hai mắt tỏa ánh sáng, lại không quản cái khác. Viên này ẩn chứa tinh thuần linh khí hạt châu màu đỏ ngòm, quả thực muốn đem tiêu phàm thèm chết, quản nó là cái gì, trước nuốt vào lại nói. Tiêu phàm lần này, cũng coi là chó ngáp phải ruồi. Emina Tu Vi, xác thực chưa đạt tới kim đan kỳ, viên này đậu xanh lớn nhỏ huyết châu cũng không phải là nàng kim đan, mà là trường kỳ hấp thu huyết hải tinh hoa luyện công, tại thể nội tự nhiên hình thành một viên huyết đan. Loại tình hình này, chỉ có tại đại lượng hấp thu tinh hoa, không thể tới lúc luyện hóa thời điểm mới sẽ phát sinh. Tại tu chân giới, dạng này xa xỉ tình hình cũng không thấy nhiều. Bình thường đối với bất luận cái gì người tu chân đến nói, tài nguyên tu luyện đều là cực kỳ quý giá tu chân giới tình huống hiện thật là đại lượng người tu chân điên cuồng tranh đoạt chút ít tài nguyên tu luyện, kẻ lực mạnh thắng, lực yếu người bại. Nơi nào sẽ xuất hiện tinh hoa quá nhiều, không kịp hấp thu luyện hóa kỳ lạ cảnh tượng. Dạng này sự tình, cũng chỉ có tại dưới mắt trung thổ thế giới mới sẽ phát sinh. Nhiều năm trước, không gian thông đạo đổ sụp, tu luyện hoàn cảnh phá hư hầu như không còn, tuyệt đại bộ phân người tu chân rút lui, toàn bộ thế giới thành tu chân giới hoang mạc. Theo thời gian chuyển rời, bị phá hư hoàn cảnh dần dần khôi phục, khu kiệt thiên địa linh khí chậm rãi một lần nữa tràn đầy. Sụp đổ không gian thông đạo lại chưa mở ra, người tu chân ở đây thành cực kỳ hiếm có sự vật, Simeon thân vương Clemen độc bá dạng này một cái cự đại huyết hải, ngoại trừ chính hắn, vẻn vẹn chỉ cho phép Emina cùng vì số không nhiều mấy tên thủ hạ ở đây tu luyện. Tương đối mà nói, tài nguyên tu luyện cũng quá phong phú. Emina mỗi lần bị được phép đến huyết hải tu luyện, đều sẽ liều mạng hấp thu đại lượng huyết hải tinh hoa, cũng mặc kệ có thể không thể kịp thời luyện hóa, trước chứa đựng tại thể nội lại nói, cùng rời đi huyết hải, đang từ từ biến hóa để cho bản thân sử dụng không muộn. Dân ra, liền tại thể nội hình thành dạng này huyết đan. Nói theo một ý nghĩa nào đó, Emina là một gốc có thể chạy tán loạn khắp nơi nhân cách hóa xích viêm thảo. Huyết đan một nuốt vào, tiêu phàm mặc kệ 3721, lập tức liền khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu vận động điều tức, luyện hóa ẩn chứa trong đó sinh mệnh tinh hoa. Dưới mắt đã xâm nhập mặc tư bảo nội địa, lập tức liền muốn cùng vị kia thần bí khó lường Simeon thân vương mặt đối mặt, tiêu phàm nhất định phải tận khả năng vẫn duy trì nhất dư thừa pháp lực cùng tốt nhất trạng thái chiến đấu. Rất nhanh, tiêu phàm đỉnh đầu liền dâng lên một cỗ huyết sắc sương mù, dần dần đem cả người hắn đều bao khỏa trong đó. Cùng tiêu phàm chỉ có cách nhau một bức tường huyết hải, lại là một phen khác cảnh tượng. Simeon thân vương Clement phiêu phù ở huyết hải trên không, hai tay bình thân, miệng lẩm bẩm, nguyên bản bình tĩnh huyết hải, dần dần bắt đầu cuồn cuộn. Theo ừng ực ừng ực âm thanh âm vang lên, huyết hải trung ương toát ra sáu cái dữ tợn vô so rơi hút máu đầu, từng cái ngửa mặt chỉ lên trời, miệng đại trương, bốn quả thật dài răng nanh lóng lánh làm người sợ hãi bạch quang, tại đỏ tươi trong biển máu, lộ ra cực kỳ khủng bố. Cái này sáu quả rơi hút máu đầu, lẫn nhau ở giữa, ước chừng cách xa nhau bốn năm mươi trượng, vòng thành một cái nói lớn không lớn nói tiểu không nhỏ vòng tròn, Clemen ngay tại cái vòng này ngay phía trên. Clemen miệng bên trong niệm chú âm thanh càng ngày càng nhanh bách, sáu khỏa rơi hút máu đầu miệng bên trong bỗng nhiên phun ra từng đạo thô to huyết quang, hướng về lơ lửng ở giữa không chung Clemen kích bắn đi. Oanh, sáu đạo huyết quang hung hăng đánh vào Clemen trên thân, lập tức quang hoa tứ bắn. Một cái cự đại huyết sắc phần sáng, lấy Clemen làm trung tâm, Hướng bốn phía chậm rãi lan tràn ra. Clement chính phía dưới, sớm đã bắt đầu cuồn cuộn không thôi huyết hải bên trong tâm, bỗng nhiên sôi trào lên, mấy đầu huyết hồng xúc tu, đột nhiên từ sôi trào máu trong nước ló ra. Ở giữa không trung lung tung vung vẩy, máu me đầm đìa, khiến người gặp một lần phía dưới, liền là vong hồn đại mạo. Xa xa ngồi tại vi hình duy đàn bảo trên ban công quan sát đây hết thảy Miranda giật nảy cả mình, chỉ cảm thấy một cỗ cực kỳ cường đại cực kỳ khí tức quỷ dị đập vào mặt miranda sắc mặt biến đổi cỗ lực lượng này mạnh thậm chí đã vượt qua clermen cho áp lực của nàng clermen nói chỉ cần dâng lên thích hợp tế phẩm hắn liền có thể nặng mới mở ra thông hướng huyết linh đại lục thông đạo xem ra đây chính là clermen triệu hoán đi ra chuẩn bị mở ra không gian thông đạo sinh linh mạnh mẽ có lẽ căn bản cũng không phải là còn sống sinh linh chỉ là một loại quỷ dị lực lượng huyến hóa mà thành giả tượng mặc kệ cái này sáu đầu huyết hồng xúc tu là từ loại vật nào huyễn hóa mà thành, khí thức của bọn nó đều quá cường đại, dù coi như là Miranda pháp lực không có bị giam cầm, chính ở thời kỳ mạnh mẽ nhất, cũng mảy may không hứng nổi đối kháng chi ý. Clement mắt nhìn lấy trong biển máu không ngừng vung vẩy sáu đầu xúc tu, mặt mũi tràn đầy vẻ hưng phấn, miệng bên trong vội vàng niệm chú âm thanh bỗng nhiên ngừng lại. Hiến tế phẩm, Clement một tiếng trầm thấp hô quát, huyết hải chi bên cạnh, mini duy đàn bảo đại môn từ từ mở ra, bốn tên quần đen áo đen tuần tra xứ người, giờ cao lên một tên người mặc trắng noãn váy áo thiếu nữ, lớn bước ra ngoài. Không, nguyên bản lạnh lùng đứng ngoài quan sát đây hết thảy Miranda sắc mặt đột biến, mãnh đứng lên, kêu to một tiếng. Tên này tuyệt mỹ thiếu nữ áo trắng, hai mắt nhắm nghiền, như có lẽ đã quen ngủ mất, chính là Miranda thời khắc ghi nhớ lấy Azelena. chương 651, Hiến Tế Một cái trắng noãn đài cao, Chậm rãi từ sáu khỏa rơi hút máu đầu chính giữa vị trí, thình thịch sông ra Cái này tòa đài cao không biết lấy loại nào chất liệu chế tạo thành Từ trong biển máu sông ra, vẫn như cố toàn thân khiết trắng như ngọc, chưa từng nhiễm nửa phân huyết tinh Cao hơn huyết hải khoảng 3 mét, liền đậu ở chỗ đó, không di động nữa Từ đài cao này tạo hình đến xem, rất giống thời đại thượng cổ tế đàn Miranda sắc mặt, lập tức trở nên thương bạch như tuyết, yên lặng ghé vào trên ban công chớp mắt nhìn xem bốn tên tuần tra sứ người dơ cao lên Azelena, hướng về huyết hải bên kia xài bước đi tới, không có biện pháp nào. Dưới mắt Simeon Vương Phi, chẳng những toàn thân pháp lực bị giam cầm, mà lại phạm vi hoạt động bị hạn chế tại cái này nho nhỏ trên ban công, cái kia cũng không thể đi. Clement, nàng là con gái của ngươi, là ngươi con gái ruột, ngươi không biết sao. Chốc lát, Miranda cao kêu lên, lơ lửng tại tế đài bầu trời Clement lạnh lùng nhìn Miranda một chút, từ tốn nói, Miranda, ngươi hẳn phải biết, lúc trước ta sở dĩ cùng ngươi sinh nữ nhi này, chính là vì hôm nay. Chỉ cần đưa nàng hiến tế cho cái này huyết hải chi linh, liền có thể mượn nhờ linh lực của nó, nhất cử đả thông không gian thông đạo, cầu thông huyết linh đại lục. Chúng ta huyết tộc các vị tổ tiên, liền có thể lần nữa quân lâm thế giới này. Ngươi rõ chưa, đây là vĩ đại sự nghiệp, vì vĩ đại như vậy sự nghiệp, chúng ta mỗi người đều hẳn là hy sinh chính mình, hy sinh hết thảy chính mình cũng có thể hy sinh, chớ đừng nói chi là một cái mười mấy năm chưa từng thấy qua, chưa từng dưỡng dục qua nữ nhi. Chỉ sợ tại Clemen trong suy nghĩ, Azelena cùng một cái bình thường nữ hài không có gì khác nhau. Ok, Clemen, ta đồng ý, ta đồng ý hai cái gia tộc một lần nữa sát nhập, từ ngươi đảm nhiệm Simeon thân vương, thế nào? Chỉ cần ngươi thả qua nữ nhi của chúng ta, ok. Miranda cố nén hết lửa giận, chậm dần ngữ khi nói, thậm chí còn miễn cưỡng ở trên mặt cố nặn ra vẻ tươi cười. Tại Miranda nghĩ đến, điều kiện này đã đầy đủ ưu đãi. Nếu như không phải quan hệ đến Azelena sinh tử, lấy Miranda quật cường, thả chết cũng sẽ không hướng Clemen khuất phục. Clemen lại lại nhìn nàng một chút, khóe miệng hiện lên một tia trào phúng. Chậm rãi nói, Miranda, ngươi là đầu ra mau bệnh sao? Ngươi cho rằng, hai cái gia tộc một lần nữa sát nhập, hiện tại còn cần đi qua đồng ý của ngươi chỉ cần không gian thông đạo đả thông, máu linh thánh điện tiên tổ giáng lâm, nơi nào còn sẽ có cái gì Simeon gia tộc, có cái gì Mikhail gia tộc. Chúng ta đều sẽ thống nhất, quy về một cái lãnh tụ lãnh đạo phía dưới. Toàn bộ thế giới đều sẽ phủ phục tại dưới chân của chúng ta. Không hề nghi ngờ, tại Clement trong suy nghĩ, cái này chưa tới thế giới lãnh tụ. Hẳn là hắn, hắn lập xuống như thế lớn công lao, máu linh thánh điện các vị tổ tiên, nhất định sẽ cho hắn đại đại khen thưởng. Clement, Người điên rồi sao? Hiện tại người còn có thể là Simeon gia tộc người lãnh đạo, một khi không gian thông đạo đã thông. Huyết linh đại lục các vị tổ tiên dáng lâm cái này giao diện, người chính là một cái tiểu tùy tùng mà thôi, còn có thể có trước mắt dạng này phong quang sao? Miranda hét dầm lên, có quan hệ hơn nghìn năm trước phát sinh ở cái này giao diện hết thảy, làm duy đàn bảo gia tộc thủ lĩnh, Miranda cũng là rất rõ ràng. Clement cười lạnh, khinh thường nói Miranda, cho nên nói nữ nhân các người thật rất thiển cận. Ngươi cho rằng các vị tổ tiên sẽ quan tâm như thế cái tiểu giới mặt sao. Cái này giao diện duy nhất giá trị, chính là làm vì không gian thông đạo điểm tụ, xuyên thấu qua những này điểm tụ, có thể trên diện rộng rút ngắn tiến về cái khác đại giới mặt thời gian. Mà lại, cái này giao diện tu luyện tài nguyên như thế bẩn cùng, tiên tổ các đại nhân làm sao lại thật coi trọng nơi này. Bọn hắn cần, chỉ là một cái vững chắc điểm tụ thôi. Tiên tổ các đại nhân hy vọng có thể có một cái quen thuộc hoàn cảnh người, vì bọn họ thủ ở nơi này." Miranda cười lạnh nói, "Liền xem như dạng này, lại có cái gì tốt khiến người ao ước, cuối cùng, người cũng chỉ là tiên tổ các đại nhân một cái sai sử nô tài. Là ở cái thế giới này cao cao tại thượng làm ngươi Simian thân vương, hay là cho người của một thế giới khác làm nô tài, chẳng lẽ cái này còn không dễ lựa chọn sao?" Miranda, ngươi nói những thứ này, ta đều cân nhắc qua. Ok, như ngươi lời nói, ta hiện tại là thế giới này cao cao tại thượng Simeon thân vương. Nhưng số trăm năm về sau đâu, lại sẽ như thế nào? Không liên thông huyết linh đại lục, không thu được huyết linh đại pháp đến tiếp sau công pháp, sinh mạng của chúng ta liền mãi mãi cũng là có hạn. Thời gian vừa đến, bất kể là ai, đều chỉ có thể quy về đất vàng. Miranda, ngươi nhất định phải hiểu rõ, đây cũng không phải là ta muốn kết cục. Clement thanh âm trở nên mãnh liệt cao vút, nhưng kia là con gái của người A, Người con gái ruột, liền vì chính người kia một tia trường sinh bất tử mộng tưởng, người muốn đích thân sát hại mình nữ nhi. Clement, người nỡ lòng nào, liền xem như ác ma, cũng sẽ không làm như thế. Miranda khàn giọng gọi, lệ rơi đầy mặt, ngu xuẩn, Clement sớm đã quyết tâm, Miranda khóc dòng dòng mảy may cũng đã động không được hắn, lạnh lùng quát lớn một tiếng, giơ tay lên, nhẹ nhàng một dương. Ba bốn tên dơ cao Azelena tuần tra sứ người đồng thời sáng đã xuất thân sau cánh thịt, ly khai mặt đất, hướng về huyết hải bên trong tâm bạch ngọc tế đàn bay đi. Kia mấy đầu thật dài huyết sắc xúc tu tựa hồ cảm ứng được cái gì, hưng phấn đến không ngừng vung vẩy, tại trong biển máu kích thích cao cao bọt nước. Bốn tên tuần tra sứ người rất nhanh liền bay lên tế đàn, đem Azelena nhẹ nhàng bày ra tại tế đàn chính giữa trắng noãn trên giường đá, lập tức chấn động cánh, cực nhanh lui trở về, tựa hồ cái này tế đàn trên có cái gì quỷ dị đồ vật, làm bọn hắn đặc biệt sợ hãi, nửa khắc cũng không dám ở lâu. Clement từ giữa không trung trầm chậm, chậm hạ xuống, đứng tại trên tế đàn, nhàn nhạt quét lẳng lặng nằm ở nơi đó Azelena một chút, thân sắc cực kỳ lạnh lùng, hoàn toàn không có nửa phân tâm tình chập chờn trong mắt hắn, Azelena thật chỉ là một cái tế phẩm mà thôi. Hắn cho tới bây giờ cũng không có đem Azelena xem như nữ nhi đối đãi qua. Ngay sau đó, Clement hai tay giơ cao, miệng lẩm bẩm bắt đầu tiến hành một loại nào đó cổ lão tế điện nghi thức trầm thấp tối nghĩa chú ngữ âm thanh tại an tĩnh sâu trong lòng đất vang lên kia sáu chi không ngừng vung vẩy thật dài xúc tu cũng tĩnh lại giống như là từ trong biển máu nhô ra đến sáu đầu huyết hồng sắc cây cột ở nơi đó không nhúc nhích cái này tế điện nghi thức tiến hành thời gian cũng không quá dài ước chừng khoảng 20 phút clomien liền xuôi hai tay cả người chầm chậm bay lên miệng bên trong tiếp tục nói lẩm bẩm chú ngữ âm thanh càng ngày càng là mãnh liệt vang dội, đâm người màng nhĩ. Theo cái này mãnh liệt cao vút chú ngữ thanh âm, nguyên vốn đã đứng im sáu đầu xúc tu, lần nữa cua múa, toàn bộ huyết hải bên trong tâm, sóng máu lăn lộn, nhất trọng tiếp nhất trọng hướng về trắng noãn tế đàn cọ rửa mà đi, đụng vào trên tế đài, vé lên cao cao huyết sắc bọt nước. Clemen hướng trên tế đài lẳng lặng nằm Azelena, hai tay đi lên vừa nhấc. Azelena thân thể, liền chậm rãi bay lên, dần dần hướng lên vĩ đại huyết hải chi linh, mời nhận lấy cô gái này, thỏa thích thôn vệ huyết nhục của nàng cùng linh hồn đi. Clement cao giọng hô, không, Clement, người cái tên điên này, tên điên, Miranda hét dầm lên, sáu đầu to lớn thon dài xúc tu, hướng về không trung Azelena vung vẩy mà đi, rất nhanh liền đem Azelena kiểu nộn thân thể chăm chú cuốn lấy. Không, không, Azelena, mau tỉnh lại, mau tỉnh lại. Miranda trong thanh âm, tràn ngập thống khổ cùng ý tuyệt vọng, Clement khóe miệng hiện lên một tia giữ tợn ý cười, niệm chú thanh âm càng thêm nhanh mấy phân, hai mắt gắt gao tiếp cận những cái kia xúc tu, giống như là đang thưởng thức một loại nào đó đặc sắc nhất diễn xuất. Azelena nguyên bản hồng nhuận khỏe mạnh sắc mặt, rất nhanh liền trở nên tái nhợt không máu, tựa hồ sinh mệnh tinh khí ngay tại từ trong cơ thể của nàng bị bóc ra đi. Mà sáu đầu xúc tu, lại phảng phất so vừa rồi nở lớn mấy phân. Azelena rốt cục chậm rãi mở mắt ra, song mi nhíu chặt, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ thống khổ, xanh lam trong con ngươi, lại tràn đầy vẻ khó hiểu, hiển nhiên đối với mình tình cảnh trước mắt không ăn ý. Nhưng là ngay sau đó, Azelena liền hiểu được, nhìn xem chăm chú cuốn lấy tay chân mình cùng thân thể huyết sắc xúc tu, nhịn không được nhọn kêu ra tiếng. Không không, lăn đi, mau cút đi, đây là thứ quỷ gì? Lăn đi, mau cút đi, đừng đụng ta. Tiêu phàm, tiêu phàm, người ở đâu? Nhanh tới cứu ta, nàng giấy ruộng phải càng lợi hại, trên thân sinh mệnh tinh hoa liền trải qua càng nhanh, sắc mặt càng thêm trắng bệch như tờ giấy. Clemen lạnh lùng nhìn xem đây hết thảy, trên mặt lại lộ ra lại là kinh ngạc lại là vẻ mặt hài lòng. Chỉ có hắn biết huyết hải chi linh thôn vệ chi lực là cỡ nào cường đại, nếu như là phổ thông nữ hài tử, huyết hải chi linh chỉ cần vài giây đồng hồ liền có thể đem sinh mệnh tinh khí hút tinh quang, chỉ lưu lại một bộ khô quát thể xác. Mà bây giờ, thời gian đã qua mấy phút, Azelena trừ sắc mặt biến thành màu trắng bệch, da thịt vẫn như cũ rất có co giãn, có thể thấy được tính mạng của nàng tinh khí, vẫn cực kỳ tràn đầy, xa xa không đến khô cạn thời điểm. Trong lúc này, Azelena thể nội to lớn tiềm lực, rốt cục hoàn toàn phát huy ra. Clemen khẽ vuốt cằm, xem ra lúc trước, mình giấu giếm thân phận, bỏ bao công sức tiếp cận Miranda là hoàn toàn chính xác, nếu như không có Miranda thuần khiết huyết mạch, hắn cùng Simeon gia tộc cái khác nữ tính, sinh ra hài tử, khẳng định kém sa tít tắp Azelena dạng này tiềm lực to lớn. Azelena sinh mệnh tinh hoa càng tràn đầy, tiềm lực càng to lớn, huyết hải chi linh thôn phệ nàng về sau, đả thông không gian thông đạo tỷ lệ liền càng cao. Toàn bộ huyết hải hoàn toàn sôi trào lên, cái này đến cái khác to lớn gợn sóng nhấc lên, liên tiếp không ngừng mà hướng về bốn phương tám hướng đánh tới, phát ra to lớn tiếng gầm, đinh tai nhức óc, khí thế kinh người vô so. Một đạo trói mắt ánh sáng, bỗng nhiên từ huyết hải chỗ sâu thấu ra, bay thẳng động đá vôi mái vòm, không chỗ ở vặn vẹo lên, lóng lánh từng đợt khó nói lên lời không gian ba động chi lực, tựa hồ rất không ổn định. Mở ra, Clement đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức cuồng nghỉ kêu to lên. Không gian thông đạo mở ra, đổ sụp nhiều năm không gian thông đạo, rốt cục một lần nữa mở ra, vĩ đại huyết linh các vị tổ tiên, tức sắp sáng lâm thế giới này. Clement hai tay giơ cao, điên cuồng mà hô to, thần sắc điên cuồng chương 652, cứu người. Dị biến là trong nháy mắt phát sinh, lơ lửng tại huyết hải trên không Clemen giờ phút này hết sức chăm chú tại huyết tế, đối xung quanh tình hình, cơ hồ là làm như không thấy. Từ trước đây không lâu Emina tin tức chuyển đến nhìn, tiêu phàm cố nhiên dũng mãnh vô so, Emina tại mấy tên tuần tra sứ người hiệp trợ phía dưới, cũng còn có thể kéo được hắn. Lại nói, truyền tống trận bên trong mật thất chân chính đen bước đại trận chưa bắt đầu dùng, điểm này mới là nhất khiến clermen yên tâm coi như tiêu phàm lại khó lường vừa mới truyền tống hiện thân một khắc này gặp được đen bước đại trận tấn mãnh công kích cũng tuyệt đối ngăn cản không nổi cho dù tiêu phàm có thể trốn qua tai họa ngập đầu thân chịu trọng thương công lực giảm nhiều lại là tuyệt đối tránh không được clermen có đầy đủ thời gian để hoàn thành huyết tế huyết tế một khi hoàn thành cùng máu linh thánh điện thông đạo nặng mới mở ra tiên tổ các đại nhân đi tới thế giới này chỉ là một cái tiêu phàm tính được cái gì còn không phải dễ như trở bàn tay. Đến lúc đó, toàn bộ thế giới đều sẽ phủ phục tại huyết tộc dưới chân, cũng chính là phủ phục tại hắn Clermen dưới chân. Nếu như Clermen biết, Emina bất quá thoáng qua ở giữa liền mất mạng tại tiêu phàm thủ hạ, chỉ sợ hắn liền sẽ không như vậy tự tin. Ngay tại Clermen cuồng loạn la to thời điểm, truyền tống trận mật thất dưới đất cửa phòng lặng yên không một tiếng động mở ra, một thân đường trang tiêu phàm xuất hiện tại huyết hải chi bên cạnh. Dù là tiêu phàm kiến thức rộng rãi, kém trong chốc lát cũng bị cái này sâu trong lòng đất huyết hải làm chấn kinh. Cái này hồ nước màu đỏ ngòm thực tế thái nhiễm lớn, mênh mông vô bờ. Đương nhiên, nếu như là trên mặt đất đồng hồ, dạng này hồ nước cũng chưa nói tới quá hùng vĩ, nhưng đây là ở sâu dưới lòng đất, đồng thời không phải nước ngầm, mà là dòng dã một hồ máu tươi. Cơ hồ là trong nháy mắt, tiêu phàm trong óc liền hiện ra tại càn khôn đỉnh tu di không gian nhìn thấy một màn kia trong biển máu, Azelena bị một người trung niên nam tử thôn phệ tiêu phàm chấn kinh vẫn chưa duy trì bao lâu cơ hồ là lập tức tiêu phàm liền từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần nhìn thấy huyết hải trên không azelena cùng kia sáu con ngay tại hấp thu azelena sinh mệnh tinh hoa huyết sắc xúc tu ngắn ngắn trong chốc lát azelena trên mặt thế mà hiện ra từng đạo tinh tế nếp nhăn làn da cũng không còn như vậy đầy co giãn trẻ tuổi azelena bởi vì vì sinh mệnh tinh hoa đại lượng trôi qua đã bắt đầu giải yếu tiêu phàm sắc mặt nháy mắt âm trầm đến đáng sợ một ý niệm, quanh người đen bên trong trong suốt quang mang lấp lóe. Mười cái băng phách phi đao nổi lên, bỗng nhiên bên trong hào quang tỏa sáng, hướng về phía trước kích bắn đi, tốc độ nhanh chóng, không cùng luân so. Ngay sau đó, tiêu phàm không chút do so dự lấy ra viêm linh chi nhận, phía sau ngân rực lôi bằng hư ảnh lóe lên, lập tức đằng không mà lên, hai tay giơ cao trường đao, hướng lơ lửng tại huyết hải trên không men tật bổ mà đi. Oanh một tiếng, viêm linh chi nhận lửa cháy hừng hực, lập tức đem huyết hải một góc chiếu dọi phải đỏ rực. Mắt thấy Azelena nguy hiểm, tiêu phàm không hề nghĩ ngợi, nháy mắt liền đem mình mạnh nhất đòn sát thủ thi triển đi ra, không có nửa phân trần chờ do dự. Vừa mới trải qua cưỡng ép kích thích lôi bằng biến thân cho nên chân khí hoàn toàn khô kiệt tiêu phàm. Giờ phút này sớm đã khôi phục, trở nên tinh thần sung mãn, pháp lực tràn đầy. Emina thể nội viên kia đậu xanh lớn nhỏ huyết đan, ẩn chứa sinh mệnh tinh hoa nhiều, vượt xa khỏi tiêu phàm dự kiến luyện hóa về sau, chẳng những lập tức đem hắn khô kiệt pháp lực bổ túc, tiêu phàm thậm chí có thể cảm ứng được. Thể chất của mình đều bởi vì cái này dư thừa sinh mệnh tinh hoa mà có thay đổi, khả năng thọ nguyên đều lại bởi vậy gia tăng không ít. Đối với vừa mới ngưng kết kim đan người tu chân mà nói, thọ nguyên sung túc là cần gấp nhất. Dù sao tu hành chi đạo là như thế gian nan, như thế giải rằng giặc. Thọ nguyên tăng trưởng, liền mang ý nghĩa có càng thêm đầy đủ thời gian đi xung kích cảnh giới càng cao hơn, đặt chân cao hơn tầng cấp. Tự nhiên, coi như không có Emina huyết đàn bổ sung pháp lực, nhìn thấy Azelena bị người như thế giết hại, tiêu phàm dù là tự thân lại nguy hiểm, cũng sẽ không chút do dự xuất thủ. Cao cao tại thượng Clemen, cho tiêu phàm một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Khí tức của người này, so Emina mạnh quá nhiều, thậm chí có thể nói là tiêu phàm từ lúc chào đời tới nay gặp phải người mạnh nhất, sau so đại tuyết sơn chỗ sâu phụ thể tại là cát đại thượng sư trên thân gió ngây thơ còn để người cảm thấy nguy hiểm. Đối mặt dạng này trí cường giả, Tiêu Phàm không thể có bất luận cái gì thăm dò cùng lưu thủ. Thừa dịp hắn vội vàng không kịp chuẩn bị, toàn lực xuất kích. 10 cái băng phách phi đao tốc độ, so Tiêu Phàm càng nhanh một bậc, như thiểm điện vòng quanh 6 con huyết sắc xúc tu dạo qua một vòng, ẩn chứa trong đó cực độ băng hàn chi lực, dù là cái này 6 con huyết sắc xúc tu là cái gì huyết hải chi linh biến thành, cũng ngăn cản không nổi tại không có chút nào dự cảnh tình hình dưới, không kịp làm ra phản ứng gì, liền toàn bộ bị đông cứng thành sáu đầu huyết hồng sắc băng trụ. tại mông lung chiếu cố phía dưới, lóng lánh kỳ huyễn quỷ dị quang trạch. dừng tay, biến cố đột nhiên phát sinh, huyết tế quá trình bị sinh sinh chặt đứt. Clermen lập tức bạo giận lên, hai mắt bỗng nhiên hướng tiêu phàm quét tới, phun ra ngọn lửa tức giận. nguyên bản phong độ nhẹ nhàng sắc mặt trở nên cực kỳ dữ tợn. chỉ bất quá, Clermen phẫn nộ cũng không thể duy trì bao lâu. Trong nháy mắt, ló mắt sinh huy viêm linh chảm đã giết tới phụ cận, Clemen thậm chí có thể cảm nhận được ra thịt bị liệt diễm thiêu đốt bỏng. Tiêu phàm trong mắt phun ra lửa giận, không chút nào tại Clemen phía dưới. Clemen không chút nghi ngờ, tiêu phàm đã bị dẫn động sát cơ. Simeon thân vương dù sao không phải hạng người bình thường, mắt thấy viêm linh chi nhận khí thế hùng hổ giết tới, không tránh không né, tay phải vừa nhấc, một thanh đỏ tươi trường kiếm tại trong lòng bàn tay hắn nổi lên, nồng đậm mùi máu tanh bốn phía hét lớn một tiếng, Clement hai tay nắm ở đỏ tươi cự kiếm, hướng về bổ nhào mà đến tiêu phàm nghinh kích đi lên. Mặc dù tiêu phàm tay cầm viêm linh chi nhận xem xét cũng không phải là phàm phẩm, ẩn chứa cực kỳ giữ dần hỏa hệ linh lực, Simeon thân vương đối với mình lại cũng lòng tin mười phần. Âm vang một tiếng bạo hưởng, viêm linh chi nhận cùng huyết kiếm đụng vào nhau, chuôi này phương nam ly hỏa chi tinh cô động mà thành thần binh lợi nhận, tiêu phàm đã sử dụng qua rất nhiều lần, cơ hồ mỗi một lần sử dụng đều chưa từng để tiêu phàm thất vọng qua. Từ vương tiên chi quỷ hồn biến thành lệ quỷ khô lâu đến vừa mới mất mạng Emina, không khỏi là lên tiếng trả lời mà chém. Bao quát vị kia tinh thông gió độn thuật yêu linh gió ngây thơ, bị viêm linh chi nhận đánh chúng về sau, cũng giống vậy không chống chịu được, hồi phi yên diệt. Lần này, tình hình rốt cục xảy ra biến hóa, đỏ tươi cự kiếm cùng chủ nhân của nó Simeon thân vương, cũng không có bị viêm linh chi nhận một bổ hai nửa đao kiếm tương giao, hồng quang chấp loạn, Simeon thân vương rên lên một tiếng, thân thể như là mũi tên, về sau kích xạ trở ra. Trong tay nắm lấy đỏ tươi huyết kiếm, trở nên nó mỏng như giấy, ngắn ngủi một nháy mắt, liền đã bị viêm linh chi nhận nóng bỏng trí dương chi lực nóng chảy tuyệt đại bộ phân. Cùng lúc đó, tiêu phàm vẫn chưa thừa thắng truy sát, thân thể cao lớn, bỗng nhiên về sau lộn ra ngoài, trong tay viêm linh chi nhận một dương, một đạo thật dài hỏa tuyến, quét ngang ra ngoài bị băng phách phi đao đông thành băng trụ sáu con xúc tu, lên tiếng trả lời mà đứt, nửa phân đều ngăn cản không nổi. Tiêu phàm bay vụt mà qua, ôm giữa không trung vẫn như cú hôn mea zelena một cái mảnh ngực xảo phiên vân, nhẹ nhàng đến huyết hải biên giới, lạnh lùng quét xa xa Clement một chút. Clemen gắt gao tiếp cận trong tay nó mỏng như giấy đỏ tươi huyết kiếm nhìn một hồi, trên mặt thần sắc vừa sợ vừa giận, tựa hồ tuyệt không tin mình huyết kiếm vậy mà như thế không tốt, sao tay khẽ vẫy liền kém chút bị hủy diệt chốc lát mới lắc một cái thủ đoạn huyết kiếm lập tức biến mất không thấy gì nữa hai mắt hướng trong biển máu nhìn lại chỉ thấy kia sáu con huyết hồng xúc tu bị viêm linh chi nhận chặt đứt một đoạn về sau còn sót lại bộ phân như trước vẫn là đông thành băng trụ cứng đờ đứng sừng sững ở huyết hải trên không xấu xí vô so sáu đầu xúc tu liền tựa như sáu cái bàn tay ngã tại cơmen trên mặt ba ba rung động cái này tiêu phàm vậy mà đồng thời người mang âm dương hai loại hoàn toàn khác biệt thuộc tính pháp bảo đồng thời đều đều thúc đẩy phải 10 điểm thuận tay, cứ việc băng phách phi đao băng hàn chi lực, còn không thể cùng viêm linh chi nhận ẩn chứa ly hỏa chi tinh đánh đồng, cũng đã 10 điểm khó lường. Có rất ít người có thể đồng thời thúc đẩy băng hỏa hai loại bén nhọn đối lập thần thông, phổ thông thuật sư, có thể đem hai loại trời sinh tương khắc linh lực vốt thuật, đều đã rất lợi hại, lại càng không cần phải nói lấy về mình dùng. Khó trách Miranda sẽ coi trọng cái này trẻ tuổi người Đông Phương, quả nhiên có mấy phân đạo lý. Rất tốt, tiêu tiên sinh, người cuối cùng đến. Clement không hổ là sống nhiều năm như vậy nhân tinh, rất nhanh liền đem trong lòng mình kinh ngạc cùng phẫn nộ cưỡng ép ép xuống, hai mắt chậm rãi dơ lên, nhìn về phía đối diện tiêu phàm, cũng không có vội vã nghĩ biện pháp cho đóng băng lại huyết hải chi linh làm tan. Tiêu phàm nhìn xem trong lồng ngực của mình vẫn như cú hôn mê bất tỉnh Azelena, cùng kia tựa hồ bỗng nhiên già đi mười mấy tuổi dung nhan, trong lòng lại là thương tiếc lại là phẫn nộ, đón Clement nhìn qua, lạnh lùng nói, ngươi chính là Simeon thân vương. Không sai, chính là ta, ngươi có thể gọi ta Clermont." Tiêu Phàm nhẹ khẽ hít một cái khí, nhẹ nhàng một hạ tâm tình, mặt Lâm đại địch, cảm xúc kích động, khống chế không nổi tính tình của mình, chính là là cao thủ so chiêu tối kỵ. Điểm này, Tiêu Phàm biết được rất rõ ràng, ta chẳng cần biết ngươi là ai, ngươi tại sao phải giết hại Azelena. Người này cùng hắn tại càn khôn đỉnh tu di không gian đến xem đến kia cái nam tử trung niên giống nhau như đúc. Thôi diễn máu tướng thời điểm, Azelena chính là bị hắn thôn phệ. Hiện tại đã ứng nghiệm, nếu như tiêu phàm chậm thêm đến một bước, chỉ sợ Azelena liền muốn bị huyết sắc xúc tu hút sạch toàn thân tinh hoa. Bởi vì nàng là nữ nhi, tính mạng của nàng là ta cho, ta hiện tại muốn thu hồi đi. Clement không chậm chế chút nào nói, tựa hồ hết thảy đều là như vậy đương nhiên, ngôn từ ở giữa, tràn đầy lãnh khốc vô tình khí tức, không có nửa điểm cha con chi tình. Azelena là con gái của ngươi, tiêu phàm song nghi bỗng nhiên dương lên, không sai, là nữ nhi ruột thịt của ta, tiêu tiên sinh đối này có nghi vấn gì không? Tiêu phàm liền cười, tiếu dung băng lãnh, hắn bây giờ không có nghĩ đến, dạng này giết hại Azelena, vậy mà là cha ruột của nàng. Nếu như đây hết thảy đều là thật, như vậy ngươi càng đáng chết hơn. Tiêu phàm gắt gao tiếp cận xa xa Clement, nói từng chữ từng câu. Từng chữ đều lạnh như băng, tràn đầy nồng đậm sát cơ. Loại tình hình này, phát sinh ở tiêu phàm trên thân, thực tế là phi thường hiếm thấy. chương 653, đánh nhanh thắng nhanh sách lược. Emina đâu, nàng ở đâu, Clement cười lạnh một tiếng, vẫn chưa cùng tiêu phàm thảo luận đạo đức vấn đề, trực tiếp hỏi Emina tình huống. Tiêu phàm lạnh lùng nói, nàng đã chết rồi. Clement sắc mặt một hàn, trầm giọng nói, tiêu tiên sinh, nguyên bản ta còn dự định cùng ngươi thương lượng một chút chuyện hợp tác. Hiện tại xem ra, không có cái kia khả năng, vừa vặn ta chỗ này còn cần một cái tế phẩm, chính là ngươi. Tiêu phàm liếc hắn một cái, ngồi sổ người xuống, chuẩn bị đem Azelena để dưới đất. Hắn vừa rồi đã đem hạo nhiên chính khí đưa vào Azelena thể nội, đơn giản kiểm tra một chút Azelena tình huống, thực tế không thể lạc quan, sinh mệnh tinh khí thua thiệt quá nhiều, đã thương tới bản nguyên. Biện pháp thông thường, hoàn toàn không có hiệu dụng, xem ra chỉ có đánh trước bại Clement, lại nghĩ biện pháp. Tiêu tiên sinh, muốn cứu Azelena, trước hết đánh bại hắn. Một mực tại vi hình duy đàn bảo trên ban công quan sát đến đây hết thảy Miranda, bỗng nhiên cao giọng nói. Nàng bây giờ bị dưới cấm chế, không thể rời đi cái này ban công. Tiêu phàm cứ việc sớm liền phát hiện nàng, nhưng không có vội vã đem Azelena đưa đến trên ban công đi, loại tình hình này, vừa nhìn liền biết trên ban công rất có thể cũng bị dưới cấm chế nào đó. Ngày bình thường tiêu phàm muốn bài trừ những cấm chế này, tự nhiên là hào không làm khó dễ. Dưới mắt, Clemen lại tuyệt sẽ không cho hắn cơ hội như vậy. Viêm Linh Chi nhận một chảm phía dưới, vậy mà chưa thể tại chỗ phá hủy Clemen vội vàng ở giữa ngưng tụ ra huyết kiếm, sớm đã khiến tiêu phàm nội tâm cảnh giác chi ý, đề cao đến đẳng cấp cao nhất. Azelena hiện tại sinh mệnh tinh hoa trải qua quá nghiêm trọng, nhất định phải dựa vào nơi này huyết trì mới có thể khôi phục. Miranda lại tăng thêm một câu giải thích, tiêu phàm mắt sáng lên, hắn đang lo lắng muốn như thế nào cho Azelena đền bù hao tổn sinh mệnh bản nguyên, kém chút quên Azelena là huyết tộc công chúa. Chỗ này minh mông vô bờ huyết hải, đối với người bình thường mà nói, trừ buồn nôn hay là buồn nôn, đối thuần khiết huyết tộc truyền nhân, lại là đại bổ thánh địa. Miranda, xem ra ngươi là bị cái này người đông phương hoàn toàn mê hoặc. Ngươi cho rằng, hắn thật có thể là ta đối thủ a à. Clement cười lạnh một tiếng khinh thường nói cứ việc vừa rồi trong lúc vội vã giao thủ một cái hắn tựa hồ ăn thiệt thòi nhỏ trong đầu lại rất rõ ràng giống mạnh mẽ như vậy công kích nhất định phải tiêu hao đại lượng pháp lực không có khả năng một mực không ngừng thi triển xuống dưới nếu không trước duy trì không được nhất định là tiêu phàm chính mình mà chân mình dưới chính là huyết hải chỉ cần không rời đi hoàn cảnh này liền có thể liên tục không ngừng thu hoạch được pháp lực bổ sung. Tiêu phàm tại Azelena trên chán nhẹ nhàng hôn một cái, phía sau lôi bằng hư ảnh lóe lên, phi thân lên, đi tới không, xa xa cùng Clemen rằng co. Clemen lạnh lùng nhìn xem hắn, phía sau huyết hồng áo choàng không gió mà bay, tịch tịch rung động. Clemen xuôi hai tay, miệng lẩm bẩm, huyết hải chi, từng tia từng sợi huyết khí bay lên, Clemen tay phải bỗng nhiên hướng về phía trước nắm vào trong hư không một cái, Năm ngón tay lần nữa mở ra tới, lại có một con huyết hồng chim nhỏ tại tay hắn nổi lên. Cái này con chim nhỏ bất quá nắm đấm lớn nhỏ, toàn thân huyết hồng, máu me đầm đìa, hai cánh không ngừng vỗ, hai con mắt cũng là huyết hồng sắc, cũng không có con ngươi cùng tròng trắng mắt, hết lần này tới lần khác lại cho người ta một loại cực kỳ cảm giác không thoải mái. Tựa hồ tràn ngập lấy khát máu ngang ngược chi ý, gắt gao tiếp cận Tiêu Phàm. Clement tay trái lại nắm vào trong hư không một cái. Cái thứ hai giống nhau như đúc huyết sắc chim nhỏ cũng ngưng kết mà ra. Trong khoảnh khắc, liền có mấy chục con huyết hồng chim nhỏ vây quanh Glamer bên người trên dưới tung bay, không có chút nào vỗ cánh thanh âm, cũng không có gáy gọi thanh âm, hết thảy đều an tĩnh đến kinh người. Chỉ có huyết điều mắt ngang ngược chi khí, càng thêm nồng đậm. Tiêu Phàm nhấc tay vừa nhấc, 10 cái băng phách phi đao nổi lên, ở bên cạnh hắn hai bên xếp thành phi thường chỉnh tề hai nhóm. Mũi nhọn hướng xuống, đầu đao hướng về phía trước nhẹ nhàng lay động, trận địa sẵn sàng. Đi, Clermen quát lạnh một tiếng, bỗng nhiên tiếng xé gió đại tác, mấy chục con yên lặng huyết điểu, tranh nhau chen lấn hướng tiêu phàm bổ nhào qua. Lên, Clermen lại là hét lớn một tiếng, hai tay đi lên vừa nhấc. Nguyên bản thoảng qua khôi phục bình tĩnh huyết hải, bỗng nhiên cuốn lên một cỗ gió lốc, hơn 10 đạo màu đỏ cột máu không ngừng xoay tròn lấy, theo sát tại huyết điểu về sau, hướng tiêu phàm càn quét mà đi. Clement lại nắm vào trong hư không một cái, một thanh thật dài huyết kiếm lần nữa ngưng tụ mà ra. Chuôi này huyết kiếm, rõ ràng chỉ là từ pháp thuật huyễn hóa mà thành, giờ phút này lại cho người ta một loại lóa mắt cảm giác chói mắt, so chân thực lợi kiếm còn muốn sắc bén. Clement hai tay nắm ở thật dài huyết kiếm, lăng không dơ cao, bay vụt mà trước, tựa như thái sơn áp đỉnh, hướng tiêu phàm vào đầu lực bổ xuống. Clement không ra tay thì thôi, vừa ra tay chính là tam trọng công kích tề xuất, toàn lực ứng phó, gắng đạt tới nhất cử kiến công không có chút nào coi là Clement tuyển lựa đối chính hắn có lợi nhất đấu pháp. Huyết tế tiến hành đến một nửa, liền bị tiêu phàm ngạnh sinh sinh chặt đứt, Clement mặt ngoài nhìn qua coi như bình tĩnh, tâm phẫn nộ có thể nghĩ. Mấu chốt là, thời gian kéo phải càng dài liền sẽ càng phiền phức. Huyết hải chi linh đã hấp thụ Azelena một nửa sinh mệnh tinh hoa, vạn trong lúc nhất thời kéo quá dài, cái này một nửa sinh mệnh tinh hoa dần dần tiêu hao hầu như không còn, hết thảy đều cần lần nữa tới qua lời nói, ai cũng không dám cam đoan azelena còn lại kia một nửa sinh mệnh tinh hoa đầy đủ trèo chống huyết tế thuận lợi hoàn thành clermen cũng không muốn tại tối hậu quan đầu thất bại trong gang tắc vì kế hoạch hôm nay chỉ có đánh nhanh thắng nhanh trong thời gian ngắn nhất giải quyết hết tiêu phàm để đoạn huyết tế tiếp tục tiến hành nếu như có thể giống lúc trước hắn cùng emina thương lượng như thế đem tiêu phàm cũng làm thành huyết tế tế phẩm vậy liền không còn gì tốt hơn huyết tế khẳng định có thể đại công cáo thành hắn bây giờ lưng tựa huyết hải, không sợ pháp lực tiêu hao, có thể không chút kiêng kỵ phát đại chiêu. Tại loại áp lực to lớn này phía dưới, tiêu phàm vì tự vệ, cũng không thể không toàn lực ứng phó. Tranh đấu song phương, một cái có thể đạt được liên tục không ngừng pháp lực bổ sung, một cái khác lại chỉ có thể ngạnh giang, pháp lực dùng một điểm ít một chút, không chiếm được kịp thời bổ sung. Ai yêu ai kém, liếc qua thấy ngay, đổi bất cứ người nào, đều sẽ như thế đánh nếu thật là cùng tiêu phàm không nóng không lạnh du đấu đó mới là não tú đậu clermen có chủ ý gì tiêu phàm trong đầu tựa như gương sáng bất quá tiêu phàm lại cũng không phản đối dạng này đánh clermen muốn đánh nhanh thắng nhanh hắn càng muốn đánh nhanh thắng nhanh azelena tình hình mảy may cũng không lạc quan sinh mệnh tinh hoa trải qua quá lợi hại coi như đã đem những cái kia huyết sắc xúc tu chặt đứt cũng khó có thể ngăn chặn tình hình tiếp tục chuyển biến xấu xuống dưới nhân thể không phải máy móc như thế thương tổn nghiêm trọng đã tạo thành, cũng không thể nói ngừng liền ngừng. Nhất định phải nhanh phá tan Clermin mắt thấy mấy chục con huyết điểu khí thế hung hăng bổ nhào mà đến, gió tanh đập vào mặt, tiêu phàm vung tay lên, 10 cái băng phách phi đao bắn ra, nghênh đón tiếp lấy. Băng phách phi đao những nơi đi qua, kỳ hàn triệt cốt, tất cả bị kỳ hàn bao phủ huyết điểu, đều đều bị đông lạnh thành băng điêu, không có bất kỳ cái gì một con huyết điểu có thể tránh thoát băng phách phi đao nâng lên nghiêm hàn. Clement trên mặt không có chút nào vẻ ngoài ý muốn, tựa hồ đây hết thảy đều tại dự liệu của hắn chi. Tại được chứng kiến tiêu phàm băng phách phi đao nháy mắt đông cứng chỉ huyết sắc xúc tu cường đại uy lực về sau, Clement ép căn bản không hề trông cậy vào cái này mấy chục con huyết điều thật có thể đột phá băng phách phi đao tạo thành huyền băng phòng tuyến. Hắn thả ra những này huyết điều mục đích, kỳ thật chính là vì tiêu hao tiêu phàm băng phách phi đao thực lực. Thật giống như Tiêu Phàm mình tại hoàn cảnh như vậy chi không cách nào kịp thời thu hoạch được pháp lực bổ sung đồng dạng, hắn phi đao cũng không chiếm được mới huyền băng chi lực tẩm bổ, loại này huyền băng chi lực, mỗi phóng thích một lần liền thiếu đi một lần. Bất kể như thế nào pháp bảo nghịch thiên, nó ẩn chứa linh lực, thủy chung là có hạn. Đẳng cấp càng cao pháp bảo, ẩn chứa linh lực càng nhiều, nhưng cuối cùng sẽ có một cái cực hạn. Mà cùng loại huyết điều, huyết hải chi lại có thể vô cùng vô tận sản sinh. Trừ phi huyết hải huyết linh chi lực bị triệt để hao hết, nhưng vậy cơ hồ là không có khả năng, Tiêu Phàm cái này hơn 10 mai phi đao, coi như lại nghịch thiên, ẩn chứa linh lực cũng tuyệt không có khả năng cùng toàn bộ huyết hải ẩn chứa huyết linh chi lực đánh đồng. Băng Phách phi đao vừa mới một đông cứng kia mấy chục con huyết điểu, càng nhiều huyết điểu lại tại huyết hải trên không hóa hình mà ra, chừng mắt ngang ngược chi khí 10 phần hai mắt, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên hướng Tiêu Phàm đánh tới. Những này huyết điểu còn giữa không trung chi chân dưới một cây cây cột máu, đã cuốn tới. Sơ cao huyết kiếm Clermin cũng đã đến tiêu phàm đỉnh đầu, thật dài huyết kiếm lực bổ xuống. Tiêu phàm sắc mặt nghiêm trọng, rũi tay ra, một viên băng phách phi đao bỗng nhiên bay trở về, tiêu phàm giữ tại tay, pháp lực thúc dục nguyên bản chỉ có dài 7, 8 tắc phi đao, bỗng nhiên bắt đầu sinh trưởng tốt, trong nháy mắt liền dài đến dài hơn hai thước, hàn lóng lánh, tựa như một thanh loan đao tương tự. Tiêu phàm vùng vẩy băng phách trường đao, đột nhiên đón lấy Clemen, tại pháp lực thúc ép phía dưới, chuôi này băng phách trường đao phóng xuất ra kỳ hàn chi khí, hơn xa lúc trước, hướng bốn phía phòng lên mà ra, lập tức đem những cái kia tại không phiêu đáng từng tia từng sợi xương mù màu máu đều đông lạnh thành nho nhỏ băng tinh u cục, nhao nhao hướng phía dưới bên cạnh huyết hải rơi xuống. Thậm chí chính tại khí thế hùng hổ cuốn tới từng cây cột máu, cũng theo đó chỉ trệ, tựa hồ lâm vào đầm lầy vũng bùn chi, hành động lực giảm nhiều. Tiêu phàm mình lông mày mao ở giữa, đều ngưng kết ra một tầng thật mỏng băng xương, suy, đao kiếm tương giao, một cỗ tuyết trắng băng xương lập tức theo chuôi này thật dài huyết kiếm tràn lan lên đi. vậy mà nháy mắt liền bị đông cứng, băng xương chi khí không chút nào dừng lại, lập tức lan tràn đến Clermen trên cổ tay, sau đó chính là khuỷu tay. theo tốc độ này, chỉ bất quá trong chốc lát, Clermen toàn thân đều sẽ bị đông cứng. Clermen lại không thèm để ý chút nào, song tay cầm thật chặt huyết kiếm không có chút nào muốn thả tay ý tứ khóe miệng kéo một cái hiện lên một tia nụ cười chế nhạo tựa hồ dưới mắt ở thế yếu cũng không phải là hắn mà là tiêu phàm trên thực tế giống như cũng là như thế này đúng lúc này tiêu phàm chỉ cảm thấy dưới chân siết chặt hai cây cuốn tới cột máu bỗng nhiên hóa thành hai đầu thật dài huyết sắc dây thừng không có dấu hiệu nào cuốn lấy hai chân của hắn ngay sau đó hai cỗ lực lượng khổng lồ từ chân bên trên chuyển đến tiêu phàm bị cái này cố cự lực kéo đến kìm lòng không đặng hướng huyết hải chi thẳng rất xuống đi. Cơ song tay run một cái, huyết kiếm cùng khuỷu tay phía trên ngưng kết tầng tầng băng xương, vỡ vụn thành từng mảnh. Lập tức đầu dưới chân trên, nhân kiếm hợp nhất, như thiểm điện hướng tiêu phàm truy sát mà hạ. Máu lóng lánh trường kiếm, tại tiêu phàm đỉnh đầu lấp lóe không thôi. chương 654, bùa chú màu bạc. Trong lúc nguy cấp, hai viên băng phách phi đao bay nhanh mà đến, suy suy hai tiếng, đem quấn quanh ở tiêu phàm trên mắt cá chân huyết sắc dây thường huyết thảy vì hai tiêu phàm lập tức liền đình chỉ hạ xuống chi thế nguyên bản những này huyết sắc dây thường là huyết hải tinh khí biến thành xa không phải phổ thông dây thường nhưng so bình thường phi đao phi kiếm tuyệt đối không thể dễ dàng như vậy liền đưa chúng nó chặt đứt băng phách phi đao lại là rất tiện cho này huyết sắc dây thường khắc tinh nháy mắt đem nó đông lạnh vì băng trụ lại phi tốc một chạm lập tức liền hóa thành điểm điểm vụn băng bốn phía rơi xuống nước như thế hơi hoãn một chút, huyết kiếm đã đâm đến tiêu phàm đỉnh đầu. Clement trên mặt hiện lên một vòng giữ tợn cười lạnh, hắn chui này huyết kiếm, luận sắc bén trình độ, tự nhiên không có cách nào cùng tiêu phàm viêm linh chi nhận đánh đồng, lại ẩn chứa cường đại vô so huyết linh chi lực, một khi tiêu phàm bị kích, chỉ cần huyết linh chi lực xâm nhập vào tiêu phàm huyết mạch chi, một thời ba khác liền có thể đem hắn huyết dịch khắp người đều đều ô nhiễm, như vậy rơi vào Clement trưởng khống. Đối phó không phải huyết tộc người, huyết linh chi lực cường đại cùng quỷ dị, là không thể nghi ngờ. Ở thế tục học tác phẩm bên trong, nhân loại bình thường một khi bị hấp huyết quỷ cắn bị thương về sau, liền sẽ bị lây nhiễm, biến thành hấp huyết quỷ một viên. Dạng này miêu tả, cũng không phải là hoàn toàn không có căn cứ. Nó phát huy mấu chốt tác dụng, chính là cái này huyết linh chi lực. Tình huống thật cùng học tác phẩm bên trong miêu tả hơi có xuất nhập, bị huyết tộc cắn đến về sau, chỉ có cực thiểu số thiên phú dị bẩm người mới sẽ biến thành hấp huyết quỷ lớn một số người thì là độc phát mà chết mặc kệ loại nào tình hình đối tiêu phàm mà nói đều là chí mạng siêu ngay tại huyết kiếm gần người sát na tiêu phàm cả người đột nhiên biến mất không gặp tại mấy mét bên ngoài một lần nữa hiển hiện ra clơmen một kiếm đâm cái không khoác xoay người sang chỗ khác gắt gao tiếp cận tiêu phàm trầm giọng quát di hình hoán ảnh ai dạy ngươi tiêu phàm cười nhạt một tiếng châm chọc nói Clement tiên sinh, cái gọi là di hình hoán ảnh, bất quá là gió độn thuật một loại. Các ngươi hội, cũng không có nghĩa là người khác liền nhất định sẽ không. Ngân dược lôi bằng là trời sinh phong lôi thuộc tính yêu linh, tiêu phàm mặc dù vẻn vẹn chỉ luyện hóa nửa viên nội đan một chút tinh hoa, nắm giữ gió độn thuật một điểm ra mau, nhưng ở cái này mặt pháp thế giới cũng đã vô cùng ghê gớm. Thời khắc mấu chốt, có thể tạo được tác dụng cực kỳ trọng yếu. Clement cười lạnh một tiếng, nói thực lực của ngươi không gì hơn cái này ta nhìn ngươi còn có thể trốn được mấy lần nói nhấc tay một dương bốn đạo bóng người màu đen từ duy đàn bảo bắn ra phía sau màu đen cánh thịt nhẹ nhàng phe phẩy phân loại clơmen tả hiếu đối cách đó không xa tiêu phàm ẩn ẩn hình thành nửa vây quanh trạng thái chính là vừa rồi đem azelena đưa lên tế đàn bốn tên tuần tra xứ người không hề nghi ngờ bốn người này là mặc tư bảo phương diện mạnh nhất bốn tên tuần tra xứ người mặc dù còn không đuổi kịp Emina, lại so trong đó kỳ sơ đát bọn người mạnh quá nhiều. Điểm này, từ bọn hắn tán phát khí tức bên trên liền có thể nhìn ra được. Có thể bị Clermain tuyển, tại huyết hải tu luyện, tự nhiên không hề tầm thường. Mà lại huyết hải chi huyết linh chi lực, làm bọn hắn mỗi một cái đều được ích lợi không nhỏ. Tiêu phàm thủ quang hoa lóe lên, màu đỏ sậm viêm linh chi nhận nổi lên. Tiêu phàm cũng biết, tại địch nhân trùng vây phía dưới, sử dụng viêm linh chi nhận, tuyệt đối không phải ý kiến hay. Mặc dù đặt chân thiên nhân cảnh về sau, pháp lực đại tăng, nhưng vừa rồi đã sử dụng qua một lần viêm linh chi nhận, cứ việc chưa sử xuất toàn lực, pháp lực vẫn như cú tiêu hao không tiểu. Lần này lại dùng, nếu như không thể đem địch nhân diệt sát, hắn phiền phức của mình liền sẽ rất lớn. Dù coi như luyện hóa emina viên kia huyết đan, khiến trong cơ thể hắn pháp lực rất là tràn đầy, một lại sử dụng viêm linh chi nhận, vẫn hay là 10 phần nguy hiểm. Một khi thương tới bản nguyên, vô cùng có khả năng để hắn lại một lần nữa rơi xuống cảnh giới. Nhưng mà trong lúc này, lại dung không được hắn trần chờ do dự. Clement Tu Vi không kém hắn, lại thêm bốn tên xa so cùng thế hệ còn mạnh hơn nhiều tuần tra xứ người, tiêu phàm gặp phải cục diện, thực tế không thể lạc quan. Trừ liều chết một trận chiến, hắn đã không có lựa chọn nào khác. Trừ phi hắn có thể vứt xuống Azelena, vứt xuống Miradat, không quan tâm, bỏ trốn mất dạng. Thế nhưng là bởi như vậy, hay là tiêu phàm sao? Biết rõ không thể làm mà vì đó, mới hiển lộ ra bản sắc anh hùng. Clement khóe miệng lại lần nữa hiện lên một vòng mỉa mai, cười lạnh nói tiêu tiên sinh, xem ra ta còn thực sự là đánh giá cao ngươi. Ngươi thật khiến ta thất vọng, vì một nữ nhân, ngươi cứ như vậy liều mạng, ngươi thành đại sự, ai cũng sẽ không giống như ngươi ngu xuẩn. Các ngươi người đông phương có một câu, gọi là lòng dạ đàn bà. Nói chính là người như ngươi. Tiêu Phàm lạnh nhạt nói, Đông Phương Hóa, người biết bao nhiêu. Đại trưởng phu có việc không nên làm, có chỗ tất vì. Đây mới là Đông Phương Hóa tinh túy. Loại cảnh giới này, mãi mãi cũng không phải Clement loại này dã tâm bừng bừng, cực độ người ích kỷ có thể hiểu được. Trong lịch sử Đông Phương Vĩ nhân nhân cách mị lực, ngay tại tại đây. Tốt, vậy ngươi liền đi thực tiến nhân sinh của ngươi tín điều đi. Ta sẽ dùng sắt sự thật nói cho ngươi, ta là đúng. Mà ngươi, đem bởi vì ngươi sai lầm nhân sinh tín điều mà giao ra cái giá bằng cả mạng sống. Clermain nói, tay phải một dương, dưới chân huyết hải hô hô mà bốc lên vô số bọt khí, huyết hải trên không xương mù màu máu, một chút liền trở nên sền sệt vô so. Trong nháy mắt, vô số huyết sắc chim nhỏ trống giống hiển hiện ra, so sánh Clermain lúc trước ngưng kết ra huyết điều hơi tiểu chút, lại là lít nha lít nhít tràn ngập huyết hải trên không, chừng hàng ngàn con nhiều, vô thiên cái địa, khí thế kinh người. Không thể phủ nhận, Clement đối cái này huyết hải huyết linh chi lực vận dụng chi thuần thục đã đến mức lô hỏa thuần thanh. Tăng thêm có bốn tên tuần tra sứ người tương trợ, khó trách hắn như vậy lòng tin tràn đầy. Bốn tên áo đen hắc bào tuần tra sứ người cũng riêng phần mình lộ ra binh khí của mình gắt gao tiếp cận tiêu phàm. Tiêu tiên sinh, ta không thể không nhắc nhở ngươi một chút. Những này huyết điều mỗi một cái đều bao hàm thuần chính huyết linh chi lực. Ngươi tốt nhất là đừng để bọn chúng bất luận cái gì một con dính vào trên người ngươi nếu không, kết quả của ngươi liền chú định không thể cải biến. Clement cười, dù bận vẫn ung dung nói. Oanh, viêm linh chi nhận ánh lửa hừng hực, hồng mang chướng mắt. Nguyên bản nhìn qua 10 điểm nhẹ nhõm tùy ý Clement, hai mắt bỗng nhiên nhíu lại khe hở, gắt gao tiếp cận tiêu phàm dơ lên đỉnh đầu trường đao, từ viêm linh chi nhận bên trên, hắn cảm nhận được cùng vừa mới có hơi khác biệt khí tức. Viêm linh chi nhận tựa hồ so vừa rồi càng thêm nguy hiểm. Thật dài mũi nhọn phía trên, hừng hực liệt diễm chi, vậy mà ẩn ẩn có màu bạc nhạt phù thoáng hiện, cực kỳ cổ phác, một loại thượng cổ man hoang khí tức, đập vào mặt. Đây là tiêu phàm lần thứ nhất sử dụng viêm linh chi nhận thời điểm không có. Mặc dù Clement trong lúc nhất thời làm không rõ ràng những này màu bạc nhạt phù đến cùng đại biểu cho loại nào hàm nghĩa, nhưng kia cỗ khí tức nguy hiểm lại là thật sự, không mang nửa phân hư giả. Mà cỗ này khí tức nguy hiểm, còn tại tiếp tục tăng cường. Cơ hồ là thoáng qua ở giữa, Clement liền làm ra quyết định, quyết không thể để viêm linh chi nhận uy lực lại tiếp tục tăng cường xuống dưới. Giết hắn, Clement quát to một tiếng, hai tay giơ cao huyết kiếm, hướng tiêu phàm bổ nhào mà đi. Huyết kiếm lưới kiếm phía trên, lóng lánh một đạo thật dài kiếm mang, chừng thân kiếm gấp ba bốn lần dài như thế. Kiếm mang những nơi đi qua, vô số huyết hải xương mù hóa thành huyết điểu nhao nhao ủy cánh, hướng về kiếm mang dấn thân vào mà đi, phàm là bị kiếm mang quét đến huyết điểu, nặng lại hóa thành xương mù màu máu, bị kiếm mang không khách khí chút nào thu nạp đi vào. Mỗi thu nạp một con huyết điểu, kiếm mang liền to thêm dài hơn một phân, quang mang cũng càng thêm lóa mắt một phân. Khi kiếm mang bổ tới tiêu phàm đỉnh đầu thời điểm, đã trọn vẹn tăng trưởng hai lần trở lên, như cùng một chuôi cự kiếm, huyết mang bắn ra bốn phía, nhìn qua, cùng tiêu phàm viêm linh chi nhận giống nhau đến mấy phần. Bốn tên tuần tra sứ người, cũng riêng phần mình thi triển binh khí, hướng tiêu phàm mãnh đánh tới đầy trời huyết điều, càng là phát như điên, hoàn toàn không nhìn viêm linh chi nhận dâng lên hừng hực liệt diễm, phổ thiên cái địa bay vụt mà hạ. Trong khoảnh khắc, tiêu phàm liền triệt để đưa thân vào hải dương màu đỏ ngòm chi, thậm chí ngay cả viêm linh chi nhận phát ra liệt diễm, cũng biến thành ảm đạm vô so, bị vô số huyết điều cùng pháp thuật huyến hóa mà thành cái khác dị tượng hoàn toàn che đậy tại hạ. Viêm linh chảm, sau một khắc, huyết hải vang lên tiêu phàm phẫn nộ hét to. Màu bạc nhạt phù bỗng nhiên lấp lánh mà lên, huyết hồng hỏa cầu bỗng nhiên nổ tung. Vô số huyết điều lập tức bị ngọn lửa nóng bỏng một lần nữa hoàn nguyên thành từng tia từng sợi xương mù màu máu, lập tức bốc hơi phải sạch sẽ. Bốn tên tuần tra sứ người tay binh khí huyễn hóa ra đến dị tượng, cũng như bọt xà phòng, điểm điểm phá diệt, tiêu tán thành vô hình. Cái kia đạo nhìn qua khí thế hùng hổ, không ai bị nổi thật dài huyết kiếm kiếm mang, cũng giống vậy tại viêm linh chảm uy lực phía dưới hóa thành điểm điểm huyết vụ, không so với cái kia huyết điều hạ tràng tốt hơn chỗ nào. Viêm linh trảm uy năng xa xa không chỉ như thế một điểm gần thân công kích toàn bộ dọn sạch về sau oanh một tiếng to lớn uy mãnh sóng lửa không chút do so dự hướng bốn phương tám hướng phồng lên mà ra huyết kiếm kiếm mang hóa thành hư không lập tức ngay cả huyết kiếm bản thể cũng vỡ vụn thành từng mảnh bốn tên nhìn qua rất mạnh tuần tra sứ người tại sóng lửa tập kích phía dưới ngay cả nửa phân kháng cự chi lực đều không có tiếng kêu thảm thiết tựa như gió thu quét xuống hướng bốn phía bay bắn đi ra trong nháy mắt, sóng lửa liền cuốn tới, muốn đem Clermen bao khỏa nó. Clermen lạnh hừ một tiếng, phía sau áo choàng hồng mang lóe lên, cả người biến mất tại chỗ không gặp, hồng mang lại lóe lên, tại hơn 10 trượng bên ngoài hiện thân ra. Cũng là cao minh vô so di hình hoán ảnh chi thuật. Cuồn cuộn mà đến sóng lửa, càn quét đến trước người hắn một trượng chỗ, rốt cục lực đảo đã hết, ảm đạm dập tắt. Tiêu phàm sắc mặt tái nhợt vô so, thân một cái lảo đảo, cơ hồ liền muốn từ giữa không trung thẳng rất xuống đi, phía sau lôi bằng hư ảnh lóe lên, mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Lần này toàn lực thôi động viêm linh chi nhận, cố nhiên uy lực đại tăng, nhưng tiêu hao pháp lực, nhưng cũng cực kỳ khủng bố. Clemen cười lên ha ha, tiêu tiên sinh, ta nhìn ngươi cũng không cần lại dẫy dụa. Trong cơ thể ngươi pháp lực, lập tức liền muốn hao hết. Giống như vậy uy lực to lớn công kích, ngươi còn có thể thi triển mấy lần. Clemen hai tay một dương, Vô số huyết biểu, lần nữa tại hư không ngưng kết mà ra, một thanh thật dài huyết kiếm, lại ra hiện tại hắn tay. Thân ở huyết hải chi, pháp lực của hắn cuồn cuộn không dứt, vĩnh viễn sẽ không khô kiệt. Ngoan ngoãn chịu chết đi. Clemend đem huyết kiếm dơ lên đỉnh đầu, giữ tợn vừa cười vừa nói. Một cỗ so vừa rồi càng thêm khí tức cường đại, mãnh liệt mà ra. Không hề nghi ngờ, dưới mắt là Tiêu Phàm là lúc yếu ớt nhất, cơ hội như vậy, Clemend đương nhiên sẽ không bỏ qua nhất định toàn lực ứng phó. chương 655, Đại nghịch chuyển. Kỳ quái là, tiêu phàm vẫn chưa thất kinh, cứ như vậy lơ lửng tại hư không chi, nhàn nhạt nhìn xem hắn, ánh mắt có chút kỳ lạ, mỉa mai chi mang theo từng tia từng tia kỳ đãi chi ý. Clement tâm lập tức lộc bộc một chút, chìm xuống dưới. Chẳng lẽ, mình có cái gì sơ sẩy rồi sao? Đúng lúc này, một đạo bén nhọn vô so tiếng xé gió, từ Clement phía bên phải truyền đến. Huyết tinh chui, Clement giật nảy cả mình, bật thốt lên kinh hô, bỗng nhiên quay đầu hướng phía bên phải nhìn lại. Chỉ thấy một tên áo đen áo bảo đen, làm tuần tra sứ người ăn mặc huyết tộc người, phe phẩy phía sau đại đại màu đen cánh thịt, chính hướng hắn vội vàng xông đến, trước mắt một đạo hồng quang, tốc độ nhanh như thiểm điện. Tên này làm tuần tra sứ người ăn mặc huyết tộc người, tóc vàng mắt xanh, vậy mà là Miranda. Mà huyết tinh chui, chính là Miranda tuyệt kỹ thành danh huyết tinh chui là Simeon gia tộc lưu truyền cực kỳ lâu đời thần công một trong, chỉ có Simeon vương tộc thành viên mới có tư cách tu luyện. Thông sinh đến nói, nữ tính thành viên tu luyện huyết tinh chui tình hình nhiều hơn nam tính thành viên. Simeon thân vương bởi vì tu luyện huyết linh, liền không rảnh lại đi nghiên cứu huyết tinh chui, nhưng đối với huyết tinh chui ra tay về sau loại kia kỳ lạ bén nhọn tiếng xé gió, lại quen thuộc dị thường. Chỉ là, Miranda chẳng lẽ không phải bị mình tự tay dưới cấm chế, giam giữ tại vi hình duy đàn bảo bên trong a làm sao bỗng nhiên ở giữa nàng liền hành động tự nhiên đồng thời thay đổi tuần tra sứ người phục sức tại mình không có nhất phòng bị thời điểm đột thi đánh lén lúc này klermen toàn thân tất cả pháp lực đều tại liên tục không ngừng hướng huyết kiếm chi quán thâu huyết tinh chui đánh lén vừa nhanh vừa độc coi như hắn mạnh hơn lại hung ác giờ này khắc này cũng không kịp thi triển bất luận cái gì pháp thuật thậm chí liên tục né tránh cũng không kịp tại hắn có thể nghe tới cái kia đạo bén nhọn tiếng xé gió lúc, liền biểu thị huyết tinh chui đã gần trong gang tắc. Lúc này Clemen duy nhất có thể làm chính là, dốc hết toàn lực đem một bộ phương pháp phân loại lực từ quán thâu huyết kiếm phương hướng chuyển rời đến sau lưng áo choàng phía trên, trong chốc lát áo choàng bên trên huyết hồng quang mang đại thịnh. Một cái hộ thể lồng ánh sáng hiển hiện ra, suy phảng phất một chút xé vải thanh âm truyền đến, hộ thể lồng ánh sáng lên tiếng trả lời mà nát, Clemen một tiếng buồn bực hư, bên hông một cỗ máu tươi phun ra ngoài, đã bị huyết tinh chui bắn cái xuyên thấu. Miranda không khỏi nhẹ nhàng lắc đầu, khoảng cách gần như vậy vội vàng không kịp chuẩn bị đánh lén, thế mà cũng không có đem Clermain đưa vào chỗ chết, chỉ là tại bên hông hắn xuyên một cái lỗ thủng mà thôi, cách Miranda muốn đạt thành hiệu quả, thực tế cách biệt quá xa. Đây hết thảy đều bởi vì, Clermain người khoác món kia áo choàng cũng là huyết tộc truyền thừa xuống một kiện dị bảo, lực phòng ngự cực mạnh, nếu như không phải cái này áo choàng kích phát phòng bảo hộ triệt tiêu bộ phân huyết tinh chui uy lực, Clemen giờ phút này sớm đã trọng thương không dậy nổi. Dù là như thế, Clemen bỗng nhiên thụ thương, ngay tại hướng huyết kiếm ở giữa quán thâu pháp lực quá trình bỗng chốc bị ngạnh sinh sinh đoạn. Đại lượng pháp lực bỗng nhiên đảo ngược, trùng điệp đánh vào Clemen đan điền khí hải chỗ, lập tức vùng đan điền khí huyết cuồn cuộn, trước mắt sao vàng bay loạn, ngược phiền ác muốn ói. Clemen lại không lo được những này, thân ảnh nhoáng một cái, di hình hoán ảnh thần công thi triển. Sát na liền chuyển rời đến 4 năm trượng bên ngoài, lấy tránh né Miranda tiến một bước truy sát. cuống chi hơn 10 trượng bên ngoài, còn có một cái nhìn chằm chằm tiêu phàm. Thân hình lóe lên, Clement tại ngoài 4 năm trượng hiện thân mà ra, miệng hơi mở, một ngụm máu tươi phun tới, sắc mặt một chút trở nên trắng bệch, chỉ cảm thấy toàn thân pháp lực đều tại bốn phía tán loạn. Loạn tung tùng phèo, vừa rồi lần này thuấn di, cơ hồ khiến hắn lần thứ hai bị thương. Quả nhiên, hắn vừa mới thi triển ra thuấn di thủ đoạn, Miranda liền một kiếm chạm tại hắn trước kia đứng chỗ đứng. Clement hít sâu một hơi, không kịp điều tức vùng đan điền một đoàn đai dối chân khí pháp lực, liền muốn mạnh mẽ sách hơi thở, lần nữa thuấn di mà đi. Kết quả, lại là một tiếng cực kỳ bén nhọn tiếng xé gió vang lên. Huyết tinh chui, lần này lại là từ bên trái đánh tới. Clement cái này giật mình không thể coi thường, không lo được suy nghĩ Miranda rõ ràng tại mình phía bên phải, huyết tinh chui làm sao lại từ bên trái đánh tới, cưỡng ép vận chuyển chân khí. Áo choàng quang hoa đại phóng, nháy mắt đem toàn thân cao thấp bao phủ ở bên trong. Lại là xé vải thanh âm, huyết tinh chui xuyên qua áo choàng phòng ngự lồng ánh sáng, tại cơ ngực chui ra một đóa diễm lệ huyết hoa. Cơ thân bỗng nhiên nhoáng một cái, ngửa mặt lên trời phát ra gầm lên giận dữ, vẫn nuốt đến cực điểm. Rốt cuộc không nghĩ tới, tại cái này sâu trong lòng đất, tại mình kinh doanh nhiều năm hang ổ chi, vậy mà lại tại thời khắc quan trọng nhất, liên tiếp lọt vào hai lần ám toán. Mikhail, Clemen bỗng nhiên quay đầu, gắt gao tiếp cận bên trái cách đó không xa một tên đồng dạng làm tuần tra sứ người ăn mặc năm nam, cắn răng nghiến lợi kêu lên. Tên này quần đen áo đen, phía sau cánh thịt bay muốn nam, chính là Mikhail bá tước. Chỉ bất quá giờ phút này, nguyên bản phong độ yêu nhã Mikhail bá tước, mặt mũi tràn đầy âm trầm, trong mắt tất cả đều là khẩn trương vẻ đề phòng, cứ việc huyết tinh chui một kích thành công, nhưng Thủy Trung cùng Clomen duy trì 4 năm trượng khoảng cách, không dám qua phân tới gần. Hai viên huyết tinh chui mặc dù đều kích mục tiêu, nhưng hiển nhiên, Clomen nhận tổn thương xa còn lâu mới có được bọn hắn dự tính nghiêm trọng như vậy. Người chừng nào thì hỗn tiến đến, Clomen tiếp cận Mikhail hai mắt chi, vẫn nổ ngọn lửa hừng hực phun ra, hận không thể một ngụm đem Mikhail nuốt vào, cắn xé thành mảnh vỡ. Mikhail chậm rãi nói, người huyết tế thời điểm. Clomen huyết tế thời điểm, tiêu phàm bỗng nhiên giết ra, băng phách phi đao cùng viêm linh chi nhận xuất thủ thời điểm, đều đều kinh thiên động địa, Clermen tất cả lực chú ý, đều bị tiêu phàm hấp dẫn, lúc này, Mikhail theo sát tiêu phàm sau lưng chui vào tiến đến, bản thân hắn cũng là huyết tộc người, tại cái này huyết hải chi bên cạnh ẩn nấp hành thích của mình, càng là không tốn sức chút nào, quả nhiên là thần không biết quỷ không hay. Clermen nguyên bản cũng ngờ tới Mikhail sẽ không cứ như vậy ẩn núp không ra, thời khắc mấu chốt khẳng định sẽ có hành động, đối này cũng làm chút chuẩn bị. Chỉ là không nghĩ tới tiêu phàm mạnh mẽ như vậy, Emina căn bản là ngăn cản không nổi, không thể không đem nguyên kế hoạch dùng cho phòng bị Mikhail kia một số người tay đều điều tới, toàn lực đối phó tiêu phàm. Đối với Mikhail cao thủ như vậy mà nói, đi theo tiêu phàm về sau, lẻn vào đến mặc tư bảo chỗ sâu, quả thực liền như là dạo chơi ngoại thành đạp thanh nhẹ nhàng như thường. Trên đường đi gặp phải nhất đại phiền toái, cũng chính là thuận tay đuổi một vị không cẩn thận phát giác được hắn hành tung người tuần tra. Người tuần tra kia vốn đã từ tiêu phàm tay trốn được tính mệnh, may mắn thế nào, đâm đầu vào Mikhail, cũng coi là vận rủi vào đầu, mệnh nên tuyệt. Cái này huyết tinh chui lại là chuyện gì xảy ra? Clemen cố nén ngực cùng bên hông một từng trận đau nhức, cắn răng nghiến lợi hỏi. Huyết tinh chui là Miranda tuyệt kỹ, cũng không phải Mikhail tuyệt kỹ. Miranda lạnh nhạt nói, ta truyền thụ cho hắn. Người dám vi phạm tổ huấn, đem Simeon gia tộc tuyệt kỹ truyền thụ cho Mikhail gia tộc người. Clemen giận dữ, quay đầu hung tợn tiếp cận Miranda, nghiêm nghị quát. Cùng huyết linh khác biệt, huyết linh là tất cả huyết tộc gia tộc cộng đồng truyền thừa, mỗi một tên thuần chính huyết tộc người đều có thể tu luyện huyết linh. Mà huyết tinh chui là Simeon gia tộc bí mật truyền thừa, từ xưa đến nay, không phải Simeon vương tộc thành viên không truyền, liền xem như phổ thông Simeon gia tộc truyền nhân, đều không có tư cách tu luyện huyết tinh chui tuyệt kỹ. Kết quả, Miranda vậy mà đem môn tuyệt kỹ này truyền cho Mikhail. Quả thực lẽ nào lại như vậy? Miranda liền cười, tiếu dung rất lạnh rất lạnh, Clement, người thật không phải thường phi thường vô sỉ. Người ngay cả nữ nhi ruột thịt của mình đều nhẫn tâm giết hại, nhìn tận mắt nàng bị huyết tế. Bây giờ lại nói với ta tổ huấn, người còn muốn mặt không? Sớm tại nhiều năm trước, Miranda phát giác được mặc từ bảo phương diện giã tâm về sau, liền hạ quyết tâm, đánh vỡ gia tộc quy tắc có sẵn, đem huyết tinh chui phương pháp tu luyện truyền thụ cho Mikhail. Sự thật chứng minh, quyết định này trước xem tính thực tế quá cao. Người hiểu cái gì, Clemen gầm hét lên, vốn đã sắc mặt tái nhợt, nháy mắt biến đến đỏ bừng, lộ ra kích động không thôi. Hy sinh Azelena, không phải vì ta một người suy nghĩ, là vì toàn bộ huyết tộc truyền thừa cùng tương lai suy nghĩ. Chỉ kém một bước cuối cùng, liền có thể mở ra không gian thông đạo, đem tiên tổ đại nhân tiếp ứng tới. Các người phá hư đại kế hoạch này, là chúng ta huyết tộc tội nhân thiên cổ. Clemen vung vẩy hai tay, gầm thét liên tục, đả thông không gian thông đạo, một mực yên lặng nhìn chăm chú lên đây hết thảy tiêu phàm, bỗng nhiên dơ lên song mi, trầm giọng hỏi. Hắn còn thật không biết Clemen huyết tế Azelena là vì mở ra ngàn năm trước đã đổ sụp không gian thông đạo. Chẳng trách mình vừa bay lâm cái này huyết hải trên không, càn khôn đỉnh liền là có cảm ứng đối với không gian thông đạo, làm là không gian bảo vật càn khôn đỉnh có cực kỳ nhạy cảm sức cảm ứng. Clement liếc mắt nhìn hắn, lạnh hư một tiếng, căn bản liền không nguyện ý trả lời vấn đề này, mặt mũi tràn đầy khinh thường chi ý. Tiêu phàm lãnh đạm cười một tiếng, không chậm không nhanh nói Clement tiên sinh, mặc kệ ngươi có quỷ kế gì, chúng ta đều tuyệt sẽ không để ngươi được như ý. Hiện tại, người đã bản thân bị trọng thương, chỗ tại vòng vây của chúng ta chi, không có khả năng lại có xoay người cơ hội đầu hàng đi, tiêu phàm nói, nhấc tay vừa nhấc, 10 cái tối đen sáng băng phách phi đao, lập tức tại hư không hiển hiện ra, tại không vây thành một vòng, sắc bén mũi nhọn nhẹ nhàng lay động, đem Clement chăm chú vây quanh tại vòng chi, tùy thời chờ lệnh xuất kích. Đồng thời hào quang màu đỏ sậm lóe lên, thật dài viêm linh chi nhận giữ tại tay, hơi một quán thâu pháp lực, mũi nhọn liền chậm rãi trở nên sáng lên. Miranda cùng Mikhail một trái một phải, vận sức chờ phát động, ba người thành thế chân vạc, một mực kềm ở Clermin Vừa mới viêm linh chi nhận một kích toàn lực, mặc dù chưa từng làm bị thương Clermin lại đem hắn mấy tên giúp đỡ toàn bộ diệt sát. Trong nháy mắt, nguyên bản đại chiếm thượng phong Clermin liền lâm vào tuyệt cảnh chi. Thân hai viên huyết tinh chui, ở vào ba đại cao thủ vây kín chi, đừng bảo là tiếp tục hoàn thành máu của mình thế đại kế, coi như muốn toàn thân trở ra cũng đã khả năng không lớn. Vô luận là tiêu phàm, hay là Miranda hoặc là Mikhail, cũng sẽ không chờ mắt nhìn xem hắn chạy mất. Cái này huyết tộc đại bổ thánh địa, vậy mà có nhiều khả năng chuyển hóa thành Clermen nơi táng thân. Đầu hàng, Clermen khẽ giật mình, giống như là nghe tới cái gì buồn cười nhất sự tình, bỗng nhiên ngửa mặt lên trời cười ha hả, chấn động đến toàn bộ dưới mặt đất động đá vôi, ông ông tác hưởng. Nằm mơ đi thôi. chương 656, Hợp thể quái thú. Tiếng cuồng tiếu, Clermen phía sau áo choàng lóe lên, thuấn di chi thuật triển khai, phù phù một tiếng, một đầu đâm tiến vào phía dưới huyết hải chi. Tiêu phàm Mikhail Miranda không phòng hắn sẽ thi triển chiêu này, không khỏi hai mặt nhìn nhau, sắc mặt đều trở nên có chút khó coi. Chẳng lẽ cái này huyết hải chi còn có thông hướng địa phương khác thông đạo? Chốc lát, Miranda trần chờ nói, nhìn về phía Mikhail. Mikhail tại huyết tộc nhân chi, một mực lấy học rộng tài cao chứ danh, quan trọng trước mắt, Miranda một cách tự nhiên hướng hắn hỏi thăm, Mikhail cười khổ một tiếng, nói Miranda, nơi này ta cũng là lần đầu đến, thật không biết huyết hải chi có thứ gì huyền cơ. Miranda ánh mắt lóe lên một chút thất vọng, lập tức dứt khoát nói, đuổi tiếp, quyết không thể để hắn cứ như vậy chạy mất. Nếu không, về sau chúng ta sẽ có đại phiền toái. Lấy Clement tính cách, chờ hắn chậm tới về sau, tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Một khi chờ hắn khôi phục tu vi, tiêu phàm không có ở đây tình huống dưới, Miranda cùng Mikhail coi như hai người liên thủ, cũng chưa chắc thấy là đối thủ của hắn. Thân là duy đàn bảo gia tộc thủ lĩnh, chảm thảo chứ căn đạo lý, Miranda hay là hiểu được. Tiêu phàm sau nghi có chút nhân lại, luyện hóa ngân dược lôi bằng nội đan một chút tinh hoa về sau, hắn nắm giữ gió độn thuật một chút ra mau, nhưng thủy độn thuật chưa nắm giữ. Cái này thuộc về ngũ hành độn thuật phạm trù. Ngũ hành độn thuật mặc dù tại tốc độ bay bên trên không như gió độn thuật lôi độn thuật dạng này đặc dị độn thuật, lại tự có kỳ thật dùng chỗ. So như bây giờ, Miranda cùng Mikhail rõ ràng đều tu luyện qua thủy độn thuật, đối với xuống đến huyết hải chi, không có làm khó chi ý. Đem tiêu phàm nhíu mày, Mikhail lập tức liền hiểu được, rất khéo hiểu lòng người nói, tiêu tiên sinh, ta cùng Miranda đến nước đi xuống xem một chút, trên mặt biển liền phiền phức tiêu tiên sinh chấn thủ, quyết không thể để Clomen như vậy chạy mất. Tiêu phàm nhẹ gật đầu, nói thủy độn thuật ta biết không nhiều. Vậy liền làm phiền hai vị cũng là thành khẩn, cũng không tại Mikhail cùng Miranda trước mặt ra vẻ cao thâm, giấu giếm nhược điểm của mình. Mikhail hơi một gật đầu, liền hướng Miranda nói đi. Hai người đầu dưới chân trên, như là mũi tên, hướng huyết hải chi kích bắn đi, nhẹ nhàng một tiếng tiếng nước chảy. Hai người lại đồng thời vào nước, tung tóe điểm nhỏ xíu gợn sóng, bỗng nhiên liền không thấy bóng dáng. Tiêu phàm lơ lửng giữa không trung chi, mật thiết nhìn chăm chú lên mặt biển động tính, ánh mắt dư quang, nhịn không được hướng huyết hải bên bờ azelena liếc đi lập tức thoảng qua khẽ giật mình chỉ thấy huyết hải chi bay lên huyết phụ chính từng tia từng sợi hướng azelena lướt tới vô thanh vô tức chui vào đến azelena thể nội cảm giác bên trên azelena trên mặt thật sâu nếp nhăn tựa hồ hơi bình phục một chút đương nhiên loại biến hóa này cực kỳ nhỏ rất có thể chỉ là tiêu phàm đối azelena quan tâm tới rất chỗ sinh ra một loại ảo giác thôi tiêu phàm tâm lại không hiểu buông lỏng âm thầm kinh hỉ Azelena chính là thuần chính nhất huyết tộc huyết mạch, thể nội tiềm lực vô tận, Clement có thể lấy cái này huyết hải làm cơ sở, tu luyện cao thâm pháp môn, trên lý luận, cái này huyết hải chi sinh mệnh tinh hoa, đồng dạng có thể vì Azelena sử dụng. Quả thật như thế, Azelena thương thế liền có rất lớn hy vọng phục hồi như cũ. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là nàng có thể an tâm hấp thu nơi đây huyết linh chi lực. Muốn làm được điểm này, nhất định phải diệt sát Clement, trở thành huyết hải chi chủ mới được. Đang lúc Tiêu Phàm tâm mừng thầm thời điểm, nguyên bản bình tĩnh huyết hải bỗng nhiên lại lên gợn sóng, từng đợt bọt khí phần phật mà bốc lên mặt biển, ủng ục ủng ục thanh âm không dứt bên tai. Rất rõ ràng, đây là đáy biển phát sinh một loại nào đó dị biến. Tiêu Phàm phản ứng đầu tiên chính là Miranda Mikhail hai người đã cùng bỏ chạy đáy nước Lơmen giao thủ. Ngay sau đó, mặt nước liền nhấc lên sóng cả, đầu sóng càng lúc càng lớn. Đánh ra lấy hai bên bờ, phát ra ầm ầm tiếng vang uy thế kinh người. Tiêu phàm nắm chặt tay viêm linh chi nhận, 10 cái băng phách phi đao đi lên lóe lên, biến mất tại hư không chi. Những này băng phách phi đao tự luyện thành thời điểm lên, liền có nhất định ẩn thân công năng, nhưng loại công năng này đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu, lại muốn xem thực lực của đối thủ mà định ra. Tỷ như Emina cùng những cái kia tuần tra sứ người, sẽ rất khó phát hiện ẩn thân về sau băng phách phi đao, tại Clermain trước mặt, phi đao ẩn thân hiệu quả liền muốn giảm bớt đi nhiều. Bất quá tại đối thủ vội vàng không kịp chuẩn bị thời điểm cho đánh lén, hiệu quả còn là rất không tệ. Bỗng nhiên ở giữa, sang rác một tiếng vang thật lớn, nguyên bản bị đông thành băng trụ đầu huyết sắc xúc tu, trên đó bao trùm huyền băng đồng thời vỡ vụn, đầu xúc tu đồng loạt trùng hoạch tự do, còn không có cùng tiêu phàm xuất thủ, đầu xúc tu liền bỗng nhiên trở lại nước. Ngay sau đó, huyết hải bỗng nhiên sôi trào lên, con sóng lớn màu đỏ ngòm ngập trời mà lên, phảng phất có một đầu con thú khổng lồ, tại đáy biển gây sóng gió tiêu phàm thần sắc, càng thêm nghiêm túc lên, thể nội pháp lực, bắt đầu cuồn cuộn không tuyệt hướng viêm linh chi nhận quán thâu đi vào, hẹp dài mũi nhọn phía trên, hỏa diễm hừng hực giấy lên, đem bốn phía chiếu lên sáng rực khắp. Hoác suy một bóng người phá vỡ mặt nước, phi thân mà ra, chính là Miranda. Chỉ bất quá Miranda không phải tự hành nhảy ra mặt nước, mà là bị đối thủ đánh bay, hai mắt nhắm nghiền, đã mất đi chi giác, thân thẳng tắp hướng về bên bờ bay đi. Tiêu phàm biến sắc, tay trái rời đi chuôi đao, nắm vào trong hư không một cái, một con màu ngà sữa to lớn quang thủ ngưng kết mà ra, vào đầu bắt xuống dưới, đem không bay nhanh Miranda một phát bắt được, chậm rãi cất đặt tại vi hình duy đàn bảo trên ban công, chính là trước kia Clement cầm tù Miranda gian phòng. Miranda vẫn như cú hai mắt nhắm nghiền, hôn mê bất tỉnh. Trong lúc này, tiêu phàm cũng đằng không ra thời gian đi cho nàng cứu chữa. Sau một khắc, mặt nước lại là hoác xùi một vang, Mikhail bắn ra, hướng tiêu phàm kêu lên, tiêu tiên sinh, cẩn thận. Thân sắc hoảng loạn, chật vật không chịu nổi, nhẹ nhàng phong độ thân sĩ kia là nửa điểm đều không thừa dưới. Một lời chưa tất, trên mặt biển rũi ra một con to lớn huyết sắc xúc tu, lăng không vung vẩy, trùng điệp đánh vào Mikhail trên thân, Mikhail quát to một tiếng, như bị sét đánh, toàn bộ thân như là mũi tên. Hướng vi hình duy đàn bảo bên kia kích bắn đi, miệng hơi mở, một ngụm máu tươi phun ra. Tiêu phàm giật nảy cả mình, phía sau ngân rực lôi bằng hư ảnh lóe lên, thân nháy mắt về sau lướt tới xa mười mấy trượng, cái này mới ngừng lại được, song tay nắm chặt viêm linh chi nhận, gắt cao tiếp cận huyết hải chính mặt biển. Ung ục ung ục bọt khí không ngừng bay lên, trên mặt biển sóng cả cuồn cuộn, một bộ phong vân biến ảo tư thế. Dần dần, chỉ huyết sắc xúc tu nhô ra mặt nước, không ngừng vung vẩy, khí thế kinh người. Trùng điệp ngã tại duy đàn bảo trên ban công Mikhail giấy ruộng lấy đứng dậy, một mực tiếp cận đầu kia huyết sắc xúc tu, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ sợ hãi, há mồm lại phun ra một ngụm máu tươi, kêu lên tiêu tiên sinh, coi chừng. Là Clement, hắn cùng huyết hải chi linh hợp thể, hắn huyết tế chính mình, huyết tế mình, vừa vừa nghe đến Mikhail câu nói này, tiêu phàm có chút choáng đầu. Đây là ý gì, nhưng là rất nhanh, tiêu phàm liền minh bạch Mikhail câu nói này chân thực hàm nghĩa. Theo sát tại đầu huyết sắc xúc tu về sau, một bóng người quái vật cũng toát ra mặt nước chỉ thấy quái vật này toàn thân huyết hồng, chừng cao 4, 5 trượng, phảng phất một cái máu tươi ngưng kết mà thành cự nhân, cũng chỉ có nhân loại nửa người trên, mà nửa người dưới thì là đầu đồng dạng huyết hồng xúc tu, như cùng một cái bạch tuộc tương tự. Con bạch tuộc này quái thú, miệng mũi giống như, vậy mà là lơ bộ dáng. Mở ra huyết bồn đại khẩu, phát ra đinh tai nhức óc cười quái dị thanh âm. Tiếng cười lại là đắc ý lại là phẫn uất một loại nặng nề vô so áp lực, đập vào mặt bạch tuộc quái thú chừng mắt hai con huyết hồng con mắt, tại duy đàn bảo trên ban công khẽ quét mà qua, lập tức trên mặt lộ ra cực độ thần sắc khinh thường, cười lạnh nói, chỉ là hai cái trúc cơ kỳ tiểu bối, cũng dám ở trước mặt bản tọa làm càn, quả thực là tự tìm đường chết. Bạch tuộc quái thú ánh mắt mảy may cũng chưa từng tại Miranda cùng Mikhail trên thân dừng lại, lập tức liền quét về phía tiêu phàm, lập tức liền định tại tiêu phàm trên mặt. a à, ngươi là tu sĩ Kim Đan. Quái thú ông ông nói, thanh âm mặc dù chưa nói tới cỡ nào vang dội, lại chấn động đến toàn bộ dưới mặt đất động đá vôi rung động âm âm. Tiêu phàm sau nghi có chút sơ lên, đan điền của hắn khí hải chỗ, xác thực ngưng kết ra một viên đậu xanh lớn nhỏ kim sắc viên châu. Cứ việc tiêu phàm cũng hoài nghi đây chính là truyền thuyết kim đan, dù sao không có đạt được xác nhận, cũng không dám 10 điểm khẳng định. Dưới mắt thổ thế giới, trên cơ bản đồng đẳng với một cái tu chân hoang mạc, tiêu phàm không hiểu rõ tình huống thực tế nhiều lắm cái này bạch tuộc quái thú, thế mà liếc mắt liền nhìn ra hắn ngưng kết kim đan, chẳng lẽ là đến từ giới diện khác chân chính tu tiên giả. Hẳn là, nơi đây không gian thông đạo đã bị mở ra, giới diện khác người tu chân đã bị tiếp dẫn tới rồi. Không đúng không đúng, kỳ quái kỳ quái, còn không có cùng tiêu phàm mở miệng, bạch tuộc quái thú lại đại diêu kỳ đầu, tựa hồ đối với tiêu phàm tình hình cảm thấy hết sức kinh ngạc. Đây cũng quá trẻ tuổi đi, rõ ràng vẫn chưa tới 30 tuổi, liền xem như kiệt xuất nhất thiên tài, từ trong bụng mẹ liền bắt đầu luyện công, chỉ là 30 năm thời gian, làm sao có thể ngưng kết kim đan thành công. Rất cổ quái, bạch tuộc quái thú cũng không thèm để ý Tiêu Phàm mặt mũi tràn đầy hắc tuyến, phối hợp ở nơi đó gật gù đắc ý, tự lẩm bẩm. "Uy, tiểu bối, ngươi là môn nào phái nào tu sĩ? Có phải là có kỳ ngộ gì? Nuốt cái gì thiên địa linh quả?" Chốc lát, bạch tuộc quái thú hướng về phía Tiêu Phàm hỏi tiêu phàm lạnh lùng nói ngươi lại là nơi nào đến quái vật quái vật tiểu bối ngươi coi là thật vô tri cực kỳ xem ra ngươi khẳng định không phải cái nào lão quỷ phụ thân chuyển thế không phải tuyệt sẽ không hỏi vấn đề ngu xuẩn như vậy bất kể nói thế nào ngươi cũng coi là cái tu sĩ kim đan cứ việc nhìn qua vừa mới ngưng kết kim đan không lâu bản tỏa cũng cho ngươi một phân chút tình mọn ngươi cũng không nên không biết điều bạch tuộc quái thú ông ông nói càng thêm ông cụ non uy Người tại lề mề cái gì, còn không mau thanh bọn gia hỏa này đều giết. Bỗng nhiên, lại một giọng nói vang lên, từ bạch tuộc quái thú thể nội phát ra, nghe vào, lại là lơ thanh âm, oán độc vô so. Chúng ta nhưng không có quá nhiều thời gian có thể trì hoãn, lập tức đem bọn hắn giết, mở ra không gian thông đạo mới là nhất đại sự quan trọng. chương 657, Huyết Linh Đại Nhân Người tiểu bối này, ồn ào cái gì? Đừng tưởng rằng ngươi đem mình hiến cho ta, liền có thể đối với bản tọa khoa tay múa chân. Trêu đến ta không cao hứng, đồng dạng đem ngươi diệt đi. Bạch tuộc quái thú giận tím mặt, giống giận nói, ngữ khí rất là bạo ngược. Huyết linh đại nhân, ngươi phải hiểu rõ, không có ta nhiều năm như vậy đối ngươi cung phục, không có huyết nhục của ta thân thể, ngươi căn bản cũng không khả năng trong thời gian ngắn như vậy sống lại. Lúc trước ngươi là như thế nào đối ta hứa hẹn, chẳng lẽ ngươi bây giờ đều quên sao? Clement thanh âm, cũng người điểm phẫn nộ, không chút nào yếu thế cần biết hắn vốn chính là như vậy tâm cao khí ngạo ra hỏa vì đối phó tiêu phàm bọn người không tiếc lấy thân huyết tế con bạch tuộc này quái thú như thế quát lớn với hắn quả nhiên là có thể nhịn không thể nhẫn nhục bạch tuộc quái thú huyết hồng quái nhãn lật một cái cười lạnh nói ngươi là tại cùng ta giảng thành tín sao liền loại người như ngươi cũng không cảm thấy ngại cùng người giảng thành tín ngươi cầm miệng cho ta còn dám rông dài ta lập tức liền đem ngươi cuối cùng cái này một tia tinh hồn diệt sát đi, để ngươi mãi mãi cũng không tiếp tục cơ hội đầu thai chuyển thế. Lời vừa nói ra, dưới mặt đất động đá vôi bỗng nhiên trở nên yên tĩnh vô so, Clement coi như lại tâm cao khí ngạo, lại không chịu từ bỏ ý đồ, tại bạch tuộc quái thú dạng này trần trụi uy hiếp phía dưới, cũng đành phải nén giận. Tiêu phàm thờ ơ lạnh nhạt, đối cái này ngoài ý muốn phát sinh tình hình, trong đầu đại khái có cái cơ bản nhất hiểu rõ. Bạch tuộc quái thú cùng Clement tinh hồn ở giữa náo mâu thuẫn, tiêu chân nhân tự nhiên rất được hoan nghênh, tuyệt sẽ không lung tung ngắt lời. Bạch tuộc quái thú ánh mắt, lại chăm chú vào tiêu phàm trên thân, miệng rộng mở ra, đang muốn mở miệng, Clement thanh âm bỗng nhiên lại vang lên, nói, huyết linh đại nhân, ra hỏa này, tốt nhất là có thể sống bắt. Đem hắn cũng huyết tế, liền có 10 phần nắm chắc mở ra thông đạo. Huyết linh đại nhân chỉ cần có thể trở về huyết linh đại lục, khẳng định có cơ hội khôi phục nguyên anh kỳ cường đại tu vi nguyên anh kỳ tiêu phàm hai chồng mắt bỗng nhiên co vào mặc dù hắn đối tu chân giới tình hình hay là biết không nhiều nhưng nguyên anh kỳ rõ ràng là so kim đan kỳ cao hơn cấp bậc chẳng lẽ trước mắt cái này lại giống người lại như bạch tuộc ra hỏa tiền thân vậy mà là cái nguyên anh kỳ lão quái vật như là bạch tuộc quái thú lời nói hắn chỉ là vừa mới ngưng kết kim đan mà thôi đối mặt cao hơn chính mình nguyên một giai nguyên anh kỳ tu sĩ đánh như thế nào đừng bảo là chiến thắng, coi như ngay cả cơ hội chạy trốn đều 10 điểm xa vời. Bất quá, nghe Clement vừa rồi ý tứ, con bạch tuộc này quái thú tu vi hiện tại nhận rất lớn áp chế. Tựa hồ là không có nguyên anh kỳ thực lực, loại tình hình này, tiêu phàm ngược lại là trải qua không ít về. Trước sau bị hắn diệt sát quỷ vương khô lâu, khúc thành phố thế giới ngầm áo trắng quỷ mẫu, đại tuyết sơn chỗ sâu ngàn năm tuyết yêu cùng phụ thể là các đại thượng sư phong yêu linh phong ngây thơ, lại rơi vào trạng thái ngủ say trước đó thực lực đều phi thường cường đại phải chăng đều đều là nguyên anh kỳ lão quái vật không được tốt nói nhưng nó tu vi thật sự khẳng định so tiêu phàm nhìn thấy thời điểm còn mạnh hơn nhiều những yêu vật này quỷ mị cũng coi là không may mới vừa từ ngủ say thức tỉnh không bao lâu liền đụng phải tiêu phàm tên sát tinh này một thân bản sự ngay cả hai ba thành đều không thi triển ra được liền bị tiêu phàm không chút khách khí địa diệt giết chết xem ra trước mắt cái này bạch tuộc quái thú cũng hẳn là không sai biệt lắm tình huống. Vừa nghĩ đến đây, tiêu phàm tâm đại định, hắc hắc, cái này ngươi liền không cần quan tâm, muốn không nên mở ra thông đạo, lúc nào mở ra thông đạo, đều là chuyện của ta, không liên quan gì đến ngươi. Nơi đây huyết hải, ẩn chứa vô số sinh mệnh tinh hoa. Đúng là chúng ta huyết tộc người đại bổ thánh địa, bản tỏa cần gì phải vội vã mở ra thông đạo trở lại huyết linh đại lục đi. Thời gian trôi qua lâu như vậy, năm đó ta tại huyết linh đại lục khai sáng môn phái cùng cơ nghiệp, chỉ sợ sớm đã đã cảnh còn người mất. Dựa vào ta hiện tại chút tu vi ấy, vội vã chạy về huyết linh đại lục làm cái gì? Tới cửa đi tìm chết ha, ta vì cái gì không ở nơi này thanh thản ổn định tu luyện mấy chục năm lại nói. Chờ ta khôi phục nguyên anh kỳ thực lực, đến lúc đó là ở đây quân lâm thiên hạ, xưng vương xưng tổ, hay là mở ra thông đạo trở về huyết linh đại lục. Đều dễ nói cực kỳ, bạch tuộc quái thú cười hắc hắc, huyết hồng con mắt tại huyết hải bốn phía vung mạnh, dương dương đắc y nói, Phảng phất hắn đã là mảnh này huyết hải chủ nhân, căn bản liền không có đem tiêu phàm bọn người để vào mắt. Lúc này, Miranda sớm đã tỉnh dậy, chỉ là đối mặt với cường đại như vậy đến quá mức quái thú, nàng cùng Mikhail đều rất thức thời ngậm miệng lại, tuyệt đối không dám hổ mở miệng lung tung. Vừa rồi tại dưới nước thời điểm, bọn hắn đã từng muốn ngăn cản Clement cùng con bạch tuộc này quái thú hợp thể, xem như cùng quái thú này kết xuống thù hận, dưới mắt hay là điệu thấp cẩn thận mới là tốt. Quái thú này thực lực thực tế quá khủng bố hoàn toàn không phải clermen có thể so tại con bạch tuộc này quái thú trước mặt hai người bọn họ liền mảy may sức chống cự đều không có hiện tại cũng còn có thể sống được đã coi như là vận khí rất tốt nghe bạch tuộc quái thú một phen clermen xem như triệt để hết hy vọng cùng miranda Mikhail đồng dạng bắt đầu trầm mặc lại không nói một lời bây giờ thân thể của hắn đã cùng bạch tuộc quái thú hợp thể thậm chí ngay cả linh hồn đều đã bị cái này ngủ say ngàn năm lão quỷ đồng hóa một đại bộ phận phân, tại cái này huyết linh trước mặt đại nhân, Clermain đã hoàn toàn ở vào phụ thuộc địa vị. Mắt thấy lại không người ồn ào, bạch tuộc quái thú lúc này mới đem ánh mắt lần nữa rơi vào tiêu phàm trên mặt, cười hắc hắc nói tiểu bối, người vẫn không trả lời bản tỏa vấn đề đâu. Người là môn nào phái nào đệ, đối với tiêu phàm người đông phương tướng mạo, con bạch tuộc này quái thú ngược lại là không thèm để ý chút nào, đồng thời cùng tiêu phàm giao lưu nói cũng đúng hán ngữ. chẳng lẽ tại hơn một ngàn năm trước, đúng như thanh dương tổ sư lời nói, đông phương tu sĩ cùng tây phương giáo sĩ đều là không phân khác biệt. huyết linh tiên sinh, ta là môn nào phái nào đệ đối ngươi mà nói rất trọng yếu sao? tiêu phàm hỏi ngược lại, đối bạch tuộc quái thú đặt câu hỏi, tránh không đáp. đương nhiên, tiêu phàm cũng biết, con bạch tuộc này quái thú hơn một ngàn năm trước bản thể hẳn không phải là gọi là huyết linh đại nhân, cũng không biết hắn có phải là rất trùng hợp ngủ say tại cái này huyết hải phụ cận, cuối cùng bị Clơ tỉnh lại, hay là nguyên nhân gì khác lại tới đây. Bất quá liền trước mắt mà nói, những vấn đề này đều không phải rất quan trọng. Tiểu bối, người rất trương cuồng, bạch tuộc quái thú lớn trừng mắt, cả giận nói, nhìn qua, gia hỏa này tính tình rất không bình thản. Nguyên bản nhìn người tuổi còn trẻ, liền ngưng kết ra kim đan, là cái khả tạo chi tài, bản tọa muốn cho ngươi một đầu sinh lộ. Hiện tại xem ra, ngươi gia hỏa này rất không biết điều a. À. Nhìn ngươi dạng này, chẳng lẽ ngươi là liên minh chính đạo những cái kia tên đáng ghét hậu nhân? Lại hoặc là, ngươi dứt khoa chính là vô cực môn. Tiêu Phàm không khỏi ngơ ngẩn, chiếu ý tứ này, vô cực môn tại năm đó thật đúng là không phải bình thường danh tiếng. Thanh Dương tổ sư nói vô cực môn là chính đạo lãnh tụ, xem ra một chút cũng không có khoa trương. Cái này ngủ say ngàn năm lão quỷ triệt để tỉnh lại về sau, vậy mà há miệng ra liền nói đến vô cực môn. Mắt thấy tiêu phàm sững sờ, bạch tuộc quái thú không khỏi cười khăng khạc quái dị, nói thế nào, chẳng lẽ ta đoán đúng, người thật sự là vô cực môn truyền nhân. Không sai, tại hạ tiêu phàm, chính là vô cực môn đời thứ 14 truyền nhân. Các hạ cùng ta vô cực môn tiền bối tổ sư rất quen thuộc A. Đời thứ 14, lúc này, đến phiên bạch tuộc quái thú giật nảy cả mình. Lúc này mới hơn một ngàn năm, các ngươi liền truyền hai mười mấy đời. a à, đúng, cái này giao diện sụp đổ, không thích hợp nữa tu luyện. Các ngươi vô cực môn tổ sư nhóm đều chạy mất, lưu lại chỉ là một chút lệch chi đệ, phàm phu nhục thai, mấy chục năm khoảng chừng liền biến thành một nắm cát vàng, hơn một ngàn năm cũng là đầy đủ truyền bên trên hai mười mấy đời. Ngay sau đó, quái thú này liền lộ ra bừng tỉnh đại ngộ dạng. Tiêu phàm âm thầm hãi nhiên, con bạch tuộc này quái thú cứ việc bộ dáng cổ quái, đầu thật đúng là rất dễ sử dụng, trí thông minh cực cao, đơn thuần bằng suy đoán, cũng đã đến gần vô hạn sự thật. Bọn hắn những này vô cực truyền nhân chỗ cung phụng đời 30 tổ sư thiên minh chân nhân, năm đó không gian thông đạo đổ sụp thời điểm, chính là một cái vừa mới nhập môn không bao lâu tiểu đệ. Nói là lệch chi truyền nhân, lại chính xác cực kỳ. Nếu như tại tu chân giới, hơn một ngàn năm, vô luận như thế nào cũng truyền không được hai mười mấy đời đệ A. À. Có thể truyền 10 đời, liền đã rất đáng gờm thế nhưng là ngươi tên tiểu bối này rõ ràng cũng là phàm phu nhục thai lại là thế nào ngưng kết kim đan đây này cái này thật đúng là có điểm kỳ quái a à. bất quá tiểu bối đã ngươi là vô cực môn đệ thì nên trách chính ngươi số mệnh không tốt bản tọa không ưa nhất chính là các ngươi những này vô cực môn truyền nhân từng cái tự cho là đúng chính nghĩa hóa thân như hống hống bản tọa năm đó chính là thấy một cái diệt một cái thủ hạ tuyệt bất xung tình bạch tuộc quái thú biến sắc dư tợn vừa cười vừa nói. Nói đi, tiểu bối, ngươi muốn chết như thế nào? Bản tỏa thành toàn ngươi, tiêu phàm liền cười, nhìn chằm chằm bạch tuộc quái thú xấu xí vô so gương mặt, cười lạnh nói ta muốn ngươi chết. Ha ha, tốt, rất tốt, chỉ cần ngươi có bản sự kia, để bản tỏa chết cũng không sao. Chính muốn nhìn hơn một ngàn năm sau vô cực truyền nhân, đến cùng có thứ gì bản sự, thế mà thanh cơ cái này tiểu làm cho tự sát. Tiểu bối, trước tiếp ta một chiêu bạch tuộc quái thú cười ha ha một con huyết sắc xúc tu bỗng nhiên cua múa hướng tiêu phàm thẳng quất tới lập tức huyết hải mặt biển lật lên một trận to lớn gợn sóng huyết sắc xúc tu cái này co lại trừ tốc độ mau một chút nhìn qua cũng không có gì đặc biệt tiêu phàm bình tĩnh đứng ở nơi đó không tránh không né viêm linh chi nhận nhẹ nhàng một cắt màu đỏ sậm đao mang hiện lên suy một tiếng vang nhỏ khí thế hùng hổ huyết sắc xúc tu lập tức đứt thành hai đoạn coi như không thôi động nó ẩn chứa hỏa linh lực viêm linh chi nhận sắc bén cũng là khó gặp lợi khí gãy mất một đoạn huyết sắc xúc tu nhẹ nhàng lắc một cái cực nhanh thu về huyết linh tiên sinh muốn đánh liền nghiêm túc điểm đừng chọc người chê cười tiêu phàm tiếp cận bạch tuộc quái thú lạnh lùng nói ha ha người tiểu bối này còn rất ngạo khí đi vậy liền nghiêm túc đánh đi bạch tuộc quái thú không thèm để ý chút nào vừa mới bị viêm linh chi nhận chặt đứt huyết sắc xúc tu chỗ nứt tơ máu chấp động, một đoạn mới xúc tu cực nhanh dài đi ra, trong khoảnh khắc liền khôi phục như lúc ban đầu. Tiêu phàm hai mắt khẽ híp một cái, bạch tuộc quái thú bản thể là huyết hải chi linh, tại cái này huyết hải chi, hắn thật đúng là bất diệt thân thể. Có được loại bản lãnh này, diệt sát hắn độ khó lập tức liền tăng lên gấp bội. chương 658, Thực lực tuyệt đối. Oanh bạch tuộc quái thú lại một lần nữa động, lần này cùng vừa rồi một lần kia xuất thủ, hoàn toàn là hai việc khác nhau, huyết hải bỗng nhiên gầm hét lên, một cỗ khí thức cực kỳ kinh khủng, đập vào mặt. Lấy tiêu phàm mạnh, trong chốc lát cũng có cảm giác hít thở không thông. Bạch tuộc quái thú mới vừa từ đáy nước lộ diện thời điểm, mặc dù khí thức không yếu, cũng chỉ là so Clamen hơi mạnh nửa phân thôi. Tiêu phàm mặc dù ngưng thần đề phòng, nhưng cũng không thế nào hãi hùng khiếp vía. Nhưng là giờ khắc này, tiêu phàm biết mình sai. Vừa rồi loại kia bình thản khí tức, là bạch tuộc quái thú cố ý hành động, chuyên môn dùng để mê hoặc hắn. Bây giờ cái này một toàn lực xuất thủ, lập tức liền đem hắn thực lực chân chính triển lộ ra. Tiêu Phàm cứ việc không có chân chính được chứng kiến nguyên anh kỳ tu sĩ, nhưng trước mắt con bạch tuộc này quái thú, tuyệt đối là hắn từ lúc chào đời tới nay gặp phải mạnh nhất đối thủ. Tiêu Phàm đoán chừng, bạch tuộc quái thú chỉ ít so với mình cao hơn hai cái cấp bậc. Tại thu chân giới, nếu như mỗi cái đại cảnh giới đều dựa theo 3 cấp bậc trôi qua phân lời nói, tiêu phàm cảm thấy mình nhiều nhất xem như kim đan sơ giai bạch tuộc quái thú tối thiểu có trong kim đan kỳ thậm chí là kim đan hậu kỳ tu vi tiểu bối chịu chết đi bạch tuộc quái thú dữ tợn vừa cười vừa nói sáu chi huyết sắc xúc tu xoay quanh vung vẩy như là sáu đầu trường tiên kết thành một cái huyết sắc lưới che đậy đem tiêu phàm bao phủ nó dưới phô thiên cái địa ép đem xuống tới cái này sáu chi huyết sắc xúc tu vậy mà thành hắn thuận tiện nhất vũ khí siêu tiêu phàm cũng động không có sử dụng viêm linh chi nhận liệt diếm chi uy thân hình nhanh như thiểm điện màu đỏ sậm đao mang không ngừng đang huyết sắc lưới che đậy bên trong chớp động suy suy không ngừng trong khoảnh khắc sáu chi huyết sắc xúc tu đều bị viêm linh chi nhận cắt xuống một đoạn tới nhưng mà sau một khắc những ngày bị cắt đi xúc tu cũng không có như dĩ vãng như thế thẳng tắp rơi vào phía dưới trong biển máu mà là đón gió lắc một cái bỗng nhiên vỡ ra lập tức tại tiêu phàm đỉnh đầu hình thành một đại đoàn huyết vũ trọn vẹn bao trùm nửa mẫu lớn nhỏ phạm vi bỗng nhiên xối xuống dưới, mùi tanh sông vào mũi, tiêu phàm kinh hãi, mảy may cũng không dám bị những này huyết vũ nhiễm đến, phía sau ngân rực lôi bằng hư ảnh lóe lên, cả người nháy mắt lướt ngang hơn 10 trượng, thoát ly huyết vũ bao trùm phạm vi. Dù là như thế, trên bờ vai còn là bị một giọt máu mưa dính vào một điểm, lập tức xùy một tiếng. Tựa như bị lưu toan dội đến, đầu vai bốc lên một cỗ khói đen, kỳ tanh chi khí sông vào mũi. Tiêu phàm không nói hai lời, đảo ngược viêm linh chi nhận, bá đem đầu vai cái này một mảnh thịt gọt đi, viêm linh chi nhận mũi nhọn phía trên. Hỏa hồng liệt diễm lóe lên, dâng lên một cỗ mùi khét, tuyết trắng đường trang, đầu vai thành cháy đen nhan sắc. Nhưng viêm linh chi nhận ẩn chí dương chi lực, nhưng cũng đem trong huyết vũ bí mật mang theo kỳ độc vô so tả khí hóa giải rơi. Cái này trong huyết vũ mang theo kỳ độc, cố nhiên tà mị, may mà tiêu phàm chỉ là nhiễm một chút xíu. Mà lại xuất thủ rất kịp thời, lúc này mới có thể may mắn trốn qua một kiếp tiêu phàm thở phào một hơi, sắc mặt tái nhợt mấy phân. Con bạch tuộc này quái thú quả nhiên không hổ là ngủ say ngàn năm lão yêu quái, rất lợi hại, ra tay khẽ vẫy liền đem hắn bước bách phải chật vật không chịu nổi. Cái này tại tiêu phàm mà nói, cơ hồ là trước nay chưa từng có sự tình. a à, là tinh viêm chi lực, người cây đao này, vậy mà ẩn chứa ly hỏa chi tinh. Bạch tuộc quái thú huyết hồng trong mắt một trận chấp động. Trên mặt lộ ra kinh ngạc thần sắc, đồng thời trong mắt cũng hiện lên một vòng tham lam chi ý. Con bạch tuộc này quái thú năm đó bởi vì một ít đặc biệt nguyên nhân khác, không có có thể kịp thời thông qua không gian thông đạo trở về huyết linh đại lục, chỉ có thể tại tu chân hoàn cảnh triệt để sụp đổ trung thổ thế giới phong ấn, dưới mắt vừa mới tỉnh dậy, thực lực xa xa chưa từng hoàn toàn khôi phục, cái này ánh mắt nhưng như cũ sắc bén vô so. Huyết linh đại nhân, hắn chuôi này đau rất lợi hại, ẩn chứa cực kỳ tinh thuần tinh viêm chi lực. Trầm mặc thật lâu, Clement, bỗng nhiên lại phát ra tiếng âm. Hắc hắc, tiểu bối, tinh viêm chi lực, xa hoàn toàn không phải ngươi một cái kim đan sơ kỳ tu sĩ có thể thúc đẩy. Ngươi mỗi thúc đẩy một lần, cái này tinh viêm chi hỏa ngang ngược chi khí, liền xâm nhập ngươi ngũ tạng lục phủ một phân. Đến lúc đó xoắn suýt tại ngươi phủ tạng bên trong, lại cũng khó có thể loại trừ, ngươi liền đợi đến bị liệt diễm hóa thành cho tàn đi. Nhìn qua hơn 10 trượng bên ngoài tiêu phàm, bạch tuộc quái thú cười lạnh nói. Tiêu phạm âm thầm kinh hãi, lão quái này vật quả nhiên kiến thức rộng rãi, vậy mà liếc mắt liền nhìn ra viêm linh chi nhận dấu giếm nguy cơ. May mắn hắn đã từng ăn ngàn năm tuyết liên hoa phối trí linh dược, đem kia ngang ngược chi khí xua tan một bộ phân. Bất quá đây cũng chỉ là trị phần ngọn chi pháp, không thể trị gốc. Muốn triệt để ngăn cách ngang ngược chi khí đối với hắn ăn mòn, trừ phi cảnh giới của hắn có thể có một cái lớn tăng lên, lấy bản thân tu vi cường đại cùng hùng hồn pháp lực, đem ngang ngược chi khí ngăn cách bên ngoài bất quá cái này thật cần cần rất nhiều thời gian, cảnh giới tăng lên, tuyệt không dễ dàng như vậy, tiểu bối, nếu không như vậy đi, chúng ta làm cái giao dịch như gì. Tiêu phàm hừ lạnh một tiếng, bạch tuộc quái thú cũng không để ý tới tiêu phàm thái độ, trên mặt lộ ra hòa hoãn tiếu dung, kia cố khinh người khí tức, cũng nháy mắt thu liếm không gặp, nhiều hứng thú đánh giá tiêu phàm cùng trong tay hắn viêm linh chi nhận, vừa cười vừa nói ta dạy cho ngươi loại trừ ngang ngược chi khí phương pháp, người đem đao này lưu lại, ta thả ngươi rời đi nơi này, thế nào? Nói, trong mắt lại hiện lên một vòng vẻ tham lam. Thân là thời kỳ thượng cổ nguyên anh tu sĩ, bạch tuộc quái thú tự nhiên so ở đây bất cứ người nào, đều càng hiểu ẩn chứa tinh viêm chi lực bảo vật chân quý. Một chút tu luyện hỏa thuộc tính thần thông tu sĩ, cuối cùng cả đời đều muốn tìm được một kiện ẩn chứa tinh viêm chi lực bảo vật. Tiêu phàm chuôi này hỏa diễm đao, xem xét cũng không phải là phàm phẩm, ẩn chứa tinh viêm chi lực, cực kỳ cường đại nếu như bạch tuộc quái thú biết cái này viêm linh chi nhận là năm đó cách hỏa tinh linh sử dụng bản mệnh binh khí trực tiếp tại phương nam ly hỏa bên trong tạo ra toàn thân đều ẩn chứa tràn đầy tinh viêm chi lực chỉ sợ lập tức sẽ điên cuồng tiêu phàm cười lạnh như trước vẫn là không rên một tiếng nghe vào con bạch tuộc này quái thú là nhìn chúng hắn viêm linh chi nhận tiêu phàm lại từ trong mắt của hắn đọc được một chút vẻ sợ hãi tiêu phàm mặc dù không biết năm đó bị vô cực thiên tôn diệt sát viêm linh đến cùng là loại nào đẳng cấp yêu linh, nhưng kim đan kỳ tu sĩ, vẻn vẹn chỉ có thể nắm giữ viêm linh chi nhận một điểm ra mau mà thôi, nghĩ đến viêm linh cấp bậc nhất định không thấp, chỉ ít không dưới nguyên anh kỳ. Nếu không, bạch tuộc quái thú liền sẽ không toát ra vẻ sợ hãi. Tiểu bối, người không muốn rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Bản tọa đây là thương hại người tu luyện tới hôm nay cảnh giới không dễ dàng, lúc này mới lên một điểm lòng chắc ẩn. Không phải, ta trực tiếp đem người diệt sát đi, cái này hỏa diễm đao còn không giống là ta sao? Thấy tiêu phàm không có chút nào muốn trao đổi chi ý, bạch tuộc quái thú lập tức liền nóng nảy, phẫn nộ quát. Tiêu phàm nhàn nhạt, nhạt nhìn qua hắn, hai tay đem viêm linh chi nhận chậm rãi hướng ngay phía trước, màu đỏ sậm lưỡi đao, dần dần sáng lên. Tốt, tốt, tiểu bối, ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, bản tọa thành toàn ngươi. Bạch tuộc quái thú không những không giận mà còn cười. Hơn một ngàn năm trước, từ khi hắn tiến giai nguyên anh về sau, nơi nào có tu sĩ kim đan có can đảm ở trước mặt hắn lớn lối như thế. Ở trước mặt hắn, những này tu sĩ kim đan ai không phải không dám thở mạnh một cái. Mặc dù tại cái này sụp đổ thế giới, trước mắt tiểu tử này khả năng căn bản cũng không biết cái gì gọi là nguyên anh tu sĩ, nhưng bạch tuộc quái thú cũng quyết không thể chịu đựng quyền uy của mình nhận chỉ là một cái kim đan sơ kỳ tu sĩ ở trước mặt khiêu chiến. Oanh toàn bộ huyết hải nhấc lên ngập trời gợn sóng, cao tới hơn 10 trượng huyết sắc sóng cả, hướng về cách đó không xa tiêu phàm lăn lăn đi, bạch tuộc quái thú cô sáu đầu huyết sắc xúc tu, lần nữa hình thành một tấm võng lớn, hướng về tiêu phàm bao phủ xuống đi. Dưới chân là ngập trời sóng máu, đỉnh đầu là huyết sắc lưới lớn, toàn phương vị lập thể hình thế công, bạch tuộc quái thú biết tiêu phàm hiểu được huấn di chi thuật, không có để lại cho hắn nửa điểm né tránh chỗ trống. Đúng lúc này, hư giữa không trung hơn 10 đạo đen bên trong trong suốt quang mang lóe lên, 10 cái băng phách phi đao như quỷ mị tại bạch tuộc quái thú trước mặt nổi lên, đầu đao run lên, đồng thời hướng về bạch tuộc quái thú thân thể to lớn kích bắn đi. Lập tức một cỗ có thể đem người huyết dịch đều triệt để đông cứng kỳ hàn phun ra ngoài. Mười cái băng phách phi đao đầu đao hàn mang lóe lên, đồng loạt ngưng kết ra huyền băng tấm thuẫn đến. Trong khoảnh khắc, những này huyền băng tấm thuẫn liền nhanh chóng mở rộng, nối thành một mảnh, trở thành một đạo thật dày huyền băng bình chướng, hướng về bạch tuộc quái thú chen đè tới. Điêu trùng tiểu kỹ, đối mặt với cực độ nghiêm hàn huyền băng bình chướng, Bạch tuộc quái thú lại là không thèm để ý chút nào, khóe miệng hiện lên một nụ cười khinh bỉ, từ phía trước rút về một đầu xúc tu, bỗng nhiên quét ngang qua. Giang giác, thanh thúy vỡ tan chi tiếng vang lên, dày đến hơn một xích huyền băng bình chướng, bị xúc tu nhẹ nhàng một kích, lập tức liền biến thành mảnh vỡ, tứ tán bay dương. Mười cái băng phách phi đao, càng là chịu đựng không được cái này cố cự lực, nhao nhao phản bắn ra ngoài. Tiêu phàm song nghi bỗng nhiên dơ lên từ khi luyện thành cái này băng phách phi đao về sau, còn chưa hề bị người dễ dàng như thế đánh tan qua. Xem ra song phương thực lực tuyệt đối, thực tế cách biệt quá xa. Pháp bảo ẩn chứa đặc biệt uy lực, căn bản không đủ để đền bù thực lực ở giữa tranh lệch thật lớn. Cơ hồ là lập tức, tiêu phàm liền nghĩ đến càn khôn đỉnh bên trong thủy tổ tàng bảo các. Trước sau đối mặt qua hai lần không cách nào chiến thắng đối thủ, đều là tại thủy tổ tàng bảo các bên trong tìm được không tưởng được bảo vật, cuối cùng mới lấy chuyển bại thành thắng bất quá lập tức, tiêu phàm liền từ bỏ ý nghĩ này. Rất rõ ràng, bạch tuộc quái thú tuyệt sẽ không để hắn có thời gian có cơ hội nguyên thần xuất khiếu, tiến vào tu di không gian đi lấy bảo vật. Chỉ cần hắn một nguyên thần xuất khiếu, lưu lại cô kia túi ra, lập tức liền sẽ bị bạch tuộc quái thú cầm đi huyết tế. Lại nói, tiêu phàm cũng không cho rằng, mỗi lần vừa gặp phải nguy hiểm, liền có thể chạy đến tàng bảo các đi tìm tới tốt bảo vật ra, một chiêu đem địch nhân diệt sát đại thiên tôn năm đó lưu lại cái này tàng bảo cát, cũng không phải vì để cho bọn hắn những này hậu đại môn nhân lười biếng dùng mánh lới. Tiểu bối, trên người ngươi đồ tốt còn thật không ít. Nếu là ta không có nhìn lầm, người những này phi đao, là dùng yêu thú vật liệu luyện chế, trong đó còn ẩn chứa băng tủy khí tức. Chẳng lẽ người vậy mà diệt sát qua một đầu tuyết yêu? Bạch tuộc quái thú mặc dù một kích liền phá mất băng phách phi đao thần thông, miệng bên trong lại nhịn không được chật chật tán thưởng. Không phải nói, đây là một cái sụp đổ tu chân thế giới A, tài nguyên tu luyện sớm đã khô kiệt, làm sao vừa mới khôi phục một chút, liền bỗng nhiên xuất hiện cái này rất nhiều kỳ chân dị bảo, mà lại đều giấu ở tiêu phàm trên người một người. Cái này vô cực môn tiểu bối thật đúng là có điểm quái thật đấy. chương 659, Yêu Linh Biến Thân Ta xác thực diệt sát qua một đầu tuyệt yêu, dùng móng của nó luyện thành những này phi đao. Tiêu phàm lạnh nhạt đáp, chật chật, đáng tiếc, trà đạp đồ tốt, từ cái này móng vuốt khí tức để phán đoán, kiệt tuyết yêu trí ít cũng là tương đương với kim đan hậu kỳ cấp 9 yêu thú. Dùng nó lợi trảo luyện chế phi đao, còn trộn lẫn băng tủy một loại vật liệu đi vào, không nên chỉ có như thế một điểm uy năng. Xem ra đều là người không hiểu chân chính thuật luyện khí, lung tung mân mê, trà đạp những này thượng giai vật liệu. Bạch tuộc quái thú vừa nói vừa chật chật lắc đầu, tựa hồ đối với tiêu phàm như thế lãng phí rất là bất mãn. Tiêu phàm sắc mặt càng thêm không dễ nhìn. Con bạch tuộc này quái thú không hổ là ngàn năm trước đại năng giả, thậm chí ngay cả hắn tại tuyết yêu lợi trảo bên trong trộn lẫn vào băng tủy đều biết phải nhất thanh nhị sở. Xem ra những ngày năm đó đại năng giả lão yêu quái, còn thật không có một cái là đèn đã cạn dầu. Đừng nhìn bạch tuộc quái thú miệng bên trong luôn mồm cùng tiêu phàm nói chuyện, thủ hạ lại không dung tình chút nào. Ngập trời sóng lớn cùng năm đầu thật dài xúc tu tạo thành thiên la địa võng, tiếp tục hướng tiêu phàm tới gần. Sóng lớn cùng xúc tu động tác chưa nói tới quá nhanh nhưng tạo thành vòng vây lại là kín không kẽ hở vì chính là phòng ngừa tiêu phàm lại một lần nữa dùng thuấn di chi thuật tránh né tại cái này huyết hải chi địa bạch tuộc quái thú đương nhiên phải mạo xương phân lợi dụng mình sân nhà ưu thế dựa vào liên tục không ngừng pháp lực bổ sung lại thêm cao hơn tiêu phàm ít nhất hai giai tu vi thật sự coi như không thể đánh nhanh thắng nhanh mệt mỏi cũng mệt mỏi chết hắn bạch tuộc quái thú nhìn ra được tiêu phàm trong tay đồ tốt cố nhiên không ít chân chính có thể đối với hắn tạo thành nhất định uy hiếp chỉ có ẩn chứa tinh viêm chi lực hỏa diễm đao hết lần này tới lần khác chuôi này đao lấy tiêu phàm tu vi lại rất khó lặp đi lặp lại nhiều lần động dùng dùng loại phương thức này bức bách tiêu phàm cùng hắn cứng đối cứng là ổn thỏa nhất đấu pháp đoán chừng tiêu phàm bị buộc lại sử dụng một lần viêm linh chi nhận về sau pháp lực liền sẽ tiến một bước khô kiệt kế tục không còn chút sức lực nào con sóng lớn màu đỏ mòm cùng thật dài xúc tu tạo thành lưới rốt cục bắt đầu vây kín, đem tiêu phàm một mực khóa chặt ở trung ương. Tiêu phàm trong mắt lóe lên một vòng bất đắc dĩ, trong tay viêm linh chi nhận vung lên, lập tức quang hoa đại thịnh, liệt diễm bốc hơi. Suy hai đầu xúc tu lên tiếng trả lời mà đứt, tại nóng bỏng liệt diễm bên trong, lập tức bị bốc hơi phải bóng dáng hoàn toàn không có, bóng trắng lóe lên, tiêu phàm từ thiên la địa võng vây kín bên trong thuấn gì mà ra. Đến hơn 10 trượng bên ngoài, hừ, thử lại lần nữa chiêu này, đối tiêu phàm từ thiên la địa võng bên trong chạy ra, tựa hồ sớm liền nằm trong dự liệu, bạch tuộc quái thú cười lạnh một tiếng, hai đầu bị chém nứt một đoạn huyết sắc xúc tu, bỗng nhiên hất lên. Mấy chục đạo huyết tiến, nhanh như thiểm điện hướng tiêu phàm kích bắn đi. Những này huyết tiến, mặt ngoài nhìn không có chút nào những kỹ xảo khác có thể nói, chính là cực nhanh vô so, thoáng qua ở giữa, liền đến tiêu phàm trước mắt. Tiêu phàm giật nảy cả mình, phía sau lôi bằng hư ảnh lóe lên lại một lần nữa thi triển di hình hoán ảnh chi thuật, né tránh những này nhanh đến không cùng luân so huyết tiến. Ai ngờ thân hình của hắn vừa mới tại ngoài 4 năm trường hiển hiện ra, bén nhọn tiếng xé gió vang lên lần nữa, nhóm thứ hai mấy chục đạo huyết tiến lại đã kích xạ mà tới. Tiêu phàm không có phòng ngừa tính pháp bảo, muốn lấy phù lục chống cự, những này huyết tiến tốc độ quá nhanh, hắn căn bản liền không kịp thả ra phù lục tới. Đương nhiên, kích phát viêm linh chi nhận từ có thể đem những này huyết tiến nhẹ nhõm bốc hơi rơi, chỉ là vừa mới một kích, cứ việc không có hoàn toàn kích phát viêm linh chi nhận uy lực, trong cơ thể hắn pháp lực hay là tiêu hao đến kịch liệt, trong thời gian ngắn nhiều nhất còn có thể miễn cưỡng vận dụng một lần viêm linh chi nhận. Mà ở bị động như vậy dưới tình hình, coi như hắn lần nữa vận dụng viêm linh chi nhận, cũng không có khả năng đối bạch tuộc quái thú tạo thành trí mạng tổn thương. Thậm chí căn bản liền với không tới người ta, mà cứ như vậy, thế tất đem hoàn toàn hao hết trong cơ thể hắn pháp lực, tiếp xuống liền thật chỉ có thể khoanh tay chịu chết phía sau lôi bằng hư ảnh lại là lóe lên, tiêu phàm lần nữa thi triển phong độn thuật. Di hình hoán ảnh, né tránh huyết tiến công kích, tiểu bối, nhìn ngươi còn có thể thi triển mấy lần thuấn di. Đây hết thảy tựa hồ đã sớm tại bạch tuộc quái thú trong dự liệu, cười hắc hắc, mấy chục đạo so sánh lúc trước càng thêm tấn mãnh huyết tiến, lại hướng vừa mới hiện hình mà ra tiêu phàm kích bắn xuyên qua, tựa như như giỏi trong xương, lại không cho hắn mảy may cơ hội thở dốc. Đối với bạch tuộc quái thú đến nói, thi triển dạng này nhanh như thiểm điện huyết tiễn thuật, cố nhiên cũng hao tổn rất lớn pháp lực, không so tiêu phàm thi triển di hình hoán ảnh phong độn thuật càng thêm nhẹ nhõm, thắng ở bản thân hắn pháp lực liền so tiêu phàm hùng hậu, còn có liên tục không ngừng bổ sung, hoàn toàn không sợ đánh tiêu hao chiến. Mà tiêu phàm liền phiền phức, chỉ cần có chút sơ sẩy, lập tức liền sẽ gặp độc thủ. Đây là một trận hoàn toàn không đối xứng chém giết, tiêu phàm đã triệt để ở vào hạ phong, đừng bảo là không có chút nào thủ thắng hy vọng, Tại dạng này đánh xuống, một khi pháp lực hao hết, chỉ sợ ngay cả cơ hội chạy trốn cũng sẽ không có. Ở xa trên ban công, Mikhail cùng Miranda liếc nhau, đều đều sắc mặt tái nhợt, không nhìn thấy nửa điểm huyết sắc. Cũng liền Tiêu Phàm còn có thể kiên trì đến bây giờ, thay đổi hai người bọn họ, sớm đã bị Bạch Tuộc quái thú diệt sát vô số lần, như thế sắc bén nhanh chóng huyết tiến công kích, bọn hắn ngay cả một lần đều không tránh thoát, chỉ có thể nhắm mắt đợi chết. Tiêu Phàm, chạy mau đi núi xanh còn đó lo gì thiếu củi đun. Bỗng nhiên, Miranda hét dầm lên, cứ việc nàng rất rõ ràng, tiêu phàm một khi chạy mất, mẹ con các nàng cùng Mikhail, lập tức liền thành thịt cá, chỉ có thể mặc người chém giết. Thế nhưng là cùng nó để tiêu phàm bồi tiếp các nàng ở đây mất mạng, còn không bằng chạy mất một cái tính một cái. Chỉ ít, tương lai tiêu phàm còn có cho các nàng báo thù hy vọng. Nếu thật là ở đây toàn quân bị diệt, vậy coi như nửa phân hy vọng đều không có. Chạy! lúc này còn muốn chạy, nằm mơ đi, không đợi tiêu phàm đáp ứng, bạch tuộc quái thú ngửa mặt lên trời cười ha hả, sáu đầu to lớn xúc tu, bỗng nhiên đánh ra trên mặt biển, vô số huyết sắc bọt nước vẩy ra mà lên, ở giữa không trung hóa thành lít nha lít nhít huyết tiến, bốn phương tám hướng hướng tiêu phàm kích xạ mà đến, tốc độ vậy mà cùng lúc trước máu mũi tên kinh người. Nhìn chằm chằm kia phô thiên cái địa phóng tới huyết tiến, tiêu phàm trong mắt hung lệ chi sắc bỗng nhiên hiện lên, tay phải một dương, viêm linh chi nhận liệt diễm hừng hực, múa thành một đoàn đao vóng, đem mình bao ở trong đó, mưa gió không lọt. Vô số huyết tiến chưa bắn tới cái này liệt diễm tạo thành đao võng phía trên, liền ở giữa không trung bốc hơi không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Đao trong lưới, tiêu phàm tay trái vừa nhấc trong tay thêm ra một cái màu trắng bình ngọc, lóng lánh cực kỳ ánh sáng dịu dịu, chính là cùng ngân dược lôi bằng đặt chung một chỗ kia bình ngọc, bên trong thịnh phóng lấy vô cực thiên tôn năm đó dùng bí pháp thu tập được lôi bằng tinh huyết. Tiêu phàm mở ra bình ngọc, không chút do so dự đưa đến bên miệng, một giò tiên diễm ướt át linh huyết, từ trong bình ngọc chảy xuống, giò tiến vào tiêu phàm trong miệng. Lập tức một cỗ tinh thuần đến cực điểm yêu linh chi lực, bỗng nhiên che kín tiêu phàm toàn thân, tuyết trắng gương mặt. Nháy mắt trở nên ân hồng tự huyết, sau lưng bỗng nhiên dâng lên một cái cực kỳ trói mắt lôi bằng hư ảnh, uyển như thực thể. Cái này lôi bằng hư ảnh lóe lên liền biến mất, viêm linh chi nhận tạo thành đao vóng, cũng biến mất theo, vô số huyết tiễn nhao nhao phóng tới, lại tất cả đều rơi vào khoảng không. Thoáng qua ở giữa, bóng người lóe lên, tiêu phàm quỷ dị vô cùng xuyên qua mấy chục trượng khoảng cách, bỗng nhiên xuất hiện tại bạch tuộc quái thú trên không, hai tay giơ cao viêm linh chi nhận, thật dài mũi nhọn bên trên, hỏa diễm hừng hực. Bùa chú màu bạc lóa mắt sinh huy, viêm linh chi nhận uy lực, nháy mắt bị tiêu phàm vận dụng đến cực hạn. Viêm linh chảm tiêu phàm quát to một tiếng, hẹp dài viêm linh chi nhận, nhằm thẳng vào đầu chém. Xa xa, Mikhail cùng Miranda lập tức trợn tròn trong mắt, vừa mừng vừa sợ, thực tế không nghĩ tới. Tại dạng này quan trọng trước mắt, tiêu phàm bỗng nhiên lớn phấn thần uy. Không biết phục dụng gì trồng linh dược, sắp khô kiệt chân nguyên, bỗng nhiên bên trong lại khôi phục lại trạng thái sung mãn nhất. Cái này ảo thuật, coi là thật trở nên có chút ly kỳ. Đến hay lắm, bạch tuộc quái thú cảm thụ được đỉnh đầu nóng bỏng liệt diễm, không kinh hoàng chút nào, hô một tiếng, sáu đầu huyết sắc xúc tu bỗng nhiên hóa thành sáu chuôi huyết quang oánh nhiên sắc bén vô so huyết kiếm đồng loạt hướng lên nghinh kích đi lên suy đao kiếm tương giao vẫn chưa phát ra kim loại tấn công âm vang thanh âm ngược lại như là nóng bỏng bàn ủi cắm vào băng lãnh mỡ bỏ bên trong phát ra trận trận mùi khét lẹt trong lúc nhất thời bạch tuộc quái thú trên không hỏa diễm hừng hực huyết phụ lăn lộn lập tức đem thân ảnh của hai người đều bao phủ hơn phân nửa dĩ vãng không gì không phá không có gì không khắc viêm linh chi nhận, vậy mà ngạnh sinh sinh bị sáu chuôi huyết kiếm ngăn trở. Mặc dù trong khoảnh khắc, sáu chuôi huyết kiếm liền bầy biện ra chống đỡ hết nổi trạng thái, liên tục không ngừng bổ sung đi vào linh khí, lại luôn khiến cái này huyết kiếm tại tối hậu quan đầu đứng vững viêm linh chi nhận tinh viêm chi lực, một mực đem viêm linh chi nhận vây ở máu trong lưới. Tiểu bối, chịu chết đi. Trong huyết phụ, truyền đến bạch tuộc quái thú cực kỳ đắc ý cười to thanh âm. Phụt một thanh hàn quang bắn ra bốn phía lợi kiếm bỗng nhiên xuất hiện tại bạch tuộc quái thú trong tay trước đó hắn vẫn luôn là lấy sáu đầu xúc tu đối địch kia hai đầu nhân loại cánh tay ngược lại thành bài trí hoàn toàn chưa từng dùng qua một lần lần này chuôi này lợi kiếm vừa một nổi lên liền chăm chú nắm ở trong tay bỗng nhiên vung ngược tay lên tốc độ nhanh chóng không cùng luân so thậm chí càng tại vừa rồi những cái kia máu trên tên tiêu phàm giờ phút này đang toàn lực thôi động viêm linh chi nhận căn bản liền không nghĩ tới lúc này con bạch tuộc này quái thú còn có dư lực thi triển cái khác sát chiêu, đừng bảo là hắn đã không có chỗ trống đến thi triển di hình hoán ảnh phong độn thuật, coi như còn có dạng này dư lực, cũng hoàn toàn không kịp. Suy, một tiếng vang nhỏ, thân giữa không trung tiêu phàm, không có chút nào kháng cự chi lực, bị phản vẩy mà lên lợi kiếm trẻ thành hai mảnh. Không Miranda lập tức dọa đến hồn phi thiên bên ngoài, điên cuồng mà kêu to lên. Mikhail nguyên bản thư thái tiếu dung, cũng bỗng nhiên cứng ở trên mặt, tựa hồ tuyệt đối không tin dạng này nghịch chuyển, liền phát sinh ở trước mắt mình cách đó không xa. Rõ ràng tiêu phàm đã chuyển bại thành thắng, ai biết tại cái này thời khắc quan trọng nhất, lại thất bại trong gang tắc, bị bạch tuộc quái thú một kiếm chém giết. Mất đi pháp lực gia trì, viêm linh chi nhận quang mang lập tức ảm đạm, biến thành màu đỏ sậm, hào không bóng sáng, kiếm mấy chui vây khốn nó huyết kiếm cũng lập tức hồi phục thành huyết sắc xúc tu, quấn quanh lấy ly hỏa thần binh, bỗng nhiên thu về. Bạch tuộc quái thú một tay lấy Viêm Linh chi nhận nắm ở trong tay, trên mặt hiện lên vẻ mừng như điên. Trong lúc này, hắn lại quên một sự kiện tiêu phàm bị đánh vì hai mảnh, thì trong cơ thể cũng không có máu tươi bắn tung tóe mà ra. Cái này rất không hợp với lẽ thường, liền ở thời điểm này, trước mắt kim quang lóe lên, một tên người mặc tăng bào, chỉ có hơn một xích chiều cao tăng nhân, kim chói xuất hiện ở trước mặt của hắn, lập tức từ đó một phân thành hai, hóa thành hư không. Hóa kiếp đại pháp bạch tuộc quái thú không khỏi mắt chừng miệng kết, lại cũng không nghĩ ra, tại cái này sụp đổ tu chân dưới mặt, thế mà còn có thể nhìn thấy thần kỳ như vậy không thể tưởng tượng nổi thay cướp chi thuật, từ một tên chỉ là kim đan sơ kỳ tu sĩ, ở trước mặt hắn phát huy ra. Tiêu phàm đâu, tiêu phàm chân thân đi nơi nào, bạch tuộc quái thú bỗng nhiên lấy lại tinh thần, một đôi huyết hồng con mắt trợn thật lớn, hướng bốn phía liếc nhìn mà đi. Một tiếng xé rách trường không cao vút kêu to, bỗng nhiên tại bạch tuộc quái thú đỉnh đầu vang lên, bạch tuộc quái thú gấp vội ngẩng đầu nhìn lên trên, chỉ thấy đỉnh đầu bầu trời đã sớm bị một mảnh bóng đen to lớn bao phủ, một con chiều cao mấy trượng, hai cánh ngân quang lóng lánh cự điều, từ trên trời giáng xuống, một đôi lợi chảo ở giữa, ngân sắc lôi điện không ngừng lượn lờ, lóa mắt đến cực điểm. Đây là ngân rực lôi bằng bạch tuộc quái thú bật thốt lên kinh hô, thanh âm bởi vì hoảng sợ mà đổi giọng. Đây không có khả năng, loại này trong truyền thuyết yêu linh, làm sao lại xuất hiện ở đây? Cái này nhưng là chân chính trời sinh thánh linh, chỉ tồn tại ở lên một cái giao diện, dạng này hạ vị giao diện cũng không thể tồn tại. Mà bây giờ, lại thật sự rõ ràng xuất hiện tại trước mắt của hắn, sao không làm hắn giận xem líu lưỡi, hoàn toàn chấn kinh đến trong đầu trống rỗng. Còn không có cùng bạch tuộc quái thú nghĩ được rõ ràng, cự điều lôi điện lượn lờ lợi chảo, đã vào đầu vồ xuống, bạch tuộc quái thú chấn kinh chi dư, căn bản đến không kịp trốn tránh, bị cái này sắc bén vô so móng vuốt thép bắt tại trận. Phích lịch một tiếng, một cỗ thô to vô so ngân sắc lôi điện, mãnh kích mà xuống, trong khoảnh khắc, đem bạch tuộc quái thú toàn thân đều bao khỏa trong đó. Không có bất kỳ cái gì dễ dụa, không có bất kỳ cái gì phản kháng. Trời sinh thánh linh lôi điện chi lực, tuyệt không phải hiện nay chỉ có chỉ là kim đan hậu kỳ tu vi bạch tuộc quái thú có thể ngăn cản được. Tại thô to hồ quang điện bên trong, bạch tuộc quái thú đầu vô thanh vô tức vỡ ra. Ngay sau đó, chính là thân thể sau đó là tứ chi cuối cùng thì là kia sáu đầu huyết sắc xúc tu bạch tuộc quái thú toàn thân trên dưới đều hóa thành một cỗ huyết vụ tứ tán bạo liệt huyết vụ lập tức lại hóa thành khói xanh tiêu tán thành vô hình trong nháy mắt cực đại vô so huyết linh đại nhân tính cả cùng hắn hợp làm một thể clermen đều biến thành hư ảo chỉ còn lại có một viên lớn bằng ngón cái tiểu nhân huyết hồng sắc đan hoàn tại ngân sắc hồ quang điện bên trong nâng lên hạ xuống khổng lồ như biển sinh mệnh tinh khí không ngừng từ viên thuốc đỏ ngầu bên trong bắn ra mà ra. Loại này đan hoàn, tiêu phàm trước đây không lâu mới thấy qua một viên, chính là Emina bị diệt sát về sau còn lại huyết đan. Chỉ bất quá, Emina huyết đan chỉ có đậu xanh lớn nhỏ, kém xa tít tắp trước mắt viên này có lớn bằng ngón cái tiểu. Lại là một tiếng cao vút kêu to, ngân rực lôi bằng cũng trong hư không vỡ vụn thành từng mảnh, như là một cái pho tượng, bỗng nhiên bị đánh cho vỡ nát. Tiêu phàm thân ảnh hiển hiện ra, bất quá thời khắc này tiêu phàm, sắc mặt trắng bệch, toàn thân trên dưới mồ hôi đầm đìa, phản phất muốn hư thoát. Trong lúc nguy cấp, hắn liều lĩnh nuốt vào ngân dược lôi bằng chân huyết, lại một lần nữa cưỡng ép kích phát lôi bằng hóa thân, quả nhiên nhất cử kiến công, đem trọn vẹn cao hơn hắn hai giai huyết hải chi linh diệt sát. Nhưng hậu quả của việc làm như vậy, chính là nghiêm trọng tiêu hao thể nội chân nguyên pháp lực. Trong lúc này, Tiêu Phàm chẳng những vùng đan điền rỗng tuếch, liền xem như kỳ kinh bát mạch bên trong bất luận cái gì một chỗ, đều không có nửa phân chân nguyên pháp lực lưu lại. Hắn đã triệt để biến thành một bộ xác không tử. Tiêu Phàm không cần suy nghĩ, nắm lấy huyết đan, há mồm nuốt xuống, lập tức liền mắt tối sầm lại, đã hôn mê, từ giữa không trung rơi thẳng xuống, phù phù một tiếng, ngã tiến vào trong biển máu, tué lên vô số huyết hoa. Chương 660, kén máu. Trọn vẹn 7 ngày trôi qua, Tiêu Phàm mới từ vi hình duy đàn bảo trong mật thất đi ra, vẫn như cũ sắc mặt tái nhợt liếc thấy được đi ra thân thể của hắn vẫn hết sức yếu ớt bảy ngày trước tiêu phàm cưỡng ép kích phát lôi bằng biến thân nhất cử diệt sát huyết hải chi linh tự thân cũng bởi vì chân nguyên khô kiệt mà ngất ngã vào đến trong biển máu cứ việc rất nhanh liền tại trong biển máu tỉnh dậy hay là lập tức tiến vào mật thất đả tọa điều tức dòng giã bảy ngày mới thoáng có chút khôi phục trong đầu ghi nhớ lấy azelena liền là lên dây có tinh thần ra tìm hiểu tình huống mới vừa đi ra mật thất liền thấy Miranda Vương Phi, chính lo nghĩ tại mật thất ngoài cửa đi qua đi lại, vừa nhìn thấy tiêu phàm đi ra ngoài, lập tức vừa mừng vừa sợ, vội vàng bước nhanh tiến lên đón, nói tiêu phàm, người thế nào? Trải qua kia một trận đại chiến, Miranda Vương Phi đối tiêu phàm xưng hô cũng biến thành 10 điểm tùy ý, lộ ra một gỗ thân thiết. Tiêu phàm gật gật đầu, nói ta không sao, kỳ thật hắn tình hình bây giờ, cũng vẻn vẹn chỉ là so đại chiến vừa mới kết thúc lúc hơi tốt một chút, cùng không có việc gì tiêu chuẩn, kém lấy thật xa chỉ là tiêu phàm trời sinh tính như thế không nguyện ý để người khác vì chính mình lo lắng miranda cẩn thận quan sát một chút sắc mặt của hắn lập tức cười khổ một tiếng tiêu phàm trọng thương chưa lành tình trạng nàng làm sao có thể nhìn không ra chỉ là trong lúc này nàng cũng không có biện pháp gì tốt tiêu phàm tu vi xa phía trên nàng dòng giã vượt qua một cái đại cảnh giới tu sĩ kim đan thương thế không phải nàng có thể nhúng tay đi vào Phu nhân, Azelena đâu? Tiêu phàm lập tức hỏi. Miranda liền trần chờ, trên mặt hiện lên một vòng thần sắc cổ quái, tựa hồ có lời gì không tiện mở miệng. Tiêu phàm tâm lập tức chìm xuống dưới, chẳng lẽ Azelena tình huống phi thường không xong? Mắt thấy tiêu phàm sắc mặt đột biến, Miranda vội vàng nói, tiêu phàm, người không cần lo lắng, Azelena hiện tại không có việc gì. Chính là, người khả năng tạm thời không gặp được nàng. Tạm thời không gặp được nàng. Phu nhân, ngài đây là ý gì? Tiêu phàm sắc mặt càng thêm âm trầm, Miranda nghĩ nghĩ, nói, đi theo ta. Rất nhanh, tiêu phàm cùng Miranda liền tới đến duy đàn bảo tầng cao nhất, từ xa nhìn lại, chỉ thấy huyết hải trên không, có một cái hình người kén máu, chính tính tính huyền phù ở nơi đó, cách mỗi một đoạn thời gian rất dài. Mới nhẹ nhàng chập trùng một chút, biểu hiện ra kén máu bên trong là có sinh mệnh dấu hiệu. Căn cứ Miranda thuyết pháp, Azelena ngay tại kén máu bên trong. Người yên tâm, chúng ta trải qua nhiều lần suy luận, kết luận cái này trong biển máu ẩn sinh mệnh tinh hoa, đối Azelena có lợi mà vô hại. Tính mạng của nàng tinh khí tổn thất quá nghiêm trọng, trừ dùng loại phương pháp này chậm rãi khôi phục, khác cũng không có phương pháp hiệu quả như vậy. Bất kể nói thế nào, Azelena cũng là chúng ta huyết tộc công chúa, thuần chính nhất huyết mạch truyền thừa. Nhìn xa xa huyết hải trên không kén máu, Miranda chậm rãi nói, trên mặt toát ra yêu thương hơn người thần sắc. Mà lại, Metcat còn nói, Nói đến đây, Miranda do dự một chút, nói cái gì, tiêu phàm nhìn chầm chầm hỏi. Mét nói, nơi này đúng là ngàn năm trước một đầu không gian thông đạo di chỉ. Bởi vì Clement cùng huyết hải chi linh nguyên nhân, cái này di chỉ đã rất không ổn định, cần một cái tuần khiết huyết mạch huyết tộc truyền nhân, đem cái này trong biển máu năng lượng cấp đi, có lẽ có thể trì hoãn không gian thông đạo phát sinh dị biến thời gian. Miranda lại lại trần chờ một chút, rốt cục hạ quyết tâm như nói dù sao nơi này hết thảy, là bọn hắn huyết tộc bí mật lớn nhất. Quan hệ đến toàn thể huyết tộc thành viên tương lai, Miranda thận nặng một chút, cũng là có thể lý giải. Bất quá tại tiêu phàm trước mặt, lại là không có bảo thủ cơ mật tất yếu. Lấy tiêu phàm chi năng, nếu như hắn cho rằng cần thiết, thậm chí có thể cưỡng ép chiếm lấy nơi đây. Clement đã vẫn lạc, mặc tư bảo phương diện tinh nhuệ. Cơ bản tổn thất hầu như không còn, bây giờ huyết tộc, còn có ai có thể là tiêu phàm đối thủ lại nói tiêu phàm là azelena người yêu miranda nhìn ra được tiêu phàm đối azelena là thật tâm yêu thích vì azelena không tiếc đặt mình vào nguy hiểm bây giờ đại sự đã định tiêu phàm càng sẽ không tổn thương azelena mẫu thân cùng gia tộc của nàng không hề nghi ngờ tiêu phàm chính là huyết tộc sau này trong một khoảng thời gian có thể dựa nhất minh hữu thậm chí là ỷ trượng lớn nhất trì hoãn không gian thông đạo dị biến bá tước tiên sinh có dạng này nắm chắc sao Tiêu Phàm lại nhíu mày, hỏi: "Hắn giờ phút này liền tùy thân mang theo một kiện không gian bảo vật, không có người so hắn càng hiểu hơn không gian lực lượng cường đại. Hiện tại Mikhail lại đem trì hoãn không gian thông đạo dị biến hy vọng, ký thác vào Azelena trên thân, cũng khó trách Tiêu Phàm trong lòng lo lắng." Miranda chính cần hồi đáp, nơi xa gian kia có khắc họa truyền tống trận mật thất chi cửa mở ra, lộ ra Mikhail thân ảnh. Miranda vội vàng giải thích nói, mét cắt mấy ngày nay đều tại bên ngoài xử lý một chút tục vụ. Ta muốn chiếu khán Azelena, gia tộc rất nhiều chuyện, tạm thời ủy thác cho hắn hỗ trợ xử lý. Cái kia truyền tống trận, người bình thường là mở không ra. Điểm này, tiêu phàm ngược lại là rất rõ ràng, hắn sử dụng qua cái kia truyền tống trận, tựa hồ đối với pháp lực yêu cầu không thấp. Bình thường tuần tra sứ người, chỉ sợ đều không có năng lực như vậy, chỉ có đi theo tại Clement bên người, cùng một chỗ tại huyết hải tu luyện mấy vị kia tương đối cường đại tuần tra sứ người, mới có thể miễn cưỡng khu động truyền tống trận. Bây giờ cái này mấy tên tuần tra sứ người đều đã bị tiêu phàm diệt sát, Emina cũng vẫn lạc mà chết, toàn bộ mặc tư bảo gia tộc, đã không người có thể một mình đi đến nơi này ngọn nguồn chỗ sâu huyết hải chi bên cạnh. Không hề nghi ngờ, theo mặc tư bảo gia tộc nhóm này đỉnh cấp chiến lực hủy diệt, đã bất lực đối kháng duy đàn bảo phương diện dù coi như còn thừa lại như vậy một hai tên cá lọt lưới tuần tra xứ người, cũng tuyệt không dám hưng khởi cùng Miranda đối kháng chi tâm. Tăng thêm có Mikhail toàn lực hiệp trợ, Simeon gia tộc hai đại phân chi một lần nữa sát nhập, quy về nhất thống, này lúc đó. Về phần Miranda cùng Mikhail ở giữa chân thực quan hệ, tiêu phạm tự nhiên rất thức thời không có đi truy hỏi. Vô luận như thế nào, Miranda đều xem như hắn tôn trưởng, là tôn giả húy đạo lý, tiêu phạm hay là hết sức rõ ràng. Mà lại, bởi vì Clement nguyên nhân, Miranda về mặt tình cảm thâm thụ đả kích, nếu như có thể tại Mikhail nơi đó đạt được một chút an ủi, cũng là một cọc chuyện tốt. Mikhail ánh mắt phung mạnh, lập tức liền thấy duy đàn bảo lâu đỉnh tiêu phàm cùng Miranda, sắc mặt hơi đổi một chút, phía sau màu đen áo choàng lắc một cái, phi thân lên, hướng về thành bảo tầng cao nhất bay tới. Tiêu tiên sinh, thân thể lớn tốt đi, vừa mới tại mái nhà vừa đứng vững thân thể, Mikhail liền mỉm cười hỏi, mặt mũi tràn đầy thần sắc quan tâm. Nhận được nhớ mong, còn tốt, tiêu phàm khẽ khom người làm lễ, đáp, bá tước tiên sinh những ngày này rất bận, Simeon gia tộc một lần nữa sát nhập, hẳn là không có vấn đề gì đi. Mikhail vội vàng nói, trải qua mấy ngày nay hiệp thương, bên trong gia tộc cơ bản đạt thành nhất trí, không có vấn đề gì lớn. Bất quá muốn lấy được trưởng lão hội cuối cùng xác nhận, đoán chừng còn muốn bỏ chút thời gian. Cũng vẻn vẹn chỉ là bỏ chút thời gian mà thôi, đã Simeon gia tộc sát nhập là chiều hướng phát triển, trưởng lão hội thành viên cũng sẽ không cưỡng ép cản trở. Tiêu phàm nhẹ gật đầu, không có tiếp tục hỏi thăm nữa, chung quy đây là huyết tộc nội bộ sự vụ, Azelena tạm thời còn không phải Simeon gia tộc chấp trưởng giả, tiêu phàm cũng không có ý định liên lụy quá sâu. Bá tước tiên sinh, ta có một chuyện thỉnh giáo. Lập tức, tiêu phàm đưa ra nghi vấn của mình, tự nhiên là có quan không gian thông đạo tình huống. Việc quan hệ Azelena an nguy, lại là không được khinh thường. Tựa hồ đã sớm ngờ tới tiêu phàm sẽ có câu hỏi như thế, Mikhail lập tức đạt đáp, tiêu tiên sinh, cái này mặc dù là chúng ta phỏng đoán, nhưng trải qua mấy ngày nay quan sát, chúng ta cho rằng, điều phỏng đoán này hẳn là rất gần sự thật. Nơi này không gian thông đạo, nguyên vốn đã có dị biến dấu hiệu, từ khi Azelena bắt đầu hấp thu trong biển máu tinh hoa, loại này dị biến liền biến mất, tạm thời khôi phục ổn định. Tiêu phàm xong nghi cao lại, chầm giọng nói, Azelena mặc dù là thuần chính huyết tộc huyết mạch, bất quá theo ta được biết, bản thân nàng cũng không có bắt đầu tu luyện quý tộc công pháp, vẻn vẹn dựa vào một loại bản năng có thể thật ngăn cản không gian thông đạo dị biến sao? mà lại, bá tước tiên sinh, xin thứ cho ta nói thẳng, đả thông không gian thông đạo cùng huyết linh đại lục câu thông, chẳng lẽ không phải quý tộc cho tới nay nguyện vọng sao? Clement vì đạt thành cái mục tiêu này, tính toán xảo diệu, thậm chí ngay cả con gái ruột đều không buông tha. Bởi vậy có thể thấy được, việc này đối huyết tộc cao tầng dụ hoặc đến cỡ nào to lớn. Mikhail lắc đầu, nói tiêu tiên sinh, xem ra người đối với chúng ta huyết tộc có hiểu lầm. Giống Clement điên cuồng như vậy huyết tộc người, dù sao cũng là rất cực đoan. Người khác là thế nào nghĩ, ta không dám chắc chắn. Nhưng liền ta cùng Miranda đến nói, ít nhất trong thời gian ngắn chúng ta không hy vọng mở ra không gian thông đạo này. a à, đây là vì cái gì? tiêu phàm không có chút nào đình chỉ truy tìm chân tướng ý tứ. Mikhail chậm rãi nói, rất đơn giản, chúng ta tu vi quá thấp. Còn ở vào chút cơ kỳ trạng thái đỉnh phong, chậm chạp chưa thể ngưng kết kim đan. Giống chúng ta tu vi như vậy, không gian thông đạo mở ra về sau, liên thông huyết linh đại lục, tuyệt đối là làm mướn không công sự tình. Đến lúc đó, đừng bảo là những cái kia nguyên anh kỳ cao nhân, liền xem như kim đan kỳ các tộc nhân nhiều truyền tống mấy cái tới, chúng ta cũng chỉ có thể cung cấp người thúc đẩy hảo hảo, chúng ta tại sao phải đi làm người khác tùy tùng tùy tùng. Clement sở dĩ vội vã muốn mở ra không gian thông đạo là bởi vì hắn đã ngưng kết kim đan thành công, xem như tu sĩ cấp cao, tự nhận là có cùng huyết linh đại lục bản thổ tu sĩ bình khởi bình tỏa tư cách, có cỏ kè mặc cả tiền vốn. Lại nói, hắn nóng lòng muốn có được huyết linh đại pháp cao giai tu luyện công pháp, nhanh chóng tăng lên mình thực lực, bởi vậy mới như vậy vội vã không nhịn nổi. Về phần ta cùng Miranda, trong thời gian ngắn căn bản cũng không có tính toán như vậy, tối thiểu cũng phải chờ chúng ta đều ngưng kết kim đan thành công, đem cảnh giới vững chắc xuống về sau, lại cân nhắc phải chăng nặng mới mở ra không gian thông đạo này. Bất quá kia tổng cũng là mấy chục năm sau sự tình, dưới mắt hoàn toàn không vội. Ta cùng Miranda đều tin tưởng, đến lúc đó, chúng ta huyết tộc tu vi cao nhất người, sợ rằng sẽ sẽ không là chúng ta, có 89 phần 10 là Azelena. Nói đến đây, Mikhail hướng xa xa kén máu nhìn một cái mặt mũi tràn đầy đều là vẻ hâm mộ. Audio điện tử võ tấn bền. Hết tập 44.